Từ Chiết Ninh đá thẳng vào máy quay phim, khiến nó lăn tận mấy vòng trên đất. Con mẹ nó, không diễn nữa. Đây chẳng phải là đang ức hiếp người khác à? Rầm rầm. Từ Chiết Ninh cứ như phát điên lên vậy, vừa được thứ gì là đập phá hết. Đúng, không diễn nữa. Đây chẳng phải là bắt chẹt người khác ư? Cố ý kêu mấy người này tới đây khinh khi chúng tôi. Giàm. Vương Nghệ Hiểu cũng tức giận, đá lăn dụng cụ ngay dưới chân. Lý Tử Nhiễm đang muốn mượn mấy người mới này đến để chèn ép chúng ta đây mà. Không diễn, diễn cái quỷ ấy mà diễn. Đúng thế, diễn con mẹ gì nữa chứ. Những diễn viên khác lẫn đoàn đội marketing cũng phát điên, đập đồ lung tung trong phim trường lên. Đoàn đạo diễn phim bị đám người này dọa cho chết khiếp. Những diễn viên này bị điên rồi hả? Hai tên lính mới đắc tội thôi mà, có cần đến mức độ thế này không? Chuyện quái gì xảy ra vậy? Người chết điếng nhất phải là nhóm tân binh Trịnh Tử Hàm. Bọn họ cứ như bị sét đánh vậy. Một giây trước, họ còn cảm thấy một Trương Huy Hoàng trong cuộc đời sắp bắt đầu, một giây sau chuyện này lại xảy ra. Bởi vì bọn họ, nên máy diễn viên hàng đầu này mới nổi đóa lên như thế ư. Làm sao bọn họ gánh nổi? Lần này, ngay cả một cậu lính mới cũng bật khóc. Bọn họ sao mà biết được, đây chính là âm mưu đã được ấp ủ từ lâu của đám người Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu chứ. Bọn họ nhận tiền Tô ra, thì sẵn lòng dốc hết sức gây khó dễ cho tập đoàn Đông Thiên. Chỉ vừa vặn lấy họ làm cái cớ để bùng nổ mà thôi. Không có họ, Từ Chiết Ninh cũng sẽ khai đao bằng những người khác. Không chỉ có như thế. Ngay cả những diễn viên chính trong đoàn làm phim cũng buộc họ phải đình công. Nhất là Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu đang diễn đến 5 bộ phim liền đây. Lần này khiến cho toàn bộ các đoàn làm phim khác cũng phải bị đình công. Tổng giám đốc Lý, không xong rồi. Tất cả các diễn viên của 7 đoàn làm phim đều đình công. Bọn họ không diễn thì thôi, còn đập phá dụng cụ trường quay, bây giờ phim trường đang loạn lắm. Ngài đi xem với tôi đi. Sau khi Lý Tử Nhiễm nhận được cuộc gọi của Phó Quốc Thụy thì hoảng hồn. Nhưng mà, cô nhanh chóng trấn tĩnh. Việc đình công chắc chắn là có nguyên nhân. Thứ nhất, có thể là vì cô đắc tội Từ Chiết Ninh. Thứ hai, là Tô Triệu Long đang ở sau lưng ngắm ngầm giở trò. Lý Tử Nhiễm vẫn tới phim trường xem xét trước. Thấy toàn trường quay lộn xộn chẳng ra hình dạng gì, trong lòng Lý Tử Nhiễm căng như dây đàn. Tại sao cứ phải gặp phải những chuyện này vậy? Phó Quốc Thụy cũng chạy tới sau. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì thế hả? Phó Quốc Thụy hỏi. Người đại diện, chị Vương cười lạnh bảo, giám đốc Phó, tổng giám đốc Lý thế mà lại khinh khi chúng tôi quá rồi đấy. Sao cơ? Anh vừa mang bổn lính mới đến đây, rõ ràng là nhằm vào chúng tôi. Một người cầm nước sôi đến cho Chiết Ninh uống, một người còn muốn đánh Chiết Ninh. Muốn đuổi việc chúng tôi thì cứ nói thẳng, cần chỉ phải vòng vo như vậy. Chị Vương giận dữ nói. Đúng, muốn thì cứ đuổi chúng tôi đi đi, mấy người không thèm thì vẫn có nơi nhận bọn tôi thôi. Vương Nghệ Hiểu cả những diễn viên khác hô to gọi nhỏ. Phó Quốc Thụy liếc trái ngó phải, hỏi, chuyện này là thật à? Những người khác gật đầu xác nhận, thật mà. Mấy người tân binh này tay chân vụng về, cố ý nhắm vào Chiết Ninh. Phải đó, Tổng Giám Đốc Lý, Giám Đốc Phó, chúng ta thật lòng muốn nói với hai người. Dẫn dắt người mới, không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải học bỏ túc vài ba buổi rồi hãng vào đoàn phim chứ. Nói vào là vào dễ thế à? Đạo diễn vốn ở thế trung lập Tiếu Giật Luân cũng bất mãn nói. Ông ta mặc kệ là ai đúng ai sai. Ông ta chỉ thấy mấy tên lính mới này vừa vào đã ảnh hưởng đến việc quay phim của ông ta thôi. Mấy người, tức chết tôi mất. Phó Quốc Thụy tức điên. Nhưng không thể mắng mỏ quá nặng, dù sao đây cũng là người do chính Lý Tử Nhiễm chọn ra. Lý Tử Nhiễm cắn môi. Cô biết chắc chuyện không thể nào đơn giản như thế, bốn cô cậu này chỉ là bị đưa ra làm bia đỡ đạn thôi. Từ Chiết Ninh muốn mượn đám người Trịnh Tử Hàm để bộc phát. Không thể không nói. Cái này rất thông minh. Giám đốc Phó, chúng tôi không diễn nữa, chỉ riêng chuyện này đã đủ khó chịu rồi. Từ Chiết Ninh nói. Phó Quốc Thụy khuyên lơn, Chiết Ninh, cậu bình tĩnh lại đi, đây chỉ là chuyện còn con thôi mà. Có thể bình tĩnh lại được ư? Đã đến nước này rồi, mấy người có không hài lòng thì cứ việc đuổi chúng tôi đi đi. Vương Nghệ Hiểu lạnh lúng nói. Lý Tử Nhiễm lên tiếng,
Được, mấy người muộn gì mới chịu tiếp tục đây? Từ Chiết Ninh cười nói, ha ha, vẫn là có người hiểu vấn đề. Chị Vương, nói họ nghe điều kiện của chúng ta. Từ Chiết Ninh nói, chị Vương nhìn Lý Tử Nhiễm, cắt lời, nếu Tổng Giám Đốc Lý muốn chúng tôi tiếp tục diễn, thì phải cho thấy thành ý. Nói đi, muốn tăng cát xê lên bao nhiêu? Lý Tử Nhiễm đã đoán được bọn họ định nói gì từ lâu. Mượn việc này để nâng cát xê lên. Chị Vương giơ ba ngón tay lên, cát xê của 10 người đóng vai chính trong 7 bộ phim tăng gấp 3. Thế thì chúng tôi sẽ diễn tiếp. Giờ hoằm. Phó Quốc Thụy sau khi nghe thấy chỉ biết trợn tròn mắt. Cát xê gấp 3. Cộng hết lại cũng tận 500 triệu. Nên biết rõ, vốn đầu tư cho cả thảy 7 bộ phim cũng là 500 triệu. Bây giờ cát xê chi trả cho diễn viên cũng đòi 500 triệu. Phát điên rồi hả? Đạo diễn Tiếu Giật Luân nghe xong cũng phải hít lấy một hơi lạnh toát. Đòi hỏi quá trớn. Nhưng trên phương diện này, bọn họ hoàn toàn không có chút gì trong tay để đàm phán, nói trắng ra là ở mảng giải trí của tập đoàn Đông Thiên được chống đỡ chủ yếu là từ 10 vị diễn viên này. Nếu như cả 10 người này rời đi, hạng mục giải trí của tập đoàn Đông Thiên cũng cứ thế sẽ sụp đổ theo. Bọn họ mới là phe yếu thế. Hoàn toàn không có tư cách thương lượng với những diễn viên này. Không được đâu, có thể thương lượng lại được không? Phó Quốc Thụy vẫn môn có thể đàm phán. Từ Chiết Ninh thẳng thừng, cát xê gấp 3, thiếu một phần cũng không. Nhóm người Trịnh Tử Hàm càng khiếp sợ hơn. Chỉ vì họ, mà tập đoàn Đông Thiên lại gặp phải tình huống nguy nan này đây. Lý Tử Nhiễm, có thể là cô vừa mới tới, cho nên không biết rõ tầm quan trọng của chúng tôi. Mảng giải trí của tập đoàn Đông Thiên có thể đứng đầu Tô Hàng là nhờ vào chúng tôi. Nếu không, cô cảm thấy một giám đốc như anh phó đây sẽ cun cút nghe theo chúng tôi như vậy à? Vương Nghệ Hiểu chẳng nề nang ai, nói huýt tẹt ra. Phó Quốc Thụy cúi đầu, chẳng dám bác lại. Chẳng phải là vậy sao, 10 người này chính là cây lộc phát tài, hái ra tiền, là cơm cha áo mẹ của anh ta. Phải cung kính mà hầu hạ. Từ Chiết Ninh cười lạnh, không chỉ vậy, nếu như các người muốn giải quyết triệt để chuyện này, thì phải giao hai người kia cho bọn tôi xử lý. Từ Chiết Ninh chỉ thẳng vào Lô Minh Giai và Trịnh Tử Hàm. Mỹ nhân Trịnh Tử Hàm này, vừa liếc mắt là anh ta đã chấm rồi, phải mút mới hả dạ. Còn tên Lô Minh Giai kia dám chống đối anh ta. Đúng là tự tìm được chết. Không đánh cho chỉ còn hơi tàn, Từ Chiết Ninh sẽ không dừng đâu. Phó Quốc Thụy nhỏ giọng, thì thảo, Tổng Giám Đốc Lý hãy đồng ý đi. Dù là không kiếm được lợi nhuận từ mấy bộ phim, nhưng phải giữ lại bọn họ. Đám người Từ Chiết Ninh đắc ý nhìn Lý Tử Nhiễm. Thế này đi, tôi muốn suy nghĩ kỹ càng hơn, ngày mai sẽ cho mọi người câu trả lời. Lý Tử Nhiễm nói. Được, cũng tốt, chúng tôi có một ngày nghỉ ngơi. Đám người Từ Chiết Ninh nói đuôi nhau rời khỏi. Nhóm người Lô Minh Giai và Trịnh Tử Hàm chạy qua trước mặt Lý Tử Nhiễm, áy náy nói, Tổng Giám Đốc Lý, là chúng tôi không tốt, là lỗi của chúng tôi. Không trách các cô cậu. Dù sao nếu không có mọi người thì chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm đang ở trong công ty thông qua Trịnh Tử Hàm mà biết được chuyện này. Em còn do dự cái gì nữa? Thẳng tay sa thải hết đám người kia đi. Cóc bốn chân mới khó tìm, chứ mấy minh tinh nổi tiếng trên mạng thì vớt một cái chẳng phải được một mảng lớn hay sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh bảo. Dưới tác động của Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm bèn gọi điện thoại ngay cho đoàn đội marketing của Từ Chiết Ninh, thông báo cho mọi người biết, các người chính thức bị sa thải. Khi nhận được điện thoại của Lý Tử Nhiễm, người đại diện, chị Vương cực kỳ có cảm giác thành tựu. Nhưng có thế nào cũng không ngờ đến được, rằng Lý Tử Nhiễm lại muốn sa thải họ thật. Đây là điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Cô nói gì, cô lặp lại lần nữa xem. Di động mà người đại diện Vương cầm trên tay suýt chút nữa rơi thẳng xuống nền đất. Tôi lặp lại, Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu và 10 diễn viên khác bị công ty sa thải. Lý Tử Nhiễm giận dữ nói. Hừ, Lý Tử Nhiễm, cô quyết định làm như thế này thì đừng có mà hối hận. Sắc mặt chị Vương lạnh lẽo vô cùng tận. Tôi không hối hận đâu, các người nhanh chóng rời thủ tục nghỉ việc, tập đoàn Đông Thiên chính thức không chào đón các người nữa. Sau khi Lý Tử Nhiễm cúp máy, cuối cùng cũng cảm thấy cả người lâng lâng sảng khoái. Cục tức nghẹn trong lòng cuối cùng cũng được phóng ra ngoài.
Cái gì, Lý Tử Nhiễm thật sự sa thải chúng ta ư? Sao lại như thế được? Nhưng Từ Chiết Ninh sau khi biết được tin tức này thì cả đám người đều nổi đoá. Lý Tử Nhiễm đuổi họ đi thật sao? Ngày trước, bọn họ vào việc mình là nguồn thu nhập chính của công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Đông Thiên, nên muốn làm gì thì làm. Bọn họ khẳng định dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Lý Tử Nhiễm cũng không dám đuổi cổ họ đi. Nhưng bây giờ lại có kết quả này đây. Bọn họ có sao cũng không ngờ đến. Lập tức nói cho đám người Phó Quốc Thụy biết, tôi muốn Lý Tử Nhiễm phải hối hận vì chuyện này. Từ Chiết Ninh híp mắt. Vương Nghệ Hiểu cười cười, chờ đi, sớm muộn gì Lý Tử Nhiễm cũng sẽ đi đến quỳ xuống lạy lục chúng ta thôi. Ngay khi Phó Quốc Thụy cùng những quản lý cấp cao khác trong tập đoàn biết chuyện, họ lập tức đến tìm Lý Tử Nhiễm. Tổng Giám Đốc Lý, chuyện này không thể được. Lý Tử Nhiễm mang dáng vẻ chuyện đã định, mọi người không cần khuyên nữa, tôi ra quyết định rồi. Cô phải nghĩ kỹ lại đi, 10 người bọn họ mà đi, thì cũng tương đương với lĩnh vực giải trí của tập đoàn Đông Thiên chúng ta sẽ sụp đổ. Sức mạnh của chúng ta hoàn toàn dựa vào bọn họ cả. Phó Quốc Thụy gấp đến mức muốn khóc. Đúng vậy, tổn thất thực sự quá lớn. Bọn họ mà đi thì hậu quả trực tiếp nhất là 7 bộ phim chiếu mạng kia hoàn toàn hỏng, lỗ 500 triệu lận đấy ạ. Đúng thế, sau này tất cả các hợp tác ở mảng giải trí cũng bị dừng lại, rất có thể còn bị cắt đứt hợp tác nữa. Những người khác trình bày những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến. Lúc bấy giờ, Diệp Quân Lâm mới cười nói, sao thế? Không có họ thì không quay phim được nữa à? Thay người là xong rồi. Anh có phải là người quen thuộc với cái nghề này đâu mà nói. Chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền xong xuôi hết rồi. Hơn nữa yếu tố bảo đảm lợi nhuận cho phim chính là những minh tinh đang hot như họ đấy. Bây giờ lâm thời thay diễn viên khác, thế còn chưa đủ lỗ vốn nữa hả? Phó Quốc Thụy giận tím mặt. À, có thể đúng là tôi là dân ngoại đạo, nhưng tôi lấy tư cách của một người thưởng thức phim ảnh để nói rằng, chất lượng phim mới là thứ quan trọng nhất. Chất lượng phim tốt, tiếng lành đồn xa, chắc chắn sẽ nổi lên thôi. Những năm gần đây, trái lại, các bộ phim do những minh tinh mặt hoa ra phấn chỉ có sức hút nhất thời kia đóng, rating của phim cũng cực kỳ bết bát. Lỗ vốn rất nặng. Diệp Quân Lâm giải thích. Đám người Phó Quốc Thụy im lặng nghe phân tích. Và đúng như vậy. Bây giờ hầu như người ta đã không còn tuyển những diễn viên hot lâm thời mặt mày trắng hiếu nữa. Quay một bộ phim với chất lượng cực kỳ tệ hại, tất cả đều bị thua lỗ. Trước mắt, chỉ có mấy bộ phim chiếu mạng này là còn có các minh tinh dạng hot lâm thời như thế quay mà thôi. Người xem chủ yếu là fan, nói trắng ra chính là bòn tiền fan, ăn từng đồng từng các của fan. Đào mỏ xong thì chạy. Mấy người mời những minh tinh đang hot máy hồi ấy đến quay, lợi nhuận kiếm trên đầu các fan của họ, nhưng danh tiếng sẽ càng ngày càng xuống dốc. Không có danh tiếng tốt của các bộ điện ảnh chống lưng cho thì sớm muộn cũng nát thôi. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói. Phó Quốc Thụy thì thở dài. Diệp Quân Lâm phân tích không sai chút nào. Quay phim chiếu mạng chỉ mà chú trọng đến tiền, thì danh tiếng sau này sẽ càng lúc càng kém đi. Tiếng xấu sẽ ngày một thậm tệ. Nói trắng ra, nếu chất lượng phim quá bết bát, cả fan còn chẳng buồn mà chỉ tiền cho. Thế này đi, Tử Nhiễm, anh cho em 4 diễn viên có kỹ năng diễn xuất tạm được, em chọn thêm vài người mới diễn xuất tốt cho công ty cho họ đi quay, như vậy sẽ giảm được tiền cát xê cho diễn viên, tiền này dành cho phần hiệu ứng và kịch bản. Ngoài ra cát xê cho đạo diễn và biên kịch trả cao một chút để họ chuyên tâm đầu tư cho bộ phim, anh không tin là phim sẽ không thành công. Diệp Lâm Quân nói. Lý Tử Nhiễm thấy anh nói có lý liền lập tức đồng ý, vâng. Em sẽ làm theo lời anh. Phó Quốc Thụy cũng đồng ý với kế hoạch của Diệp Lâm Quân, nhưng anh do dự, chúng ta đã quảng bá cho 7. Bộ phim này, việc thay đổi vai chính đột ngột rất dễ gây tranh cãi. Anh không thấy đây là cơ hội à? Có tranh cãi mới gây được chú ý. Chúng ta dùng những diễn viên không có danh tiếng gì. Chỉ có tranh cãi mới thu hút được sự chú ý. Đến lúc đó bên quan hệ công chúng sẽ dựa vào tình hình mà tăng thêm nhiệt. Khi phim được phát hành, chỉ cần chúng ta được cư dân mạng truyền miệng, phim nhất định sẽ bán chạy. Diệp Lâm Quân nói. Phó Quốc Thụy hai mắt sáng lên, anh Diệp, anh thật sự, rất lợi hại. Mặc dù Từ Chiết Ninh đã đi rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể dựa vào anh ta để gia tăng sức nóng. Diệp Lâm Quân gật đầu, buông sức làm đi, cố gắng tạo vài ngôi sao. Sau này phát sóng tôi sẽ tìm cách tăng cường quảng bá.
phía bên kia, Từ Chiết Ninh vẫn đang đợi Lú Tử Nhiễm đến xin lỗi. Sau khi Phó Quốc Huy đến liền lạnh giọng nói, đây là quyết định chấm dứt hợp đồng, mọi người bị đuổi việc, lập tức rời khỏi đây. Cái gì? Từ Chiết Ninh choáng váng. Phó Quốc Huy đích thân đến đuổi bọn họ. Anh ta làm sao vậy? Phó Quốc Huy anh bị đá đập vào đầu à? Chúng tôi đi rồi, phim của các anh thì thế nào? Tương lai của tập đoàn Đông Thiên phải làm sao hả? Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu lớn tiếng trách mắng. Luôn bị đám người này đè đầu cười cổ, Phó Quốc Huy cũng rất tức giận. Phó Quốc Huy cười nhạo, mấy người là u nhọt ở lại thì Đông Thiên mới thực sự hết hy vọng. Về phần 7 bộ phim này chúng tôi đã tìm được diễn viên rồi. Phó Quốc Huy nhìn về phía Trịnh Tử Hàm và Lư Minh Giai đang run rẩy trên sân khấu. Trịnh Tử Hàm, Lư Minh Giai các người làm diễn viễn chính. Trịnh Tử Hàm cả người chết lặng. Cuộc đời thật lắm thăng trầm, cách đây không lâu gặp tai nạn tính mạng khó giữ. Mới đó mà lại để bọn họ đóng chính, còn là bộ phim 50 triệu. Ha ha ha, kết quả làm cho Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu và những người khác bật cười. Phó Quốc Huy đầu anh bị úng nước à, để mấy người mới này đi đóng phim có kinh phí gần 5 tỷ. Các anh định lấy gì để đảm bảo phòng vé? Đợi thất bại thảm hại đi. Bại não. Trong mắt mấy người nghệ sĩ này đây là chuyện không thể. Nếu không có danh tiếng và lưu lượng của họ thì làm sao bảo đảm được doanh thu phòng vé? Ha ha, chúng ta đi thôi. Để tôi xem mấy người bại não này định chơi thế nào. Sau này ngàn vạn lần đừng chạy đến quỳ xuống cầu xin tôi đấy. Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu và các nghệ sĩ khác lập tức rời đi. Kỳ thực trong lòng Phó Quốc Huy cũng lo lắng không yên. Bởi vì cách làm này trước giờ chưa từng thành công. Con đường phía trước cũng rất mờ mịt. Nếu như thất bại tập đoàn Đông Thiên có thể sẽ bị cắt giảm một nửa sau khi Từ Chiết Ninh và 10 nghệ sĩ rời khỏi tập đoàn Đông Thiên thì trực tiếp ký hợp đồng với Thành Tô Gia Kỳ công ty con của giải trí Chí Thượng. Tin tức rất nhanh lan ra cả Tô Hàng. Hồi hận quá, Phó Quốc Huy vẫn thấy rất đau lòng. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng thấy tiếc một chút. Đây chẳng khác nào mang cây kiếm tiền tặng cho đối thủ. Người ta lại quay lại đối đầu với mình. Đông Thiên thật ngu ngốc, Lý Tử Nhiễm càng ngu ngốc. Tập đoàn Đông Thiên sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Tô Triệu Long vô cùng phấn khích, hóa ra anh ta đã luôn đánh giá quá cao Lý Tử Nhiễm. Ha ha, tiếp theo tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị 7 bộ phim điện ảnh cho mấy người, phát hành cùng với bọn họ, đến lúc đó dọa cho họ phát khóc. Được, không vấn đề, chúng tôi sẽ nỗ lực để diễn, phải khiến Đông Thiên thất bại thảm hại. Từ Chiết Ninh cùng những người khác rất mong đợi. Thế này đi, chúng tôi biết kịch bản của họ, chúng ta sẽ làm 7 bộ phim có nội dung giống với họ. Tô Triệu Long quyết định ép chết tập đoàn Đông Thiên. Ha ha, ý của Tổng Giám Đốc Tô rất hay. Nội dung phim giống nhau khán giả sẽ ủng hộ chúng ta, phim của họ toàn người mới sẽ chẳng có ai thèm xem. 5 tỷ cũng mắt trắng thôi. Tôi thấy đến lúc đó chúng ta tố cáo họ ăn cắp ý tưởng kịch bản của chúng ta, để dư luận giết chết bọn họ. Vương Nghệ Hiểu đề xuất ý tưởng. Tô Triệu Long cười, cô còn xảo quyệt hơn tôi đấy, ăn cắp của họ còn tố ngược người ta ăn cắp của mình. Ha ha, chờ ngày sụp đổ của tập đoàn Đông Thiên đi. Một bầy cáo già xúm lại với nhau cười lớn. Hồi hận cũng chỉ đến vậy, chuyện cũng đã xảy ra, Lý Tử Nhiễm nên bắt tay vào việc thôi. Cô và Diệp Lâm Quân mở một cuộc họp với diễn viên, đạo diễn, biên kịch, chế tác. Là thế này. Cát xê quay 7 bộ phim của mọi người sẽ tăng gấp 3 lần, ngoài ra doanh thu sau này của phim mọi người đều có hoa hồng. Diệp Lâm Quân đưa ra nghị quyết trực tiếp đánh bại đạo diễn và những người còn lại. Nói nhiều cũng vô ích, tiền là thiết thực nhất, bạn để cho họ kiếm được nhiều tiền hơn họ mới có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn hơn. Tổng Giám Đốc Lý, anh Diệp hai người yên tâm đi, tôi sẽ nghiêm túc trong việc này, hơn nữa tôi đã quyết định sửa 7 bộ phim thành 2 bộ. Trong thời gian ngắn nhất tại ra tác phẩm điện ảnh tuyệt vời nhất. Tiêu Dật Luân nói, vốn dĩ 7 bộ phim chỉ cần số lượng không cần chất lượng, mỗi bộ phim đều vì mục đích lừa tiền của người hâm mộ, 7 bộ cộng lại thì tiền lầy được cũng rất nhiều. Nói trắng ra là hàng kém chất lượng, chẳng khác nào sản xuất theo dây chuyền. Hiện tại thì khác, tiền có đủ rồi, mọi mặt đều được hỗ trợ, có thể làm tạo ra một bộ phim xuất sắc rồi. Biên kịch Trương Học Lâm nói, đúng vậy. Tôi sẽ sửa kịch bản ngay, cố gắng cho cốt truyện cô đọng, tiết tấu nhanh, không có chi tiết thừa thãi trong kịch bản. Đúng,
đội hiệu ứng cũng đảm bảo, trước đây kinh phí đều đổ dồn vào diễn viên, hiệu ứng được vài đồng tiền nên muốn làm tốt cũng không được. Bây giờ kinh phí có đủ tôi đảm bảo phía tôi không có vấn đề. Đội hiệu ứng cười phá lên, đây là lần đầu tiên trong suốt cả 10 năm qua họ mới được đầu tư đầy đủ thế này. Mấy chục triệu tiền đầu tư cho phần hiệu ứng, đây là điều chưa ai dám nghĩ từ trước tới nay. Chúng tôi sẽ nắm chắc từng bước, xin Tổng Giám đốc Lý cứ yên tâm. Chế tác nói, mấy diễn viên trẻ biết cơ hội này không dễ có được, nên sẽ dốc hết sức mình làm việc. Vấn đề chế tác đã sắp xếp ổn thỏa, Diệp Lâm Quân đang lo chính là vấn đề tuyên truyền. Mặc dù bộ phận quan hệ công chúng đã thêm nhiệt, nhưng Trịnh Tử Hàm ngay cả tuyến 18 còn chưa được, duy trì sức hút là chuyện rất khó mặc kệ đi, đợi phim sản xuất xong thì tính tiếp. Diệp Lâm Quân cười. Anh đã đoán được bên Tô Triệu Long nhất định sẽ ăn cắp ý tưởng nội dung nên đề nghị phong bế toàn bộ đoàn làm phim, không để Tô Triệu Long biết bên anh đang quay cái gì. Sau khi Lý Tử Nhiễm sắp xếp xong, bên Tô Triệu Long không nghe ngóng được tin tức gì nữa. Hừ hừ, còn bày đặt quay bí mật, làm như không ai biết bảy bộ phim ấy không bằng. Tô Triệu Long cười lạnh. Giải trí trí thượng vẫn tiếp tục quay bảy bộ phim trước đây. Vào thời điểm này, công ty giải trí sang rất được coi trọng ở thành phố Tô Hàng. Vì Từ Chiết Ninh nhảy việc sang tuyến đầu nên đã tạo ra rất nhiều chủ đề bàn luận. Khán giả và những người hâm mộ đang rất mong chờ bộ điện ảnh của Từ Chiết Ninh do công ty giải trí sang chế tác. Thời gian trôi qua từng ngày. Sự phát triển của tập đoàn Vân Đình và Tiêu Gia diễn ra rất mạnh mẽ. Nhưng các doanh nghiệp từ nội thành cũng không kém cạnh. Trong một tháng qua, bọn họ không biết mình đã thôn tính bao nhiêu công ty xí nghiệp nhưng họ cảm thấy rất hài lòng. Người người đều phải cảm thán rằng Tô Hàng là một miếng thịt quá béo bở, quả là không hổ danh thành phố kinh tế lớn nhất tỉnh Giang Nam. Thêm vào đó, chẳng ai quan tâm đến một vài thủ đoạn cực đoan của bọn họ nên đám người này càng ngày càng không biết tiết chế. Ngày càng có nhiều người đến Tô Hàng để nuốt miếng thịt này. Điển hình là người nhà họ Tô, Tô Triệu Long đứng đầu tiên phong. Sau đó cha và chú của hắn cũng điều quân lính của mình đi đến. Lý gia mở rộng quy mô một cách thầm lặng thông qua sự chỉ đạo của Lý Thiên Hạo. Viên Sơn Hà dùng cả một tháng để điều tra ra lý lịch của tập đoàn Vân Đình. Vì tin tức rất khó tra nên thời gian đã kéo dài đến một tháng trời. Cha nuôi bảo hiện tại vẫn chưa tra ra bất kỳ thông tin gì từ bọn họ nên chúng ta vẫn duy trì việc chờ kết quả từ các mạng lưới ngầm. Chỉ cần có kết quả thì chúng ta sẽ ra tay với tập đoàn Vân Đình. Vân Phù Đồ nói, mạng lưới ngầm mà hắn đề cập đến chính là website chuyên thu thập các thông tin tình báo. Website này là một hệ thống hội viên mà số thành viên người Trung Quốc vẫn chưa vượt quá 100. Toàn bộ tỉnh Giang Nam này chỉ có Viên Sơn Hà tiên sinh là hội viên, ngoài ra không còn ai khác. Vậy nên, ngoại trừ ông ta thì không người nào có thể dùng mạng lưới ngầm để tra cứu tin tức. Ừ, con nói với Lý Nhị chuẩn bị trước đi. Chúng ta sắp tấn công tập đoàn Vân Đình rồi. Viên Sơn Hà cầm chuỗi hạt trong tay, bình thản đáp. Trong thời gian một tháng này, đoàn làm phim của tập đoàn Đông Thiên đã tăng giờ làm việc để có thể hoàn thành hai bộ phim điện ảnh tinh xảo. Trịnh Tử Hàm và những người khác không phụ sự mong đợi của mọi người. Bọn họ đã sử dụng hết những kiến thức được dạy để truyền tải vào bộ phim. Kỹ năng diễn xuất không khác gì diễn viên tuyến đầu. Đây là hai bộ phim hoàn hảo nhất mà tôi từng làm đạo diễn. Tiếu Dật Luân cảm thán. Những người khác cũng rất hào hứng. Vì chất lượng hai bộ phim này thật sự quá tốt. Thật không ngoa khi so sánh với những thước phim chiều tạp. Mặt khác, tôi ra mắt một tháng đến công ty giải trí sang đế quay bảy bộ phim. Nội dung vừa dở vừa kém chất lượng. Nhưng lấy tên tuổi của những ngôi sao màn bạc như Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu thì có đến hơn 400. Người đã đặt lịch hẹn trước. Ngoài ra, gần đây họ tuyên truyền rất nhiều, ước chừng số lượng đặt trước sẽ còn lên đến 1 triệu. Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu cười lạnh, tiếp theo. Có phải chúng ta nên nghĩ cách đánh bại tập đoàn Đông Thiên không? Phim của cả hai đều được gửi đến đài phát thanh và truyền hình để xét duyệt. Chỉ cần bộ phim được thông qua thì bọn họ có thể lập tức phát hành phim rồi. Công ty giải trí sang đã mua lại hết các đề xuất trên trang chủ của các video hot, bỏ ra chút tiền quảng bá, vốn là muốn chèn ép tập đoàn Đông Thiên. Còn kế hoạch tuyên truyền thì tiến hành như thế nào? Các cô cậu đang đưa cho tôi cái gì vậy? Lý Tử Nhiễm rất không hài lòng với kế hoạch tuyên truyền của nhân viên.
hai bộ phim này cho đến hiện giờ vẫn chưa nổi được. Sự nổi tiếng cùng những lời ca ngợi dành cho bộ phim của đám Từ Chiết Ninh đã làm suy giảm độ hot phim của tập đoàn Đông Thiên. Giao cho anh chuyện này, anh sẽ thu xếp giúp Imo. Diệp Quân Lâm đã có ý tưởng tuyên truyền. Được, vậy em giao cho anh. Lý Tử Nhiễm rất tin tưởng năng lực của Diệp Quân Lâm. Ngày hôm sau, sáng sớm, giới truyền thông đã tung ra một tin tức rất bùng nổ, nội dung 7 bộ phim mới nhất của tập đoàn Đông Thiên sắp phát hành đều sao chép ý tưởng từ phim của công ty giải trí sang. Tin tức vừa truyền ra khiến cả thành phố Tô Hàng rúng động. Trong tháng qua, mọi người đều biết giữa tập đoàn Đông Thiên và công ty giải trí sang có xảy ra xung đột. Những chuyện diễn ra hiện tại đều khiến mọi người rất sốc. Toàn bộ 7 bộ phim kia đều là sao chép. Người tố cáo đã liệt kê ra các bằng chứng. Đối chiếu các tình tiết trong kịch bản của công ty giải trí sang với cốt truyện trong 7 bộ phim của tập đoàn Đông Thiên. Người tỉnh ý nhìn vào sẽ biết đó là đạo ý tưởng. Người biên kịch 7 bộ phim này là người của Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu. Sau khi bị khai trừ khỏi tập đoàn, họ gia nhập vào công ty giải trí sang, vậy nên, 7 bộ phim của tập đoàn Đông Thiên đều là đạo phẩm. Chí ít thì những khán giả từng bị che mắt đều nghĩ như vậy. Nhất thời, trên Internet ngập tràn tiếng mắng chửi. Đặc biệt là những fan hâm mộ của đám người Từ Chiết Ninh liên tục triển khai những cuộc tấn công mạng có tổ chức và kỷ luật. Tất cả đều nhắm đến tập đoàn Đông Thiên. Tập đoàn Đông Thiên bị kiềm chặt trong thế bí. Thậm chí, các ban ngành liên quan đã thành lập tổ điều tra, sẵn sàng tham gia để điều tra toàn diện sự việc này. Khi tập đoàn Đông Thiên biết được tin tức này, họ đã kinh hãi không ngót. Thật không ngờ đám người bên công ty giải trí sang dám giở trò như vậy. Phó Quốc Thụy hung hăng đập bàn. Đúng vậy, rõ ràng bọn họ sao chép kịch bản của chúng ta. Vậy mà còn dám cắn ngược lại, thật là một lũ đáng ghét. Các vị giám đốc điều hành khác cũng rất tức giận. Lý Tử Nhiễm cười nói, Quân Lâm à, anh lợi hại thật, có phải anh đã dự liệu được bọn chúng sẽ giở trò này không? Đám người đó nghĩ rằng có thể tố cáo chúng ta sao chép sao? Thật là một lũ ngây thơ, làm sao bọn chúng biết được thực chất chúng ta chỉ chiếu 2 trong số 7 bộ. Và kịch bản dĩ nhiên cũng không giống nhau. Phó Quốc Thụy rất mong chờ, tôi không biết đám người bên công ty giải trí sang sẽ biểu hiện vẻ mặt gì khi nhìn thấy phim của chúng ta lên sóng. Mắt Diệp Quân Lâm sáng lên, không phải chúng ta đang lo làm thế nào để tuyên truyền bộ phim sao? Chúng ta cứ để như vậy đi, cho người bên bộ phận công chúng tiếp tục kéo dài tin tức sao chép, cho họ công kích càng dữ dội càng tốt. Hãy duy trì độ nóng như thế này. Như vậy, phim của chúng ta sẽ được quảng bá miễn phí cho đến khi được lên sóng. Mắt Lý Tử Nhiễm cũng sáng lên theo. Diệp Quân Lâm quả là một thiên tài trong thương trường kinh doanh. Được, em sẽ lập tức thu xếp. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, ngoài ra, chúng ta sẽ tung ra tin tức phim của tập đoàn Đông Thiên sắp ra mắt. Đừng đưa ra tên và thông tin cụ thể, hãy tạo một hiện tượng giả đánh lừa mọi người. Được, em hiểu rồi. Sau đó, tin tức bộ phim do tập đoàn Đông Thiên sản xuất sắp được trình chiếu trên các trang web video lớn đã truyền ra. Không biết vì sao, các cuộc công kích và mắng chửi trên Internet càng nổ ra mạnh hơn. Trên các phương tiện truyền thông, diễn đàn và các cổng thông tin đều tràn ngập tiếng mắng chửi. Nhìn dáng vẻ như muốn nuốt sống tập đoàn Đông Thiên. Hửm, ác liệt vậy à, quần chúng phản ứng còn gắt hơn mong đợi của chúng ta gấp hàng chục lần. Tập đoàn Đông Thiên đã khiến dư luận phẫn nộ đến vậy rồi sao? Từ Chiết Ninh, Tô Triệu Long và những người còn lại đều rất phấn khích. Chẳng mấy chốc tập đoàn Đông Thiên sẽ sụp đổ, sau đó Tô Triệu Long sẽ mua lại với giá rẻ. Vương Nghệ Hiểu khá bình thản. Cô ta nghi ngờ hỏi, tại sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn? Dư luận về tập đoàn Đông Thiên dường như tăng lên mấy chục lần trong một buổi chiều. Có phải bọn họ giở trò gì sau lưng không? Cô nghĩ nhiều rồi, chuyện tập đoàn Đông Thiên sao chép là sự việc rành ra đó. Và đội điều tra sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức. Từ Chiết Ninh đáp, Vương Nghệ Hiểu cắn môi, tôi cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều thôi. Tôi khẳng định là cô lo xa quá rồi. Có thể là do thủy quân chúng ta an bài nên mới gây tác dụng lớn như vậy. Tô Triệu Long nói. Ha ha, bộ phim của chúng ta 3 ngày sau sẽ được công chiếu. Chờ đến thời điểm bọn hắn chiếu phim, chúng ta đã sớm đảo qua thị trường một lần, bọn họ lại chiếu bộ phim tương tự, lỗ đến cái quần cọc cũng không còn cho mà xem L.
Từ Chiết Ninh càng ngày càng hưng phấn. Những người khác cũng thật sự mong chờ. Ngày hôm sau, bộ phận quảng bá và các bộ phận liên quan hợp thành một đội điều tra đi tới tập đoàn Đông Thiên. Chúng tôi là tổ điều tra. Nhận được tin báo của người dân, bộ phim của các vị chuẩn bị công chiếu bị nghi ngờ là sao chép. Mời ông chủ của các vị ra làm việc. Tổ trưởng tổ điều tra là Lưu Vĩnh Hiên mặt không chút thay đổi nói. Trong phòng hội nghị, rất nhanh, mấy người Lý Tử Nhiễm, Phó Quốc Thụy đi vào. Cô là Lý Tử Nhiễm đúng không? Phim của các cô bị nghi ngờ là sao chép, chứng cứ vô cùng xác thực. Các cô có gì muốn nói không? Lưu Vĩnh Hiên đem một xấp tài liệu thật dày theo, đưa cho Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm cũng không nhìn cái mớ gọi là chứng cứ xác thực kia. Những người khác cũng thật bình tĩnh, giống như thể chưa phát sinh chuyện gì. Điều này làm cho Lưu Vĩnh Hiên rất tức giận. Phanh! Lưu Vĩnh Hiên đứng lên, hung hăng đập tay xuống bàn. Thế nào, đi ăn cắp vinh quang lắm đúng không? Sao? Chép tác phẩm của người khác như vậy vẻ vang lắm à? Không trách mọi người đều nói rằng tập đoàn Đông Thiên của các người là một công ty rác rưởi, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Lưu Vĩnh Hiên tức muốn bùng nổ. Nhưng trong lòng hắn lại đang cười thầm. Lúc trước, Tô Triệu Long cố ý dặn hắn, hắn phải tận dụng tất cả các khả năng gây phiền toái. Này đây, không phải chính mình đến tận cửa đây hay sao? Ê đoàn Đông Thiên các người có ý gì? Không thấy Lưu Tổ trưởng đang tức giận hay sao? Một đám người còn vui vẻ như vậy. Các điều tra viên khác cũng tức giận. Lý Tử Nhiễm cười nói, thật là có lỗi quá, nguồn phim đang được đài phát thanh và truyền hình xét duyệt. Hiện tại đang ở trạng thái bảo mật, ai cũng không có quyền xem. Cô nói rồi. Tôi là tổ trưởng tổ điều tra, ngay cả tôi cô cũng không để vào mắt. Lưu Vĩnh Hiên bực tức nói. Đến đây, báo cho bộ phận có liên quan, tập đoàn Đông Thiên kéo dài thời hạn chiếu phim, ít nhất 2 tuần sau mới có thể công chiếu. Lưu Vĩnh Hiên tức giận nói. Đã rõ, tổ trưởng. Lưu Vĩnh Hiên lại nhìn về phía Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm, tôi hỏi cô một câu cuối cùng. Cô có tiếp nhận điều tra không? Nếu không nói gì, tôi sẽ mặc định là các cô sao? Chép, chẳng những ảnh hưởng đến danh tiếng, lọt vào sổ đen, mà còn phải chịu hình phạt thích đáng. Lý Tử Nhiễm cười nói, tôi không sao chép, ông muốn làm thế nào thì làm. Lưu Vĩnh Hiên như muốn bốc hỏa. Đám người tập đoàn Đông Thiên này tại sao một chút cũng không sợ? Dáng vẻ như hoàn toàn không sao cả. Bọn họ định đập bình ném đi hay sao? Hừ, vừa khéo. Lưu Vĩnh Hiên cười lạnh nói, các vị đã không hợp tác, tôi sẽ trực tiếp kết luận. Tập đoàn Đông Thiên sao chép là sự thật, xử phạt như sau, thứ nhất, đình chỉ hoạt động của tập đoàn Đông Thiên nửa tháng, thứ hai, kéo dài thời hạn phát hành phim, sau đó nhất định phải sửa chữa, thứ ba, xử phạt 1.000 vạn. Thứ tư, người lãnh đạo của tập đoàn Đông Thiên phải giải thích với công chúng. Lúc này, sắc mặt của mấy người Phó Quốc Thụy đại biến. Bọn họ không nghĩ tới tổ điều tra sẽ tới, lại còn trực tiếp định tội sao chép. Tội này rất nặng, cho dù không phải sao chép, 2 bộ phim của họ cũng không chiếu được. Lúc này, Diệp Quân Lâm nãy giờ vẫn không nhúc nhích mới gọi điện, alo, Tiểu Vân, gọi cho người tổng phụ trách bộ phận quảng bá đài phát thanh và truyền hình Tô Hàng đến tìm tôi. Hiện tại Diệp Lâm Quân có Nhiếp Tiểu Vân là thư ký toàn thời gian, làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Nhiếp Tiểu Vân lập tức liên lạc với Thượng Triều Dũng là người phụ trách cục phát thanh và truyền hình Tô Hàng, nói cho anh ta nghe toàn bộ sự việc. Thượng Triều Dũng bị dọa sợ chết khiếp, gác hết mọi việc trong tay lại, dẫn theo người chạy như bay đến tập đoàn Đông Thiên. Phòng họp tập đoàn Đông Thiên, yên lặng không một âm thanh. Nhìn thấy không ít người lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, Lưu Vĩnh An đắc ý. Thế nào, vẫn không hợp tác điều tra à? Nói thật lòng phim của mọi người có được phát hành hay không chỉ một câu nói của tôi là đủ. Nếu mọi người có thái độ tốt nói không chừng mọi chuyện sẽ chuyển biến thuận lợi. Lưu Vĩnh An đang ngông cuồng đề nghị. Anh ta đã được hưởng lợi từ Tô Triệu Long, cũng muốn kiếm thêm chút tiền từ tập đoàn Đông Thiên. Thực tế người trong ngành phát thanh và truyền hình ai cũng biết 2 công ty này đối thủ cạnh tranh. Không thể khẳng định tập đoàn Đông Thiên ăn cắp ý tưởng. Lưu Vĩnh An biết rõ sự thật này. Càng rõ phía tổ điều tra chỉ đến điều tra theo hình thức. Có điều có thể kiếm lợi anh ta tội gì mà không làm. Tập đoàn Đông Thiên và công ty giải trí Chí Thượng ai cho anh ta nhiều tiền hơn, anh ta sẽ đứng về bên đó. Vị tổ trưởng này có ý gì?
Tôi hơi ngu dốt nghe không được hiểu lắm. Diệp Lâm Quân hỏi. Lưu Vĩnh An cười cười nói, các anh giả vờ không hiểu đấy à? Vậy thì tôi sẽ thẳng thắn hơn. Việc các anh có ăn cắp ý tưởng hay không đều do tôi quyết định, cho nên các anh làm tôi vui vẻ thì chuyện này để tôi lo là được. Lưu Vĩnh An anh thật to gan. Đúng lúc này cửa phòng họp bị giật mở. Thượng Triều Dũng cục trưởng cục phát thanh và truyền hình Tô Hàng cùng các quan chức cấp cao bộ phận kiểm duyệt từ bên ngoài xông vào. Ôi, sao cục trưởng lại đến đây? Chút chuyện nhỏ này sao lại phiền đến cục trưởng ạ? Lưu Vĩnh An và các thành viên khác trong tổ điều tra lập tức đứng dậy. Nếu tôi không đến thì thể diện của cục phát thanh truyền hình của tôi bị anh vứt hết rồi. Thượng Triều Dũng tức giận nói. Hả, có chuyện gì ạ? Lưu Vĩnh An không hiểu. Những gì anh vừa nói tôi đều nghe hết rồi. Thượng Triều Dũng gầm lên. Lưu Vĩnh An sợ hãi. Cục trưởng ơi hiểu nhầm thôi. Tôi chỉ dọa tập đoàn Đông Thiên. Họ không phối hợp điều tra. Tôi hết cách mới dọa bọn họ thôi. Sai, sai càng thêm sai. Thượng Triều Dũng nhìn anh ta chằm chằm. Cục trưởng ơi ai sai ạ? Chuyện gì vậy? Lưu Vĩnh An nhìn Thượng Triều Dũng một cách khó hiểu. Bởi vì tập đoàn Đông Thiên không hề ăn cắp ý tưởng thì sao họ phải phối hợp với anh? Hơn nữa chuyện này thật nực cười. Cục trưởng nói rõ ràng một chút, tôi thật sự không hiểu. Thượng Triều Dũng ném quyển kịch bản tới trước mặt Lưu Vĩnh An, tức giận nói, tự xem đi. Ăn cắp ý tưởng, giải trí trí thượng quay 7 bộ phim mà tập đoàn Đông Thiên chỉ quay 2 bộ. Ngay cả số lượng cũng không khớp nhau thì ăn cắp ý tưởng cái gì. Còn nữa, anh xem nội dung của người ta hoàn toàn khác nhau, còn hay hơn nhiều so với những bộ phim đang hot của giải trí trí thượng. Sau khi đọc kịch bản Lưu Vĩnh An lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tô Triệu Long không nắm rõ tình hình, không cần biết tập đoàn Đông Thiên đang quay cái gì đã nói người ta ăn cắp ý tưởng. Anh ta cũng hiểu tại sao tập đoàn Đông Thiên lại phong bề việc quay phim. Chính là để người khác không biết nội dung họ đang quay là gì. Lưu Vĩnh An, anh và toàn bộ thành viên trong tổ điều tra làm việc không dựa trên bằng chứng, nghe theo xúi dục của người khác đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả bị cách chức không lương 3 tháng xem xét biểu hiện. Thượng Triều Dũng lập tức đưa ra hình phạt. Cái gì? Mấy người của Lưu Vĩnh An muốn phát điên, chưa nhận được xu nào mà bị cách chức không lương 3 tháng. Trả giá đắt quá rồi. Nhưng người này là lãnh đạo lớn, họ có thể làm gì được. Ngoài ra hai bộ phim của tập đoàn Đông Thiên thông qua kiểm duyệt, 3 ngày sau đúng lịch phát sóng. Thượng Triều Dũng đưa ra thông báo. Giám đốc điều hành bộ phận kiểm duyệt khen ngợi, chúng tôi chưa bao giờ thấy một bộ phim chiếu mạng mà chế tác lại làm tốt như vậy. Bộ phim này chắc chắn sẽ rất hot. Lý Tử Nhiễm và những người khác cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô Lý có hài lòng với kết quả như vậy không? Thượng Triều Dũng bước đến trước mặt Lý Tử Nhiễm cười ha hả nói, ánh mắt liếc Diệp Quân Lâm đứng ở bên cạnh. Rất hài lòng, Thượng Cục trưởng rất tuyệt, Lý Tử Nhiễm mỉm cười. Tạm được, Diệp Quân Lâm lên tiếng. Phù, Thượng Triều Dũng thở phào một hơi. Ai không hài lòng cũng được, nhưng vị này nhất định phải hài lòng mới được. Giải trí trí thượng rất nhanh đã nhận được tin tức này. Tổ điều tra của Lưu Vĩnh An tan rã. Anh ta không chỉ hoãn được việc phát hành các bộ phim của tập đoàn Đông Thiên, 3 ngày sau còn được phát sóng. Đúng là vô tích sự. Chuyện còn con này mà cũng làm không xong. Tô Triệu Long rất tức giận. Từ Chiết Ninh cười cười, cậu Tô không có chuyện gì, hiệu ứng dư luận mà chúng ta muốn đã có, 3 ngày nữa công chiếu cùng phim của chúng ta bọn họ sẽ thua thảm thôi. Còn phải nói, nội dung phim giống nhau đương nhiên là sẽ xem phim của chúng ta. Hơn nữa tôi đã mua hết suất chiếu trên các trang video lớn, khán giả không tìm được phim của họ ở đâu thì cạnh tranh với chúng ta thế nào được. Tô Triệu Long rất tự tin. Thật vậy, bọn họ công khai sớm hơn đã hoàn toàn đè bẹp tập đoàn Đông Thiên. Lại thêm ảnh hưởng dư luận của việc ăn cắp ý tưởng, Đông Thiên hoàn toàn không còn chỗ để tồn tại. Đây cũng là điều làm Lý Tử Nhiễm u sầu. Em vừa liên hệ với các trang video lớn, trang chủ thậm chí danh mục cũng không còn. Tất cả đều được 7 bộ phim của giải trí trí thượng đặt hết. Không thể tiếp tục như thế này được, phim của chúng ta có chất lượng tốt đi nữa khán giả cũng không xem được. Lý Tử Nhiễm đau đâu? Diệp Lâm Quân xoa tóc của cô, việc tuyên truyền sớm vợ đừng nghĩ nữa, chúng ta chờ giai đoạn sau, có các bản so. Sánh phim được đưa ra sẽ có tính lan truyền. Ai nói họ không được chú ý? Sức nóng của việc ăn cắp ý tưởng còn chưa hạ nhiệt, mọi người chỉ là đang chờ so. Sánh phim sau khi phát hành mà thôi. Ha ha,
Đúng vậy, anti-fan cũng là fan, xem xong phim nói không chừng lại thành người hâm mộ. Lý Tử Nhiễm mỉm cười. Diệp Lâm Quân cười đầy ẩn ý, anh còn chiêu khác, chờ phim phát hành dùng là được. Ba ngày mong mỏi cuối cùng cũng đến rồi. 8 giờ tối, 7 bộ phim của giải trí trí thượng đồng loạt phát sóng trên 4 trang video lớn. Nó chiếm tất cả các đề xuất trên trang chủ, chỉ cần mở, trang web trên điện thoại hoặc máy tính của mình đều có thể thấy quảng cáo phim của họ. Trước sức nóng trước đó hàng triệu người đang chờ đợi bộ phim này. Vừa ra mắt tất cả mọi người đều vào xem. Rất nhanh trải nghiệm xem phim đã được tung ra. Phim dở. Cả 7 bộ phim đều rất dở. Kỹ năng diễn xuất dở, hiệu ứng dở, cốt truyện dở, tóm lại không có cái gì là không dở. Ngoài một vài lời khen của người hâm mộ, những khán giả khác đều nhận xét là không hay. Điểm trung bình của 7 bộ phim chỉ đạt 6,7. Mà này, tập đoàn Đông Thiên ăn cắp ý tưởng của phim này à? Hôm nay cũng chiếu thì phải, chúng ta đi xem. Cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm phim của tập đoàn Đông Thiên. Trong văn phòng chủ tịch công ty giải trí Chí Thượng, mấy người Tô Triệu Long và Từ Chiết Ninh đều ở đây. Nhìn biểu doanh thu phòng vé theo thời gian thực, sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm. Từ Chiết Ninh khít mũi, độ xem ra đám khán giả này càng ngày càng khó lừa. Đặc phụ Vương nói, đúng vậy, thị trường điện ảnh ngày càng chú trọng đến nội dung, không ai xem tiểu thịt tươi diễn trong các bộ phim điện ảnh nữa. Tiếp đến phim chiếu mạng cũng là xu hướng mới cần được chú trọng. Từ Chiết Ninh cười, đúng, phải tận dụng lợi thế nhanh chóng thu hoạch tiền của đám hâm mộ thiếu não. Vương Nghệ Hiểu rất đồng tình, không sai. Hầu hết các fan hâm mộ đều có túi ở trong đầu, tiền rất dễ lừa. Chúng ta phải nhanh chóng làm nhiều phim hơn. Để cho những kẻ ngốc này kịp phản ứng thì tiền sẽ không dễ kiếm nữa. Nếu khán giả của họ nghe được những lời này, nói không chừng sẽ muốn nổ tung. Mà này, phim của tập đoàn Đông Thiên hôm nay cũng lên sóng. Mọi người có biết như thế nào không? Tô Triệu Long không thể không hỏi. Từ Chiết Ninh mỉm cười, tôi vừa tìm kiếm trên các trang video lớn nhưng tìm không thấy. Phim của họ định sẵn là chết, mặc dù phim của chúng ta không hay. Nhưng khắp nơi đều giới thiệu phim của chúng ta, bọn họ không có đường sống đâu. Vương Nghệ Hiểu khít mũi. Tổng giám đốc Tô tìm được phim của họ rồi, bọn họ chỉ có 2 bộ chứ không phải 7 bộ. Trợ lý đặt máy tính bảng trước mặt Từ Chiết Ninh. Ha ha, sợ làm trò cười à mà chỉ quay 2 bộ. Diễn viên chính là ai vậy, tôi chưa từng nghe qua. Cứ chờ thua đi. Tô Triệu Long cười bấm mở bộ phim. 2-3 tiếng sau cư dân mạng đã xem xong 2 bộ phim của tập đoàn Đông Thiên. Anh em xem phim rồi phát biểu ý kiến đi, có phải phim siêu cấp dở tệ không? Một số cư dân mạng háo hức muốn xem mà không dám, sợ phim dở đến buôn nôn. Phim hay, siêu hay luôn. Đây là bộ phim chiều mạng hay nhất mà tôi từng xem L. Cốt truyện sâu sắc, có bố cục, tình tiết chặt chẽ, hiệu ứng hoàn hảo, kỹ năng diễn xuất của diễn viên xuất sắc. Tôi cho điểm tuyệt đối. Phim này chiếu rạp được. Quá hay, tôi phải đi xem lại lần nữa đây. Sau đó có thêm rất nhiều lời khen ngợi trên mạng. 2 bộ phim của tập đoàn Đông Thiên có thể được gọi là tuyệt tác. Điều quan trọng nhất là bình luận tốt trên mạng không phải là thủy quân, mà chính là những người đã hắt nước vào tập đoàn Đông Thiên, tất cả đều có mục đích xem có phải họ ăn cắp ý tưởng hay không. Sự đánh giá tích cực của cư dân mạng làm gia tăng mức độ phổ biến của 2 bộ phim. Ban điều hành của tập đoàn Đông Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lợi hại, Lâm Quân anh thật lợi hại. Lý Tử Nhiễm ôm chầm lấy Diệp Lâm Quân. E hèm, Diệp Lâm Quân lúng túng hô. Mặt Lý Tử Nhiễm liền đỏ ửng. Hóa ra trong phòng có rất nhiều người. Cô nhất thời cao hứng mà không để ý. Diệp Lâm Quân cười, tiếp theo chúng ta mới chính thức quảng bá. Dùng tất cả các nguồn dư luận, bao gồm cả các nhà mạng lớn từ Chiết Ninh đã từng dùng, nói một cách chính xác. Dùng hết tất cả các nguồn lực để tăng cường quảng bá cho bộ phim này. Ban điều hành của công ty rất vui mừng, theo đà hiện tại 2 bộ phim này sẽ mang lại cho họ những lợi ích không tưởng. Ngoài ra tôi còn một đòn sát thủ, tối nay sẽ sử dụng. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Thật sự rất mong đợi điều này. Không chỉ vậy, tiếp theo những trang video sẽ tự tìm chúng ta thôi. Cái gì, phim của họ sao lại hay như vậy? Đến cả tôi cũng bị nó cuốn hút. Tô Triệu Long xem xong bộ phim liền đưa ra một lời nhận xét như thế. Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu đều lo lắng. Phim họ làm hay như thế,
Các người có thấy độ nổi tiếng của nó đang tăng quá nhanh, nhiều bình luận tốt, không một lời nhận xét xấu nào. Đúng vậy, mặc dù không có đề xuất nào nhưng họ đã lên top 10 từ khóa tìm kiếm, và vẫn đang không ngừng tăng. Vậy thì phải làm sao? Còn không mau nghĩ cách. Họ cũng đang lo lắng như kiến trong nồi lẩu. Phim của tập đoàn Đông Thiên làm tốt như thế chẳng khác nào một cú tát vào mặt họ. Mấu chốt ở chỗ máy diễn viên chính mà họ từng gặp đều là người mới. Kỹ năng diễn xuất tốt như vậy sao? Chuyện này làm cho họ trở tay không kịp. Ai, Vương Nghệ Hiểu thở dài. Cô luôn nắm rõ thị trường trong tay, mấy nhân vật lưu lượng như Từ Chiết Ninh tham gia máy chương trình tạp kỹ thì được, đóng phim điện ảnh quả thật không được, kỹ năng diễn xuất còn phải bồi dưỡng thêm. Trên các trang video lớn, sức nóng hai bộ phim của tập đoàn Đông Thiên vẫn đang trên đà tăng. Bây giờ tôi đã hiểu, giải trí trí thượng cáo buộc Đông Thiên ăn cắp ý tưởng thực chất là thủ đoạn đê hèn. Các người có 7 bộ, nhà người ta có 2 bộ mà lại nói người ta ăn cắp ý tưởng. Đúng vậy, cả 7 bộ của nhà họ đều dở tệ, còn muốn so với tuyệt tác của nhà người ta, đúng là không biết xấu hổ. Anh em hãy nghe tôi, đừng xem bộ phim rác rưởi này nữa, qua xem phim bên tập đoàn Đông Thiên đi, hay vô cùng. Tiếp đó, các bình luận áp đảo xuất hiện trong bảng tin 7 bộ phim Từ Chiết Ninh đóng chính, đại đa số đều mắng phim này rất dở, cùng rủ nhau qua nhà Đông Thiên xem phim. Không chỉ vậy, bộ phận quan hệ công chúng tập đoàn Đông Thiên cũng ra tay. Đẩy lại tin tức ăn cắp ý tưởng tăng thêm nhiệt cho bộ phim. Sau đó công bố chuyện Từ Chiết Ninh muốn từ chối làm đại diện, kèm cả video làm chứng. Bao gồm cả chuyện tạt nước vào Trịnh Tử Hàm, ẩu đả với Lư Minh Giai. Sau khi những chuyện này được phơi bày, cư dân mạng đều phẫn nộ. Người người mắng chửi Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu. Thể loại chó má này chỉ biết lừa tiền, chẳng có chút kỹ năng diễn xuất nào, đúng là rác rưởi. Từ này Trịnh Tử Hàm sẽ là nữ thần của tôi, Vương Nghệ Hiểu tránh sang một bên. Đúng, loại rác rưởi như Từ Chiết Ninh không xứng làm nghệ sĩ. Tôi sẽ là fan hâm mộ của Lư Minh Giai, vừa đẹp trai lại diễn xuất tốt. Lúc này mấy bộ phim của giải trí trí thượng chỉ là một mớ hỗn độn. Ngay cả Từ Chiết Ninh cũng thân bại danh liệt. Rất nhanh phim của trí thượng được toàn bộ cư dân mạng biết đến là những bộ phim dở tệ, chẳng ai vào xem. Người vào xem cũng chỉ để chỉ trích. Ngược lại hai bộ phim của Đông Thiên mặc dù không có bất cứ đề xuất nào nhưng sức nóng ngày càng tăng. Hiện đã leo lên vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng. Bụp. Rắc rắc. Tô Triệu Long tức giận đập chiếc máy tính bảng xuống đất. Từ Chiết Ninh mặt mũi ảm đạm, không nói lời nào. Đúng lúc này Tô Triệu Long nhận được điện thoại. Alo, chào Tổng Giám Đốc Tô, tôi là người phụ trách của đài truyền hình Penguin, đề xuất của bên anh đã được gỡ xuống rồi. Alo, chào Tổng Giám Đốc Tô, tôi là người phụ trách của trang Video Ly, đề xuất của bên anh đã được gỡ xuống rồi. Alo, chào Tổng Giám Đốc Tô, tôi là người phụ trách của Yoku. Phim của bên anh thất bại rồi, chúng tôi chuẩn bị gỡ toàn bộ đề xuất. Tô Triệu Long nhận điện thoại xong tâm như cho tài. Thật không ngờ người phụ trách các trang video lớn lần lượt gọi điện tới, thông báo gỡ toàn bộ đề xuất 7 bộ phim của họ. Bên này gọi điện, bên kia gỡ đề xuất. Thay thế bằng 2 bộ phim của Đông Thiên, toàn bộ trang nhất đều là phim của họ. Điều quan trọng là Tô Triệu Long đã chỉ 50 triệu mua đề xuất. Các trang web lớn chủ động sắp xếp 2 bộ phim của Đông Thiên lên đề xuất mà không tốn một xu. Sức nóng vẫn tiếp tục tăng. Nhìn doanh thu, Lý Tử Nhiễm nở nụ cười đầy mặt. Kinh phí cho 2 bộ phim là 2 tỷ, mà hiện giờ đã thu về 2 tỷ sau 6 tiếng. Thông thường một bộ phim với kinh phí 2 tỷ thì nhanh nhất một tuần mới có thể thu hồi vốn. Đến lúc ra chiêu lớn rồi, Diệp Lâm Quân mỉm cười. Không lâu sau đó các đại minh tinh của Hoa Hạ, Chu Vũ Đồng, Thái Chiến cùng lúc truyền bá. Sau đây tôi muốn giới thiệu 2 bộ phim rất hay, tôi lấy danh dự của mình để đảm bảo. Đúng vậy, nếu phim không hay có thể đến tìm tôi đòi lại tiền hội viên. Là Thái Chiến tôi đảm bảo. Tổng cộng 20 ngôi sao hạng A trong nước cùng nhau quảng bá cho 2 bộ phim này. Sức nóng càng tăng. Số lượng hội viên lập tức vượt qua 5 triệu lên thẳng 10 triệu. Không chỉ có vậy. Các phương tiện truyền thống lớn cũng bắt đầu chú ý đến bộ phim này. Được mệnh danh là đỉnh cao của phim trực tuyến. Người trong ngành càng náo nhiệt, mọi người đều đang dự đoán bộ phim này một tháng có thể thu về được bao nhiêu. 10 tỷ không thành vấn đề,
liệu có thể vượt qua con số 20 tỷ? Doanh thu này chỉ phim chiếu rạp mới có thể, phim chiếu mạng này liệu có làm được? Thật chẳng dám nghĩ tới. Có nhà vui thì cũng có nhà buồn, bên giải trí trí thượng không còn sức sống, ảnh hưởng của dư luận đến bộ phim rất tệ hại. Rất nhiều nhà đầu tư rút vốn, nghệ sĩ muôn châm dứt hợp đồng, công ty rơi vào khủng hoảng. Đây là điều Tô Triệu Long không ngờ tới. Xét cho cùng giải trí là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của nhà họ Tô. Nó sẽ sụp đổ chỉ trong một tháng. Vừa rồi bố, chú và ông nội gọi điện đến mắng anh một trận. Các người một đám vô tích sự, không có kỹ năng diễn xuất thì làm diễn viên cái gì? Đóng con mẹ nó hả? Tô Triệu Long chút giận lên người Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu. Bộp, bộp, những cú tát rất to tát vào một vài người, họ không ai dám lên tiếng. Cút, cút hết cho tôi, tiền của các người trả lại hết cho tôi. Ai đòi tiền, giết. Tô Triệu Long đánh đá họ liên tục, đẩy những người này ra ngoài. Sau khi ra bên ngoài, Từ Chiết Ninh bắt đầu thảo luận với đội môi giới. Chúng ta chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, hiện tại giải trí trí thượng bị lật rồi chúng ta không thể ở lại được. Người đại diện, chị Vương lên tiếng, đúng vậy, danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có muốn lấy lại cũng khó. Hay là thế này, chúng ta quay lại tập đoàn Đông Thiên. Vương Nghệ Hiểu có chút căng thẳng, có được không? Ai, họ chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng chúng ta vẫn còn có thể mang lợi ích cho bọn họ, tôi không tin họ sẽ không nhận. Chị Vương nói. Từ Chiết Ninh gật đầu, còn phải nói, dù gì chúng ta cũng là trụ cột, không có chúng ta họ cũng chẳng đào đâu được nghệ sĩ, chỉ dựa vào mấy người mới chẳng có tí trình độ gì. Sớm biết vậy không đi là tốt rồi, kịch bản này nếu để chúng ta diễn, tuyệt đối hay. Giá trị và danh tiếng của chúng ta sẽ được nâng cao, nhanh chóng quay về, lần này chúng ta sản xuất giúp lão. Vương Nghệ Hiểu âm thanh lạnh lùng nói. Cô ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trịnh Tử Hàm và Lô Minh Giai có thể nổi tiếng, bởi vì kịch bản viết rất tốt. Sáng sớm hôm sau, Từ Chiết Ngữ cùng với Vương Lý Tổng, quản lý của Đi Nghệ Hiểu muốn gặp Ngà Phó Quốc Thụy chạy tới nói. Tốt, mời bọn họ vào. Rất nhanh, đoàn người đã đi vào trong phòng. Lý Tổng, chúng tôi sai rồi, nhất thời ngu muội, mong ngài tha thứ cho chúng tôi. Người đại diện là chị Vương nói. Lý Tử Nhiễm cười cười, không có gì, ai chẳng hướng chỗ cao mà tới. Người ta mạnh hơn chúng ta mài. Không phải, chúng ta thật sự sai lầm rồi. Hiện tại chúng ta hy vọng quay về dù sao cũng là đội cũ, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau. Chị Vương cười nói lúc này Diệp Quân Lâm đột nhiên lên tiếng, thật sự là không biết xấu hổ mà, lúc trước thì sao? Không phải làm cho chúng ta hối hận sao? Kết quả thế nào? Thấy chúng ta làm phim đang hot, các người chạy tới kiếm tiền. Mấy người Từ Chiết Ninh cảm thấy nghẹn khuất, nhưng vẫn phải chịu đựng, hôm nay tới để nhờ vả người ta mà. Từ Chiết Ninh nhìn Lý Tử Nhiễm hỏi, Tống Giám Đốc Lý, cô nói điều kiện đi. Lý Tử Nhiễm vừa muốn nói chuyện, Diệp Quân Lâm đã chặn lại, muốn tiền vào Đông Thiên lần nữa rất đơn giản, các người phải biểu lộ thành ý. Hay là như vậy, trước tiên quỳ ở chỗ này 6 tiếng đi. Không làm khó dễ các ngươi chứ. Ngươi, Từ Chiết Ninh tức giận, bị chị Vương ngăn lại. Được, chúng tôi đồng ý, hy vọng ngươi giữ lời. Chị, Vương nói. Được, ta bảo đảm. Diệp Quân Lâm chấp nhận lời hứa. Bụp bụp, bụp bụp. Đám người Từ Chiết Ninh người trước kẻ sau lần lượt quỳ xuống. Mọi người đều cảm thấy một trận sảng khoái. Dù sao trước đây đã quen với việc bắt nạt người khác ước chừng quỳ 6 tiếng. Từ Chiết Ninh khỏi phải nói nhục nhã như nào. Hừ. Hắn thở ra một hơi, cười lạnh nói, được lắm, chúng ta quỳ đủ 6 tiếng, hy vọng các ngươi giữ đúng lời hứa. Hứa cái gì? Lý Tử Nhiễm hỏi. Không phải lúc trước nói rồi sao? Chúng ta quỳ đủ 6 tiếng, một lần nữa trở lại tập đoàn Đông Thiên sao? Từ Chiết Ninh nói như quát. Lý Tử Nhiễm cười cười ai hứa với các người thì các người đi tìm người đó. Vừa rồi là người đàn ông bên cạnh ngươi hứa, còn chối cãi ư? Từ Chiết Ninh mạnh mẽ dẫn lại cơn tức. Thật ngại quá, người đó căn bản không phải nhân viên công ty chúng ta, hắn bảo các ngươi quỳ, các ngươi liền quỳ mà. Phó Quốc Thụy cười nói. Ha ha ha, những người khác đều cười vang. Ngươi, ngươi đùa giỡn chúng ta. Đám người Từ Chiết Ninh bây giờ mới ý thức được mình bị lừa. Không liên quan gì tới chúng ta mà,
người đó các người cũng chưa từng nhìn thấy đi. Từ Chiết Ninh mấy người nhìn nhau, nghĩ lại đúng là thế. Đó là một gương mặt lạ lẫm. Ta liều mạng với các người. Từ Chiết Ninh rốt cuộc bùng nỏ. Đội bảo vệ đâu, lôi mấy người này ra ngoài. Đội bảo vệ đem đám người Từ Chiết Ninh toàn bộ kéo ra ngoài. Tô Triệu Long gặp khó khăn, hắn bắt đầu tìm hiểu tình hình trong tỉnh. Viên Sơn Hà tiên sinh vì sao chậm chạp không chịu động thủ. Trùng hợp hôm đó trên mạng ngầm có tin tức cha nuôi, ông chủ tập đoàn Vân Đình này không có bối cảnh, nhưng thái độ làm người lại giả dối, tính toán tinh vi. Lúc này mới đem bọn người Thẩm Vạn Sơn đánh gục. Viên Phật nói, Viên Sơn Hà ngừng tay đang vân về Phật Châu. Ông ta chậm rãi mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy động thủ đi. Nhân vật số một tỉnh Giang Nam rốt cuộc phải ra tay. Cha nuôi, để con đưa người đi. Viên Phật chủ động thỉnh chiến. Được, ngươi mang theo ba người Bạch Cốt, La Hán, Kim Cương đi. Có thể giải quyết Hắc Bạch Vô Thường chứng tỏ họ không phải là đám đầu đường xó chợ. Viên Sơn Hà nói, thủ hạ của ông ta chính là bốn đại chiến tướng. Chỉ cần lấy một người ra cũng mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường. Lần duy nhất làm cho Viên Phật phải mang đi tận ba người, đủ thấy quyết tâm của Viên Sơn Hà. Viên Phật do dự, cắt tiếng, cha nuôi. Đại Phong không được, sát tính của nó quá nặng. Vài thập niên trước phải vất vả lắm mới đem sát tính của nó áp chế lại được. Lần này mang nó đi, không may làm cho Tô Hàng máu chảy thành sông thì rất phiền toái. Viên Sơn Hà lại nói bốn đại chiến tướng dưới tay. Bạch Cốt tàn nhẫn vô tình, từng ở trong cuộc tranh giành quyền lực ngầm khốc liệt tại Nhật Bản, thời điểm đối đầu với hơn trăm người, hắn cứng rắn rút ra chiếc xương sườn của một người dùng làm vũ khí giết chết đối thủ. La Hán xuất thân từ Thiếu Lâm, một thân công phu vô địch. Kim Cương lại càng giống như dã thú chưa tiến hóa hết, da thịt cứng như sắt thép, đao thương bát nhập. Nhưng mạnh nhát vẫn là Đại Phong. Từ nhỏ hắn đã được tổ chức thu dưỡng, tổ chức sát thủ có phương pháp bồi dưỡng là thu thập và nuôi dưỡng 100 đứa trẻ mồ côi, huấn luyện vài năm, sau đó cho 100 đứa trẻ này chém giết lẫn nhau, kẻ sống sót cuối cùng mới có tư cách gia nhập tổ chức. Đại Phong chính là kẻ giết chết tất cả, là người duy nhất sống sót. Sát tính của hắn thật sự quá nặng. Người chết ở trên tay hắn, không phải 1.000 thì cũng đến 7-800. Một khi hắn mở sát giới, không thể ngăn lại. Tỉnh Giang Nam đã từng ở trong đại loạn ngầm, Viên Sơn Hà bị bắt, là hắn một mình đánh mấy nghìn người đến không nhắc đầu lên được, cứng rắn cứu Viên Sơn Hà ra ngoài. Với hắn, giết người giống như sở thích, là tử thần một cách đúng nghĩa. Cho nên Viên Sơn Hà ít khi dùng đến hắn, một khi dùng đến hắn chắc chắn sẽ kéo theo một loạt tai ương. Hơn nữa, đối phó với tập đoàn Vân Đình, ba người bọn Bạch Cốt là đủ. Nếu Đại Phong ra tay, không may tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ta cũng không gánh nổi hậu quả. Viên Sơn Hà thở dài. Viên Phật cảm thấy không thể tin nổi, hả? Còn có hậu quả cha gánh vác không nổi ư? Làm sao có thể thế được? Sợ là các người đã quên mất hiện tại ai đang ở Tô Hàng đấy. Viên Sơn Hà hỏi. Sắc mặt Viên Phật thay đổi, kinh ngạc nói, cha định nói đến Côn Lôn tướng quân. Đúng vậy, đối với tranh đấu ở Tô Hàng, hắn hoàn toàn có thể yên lặng, nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu Đại Phong đi, sự tình biến lớn, hắn mà ra tay. Người mà Viên Sơn Hà sợ hãi chính là Côn Lôn tướng quân, quả nhiên vẫn là cha suy nghĩ chu toàn, con cũng chưa từng nghĩ tới bước đó. Vậy cha ơi, con có thể đến Tô Hàng trước. Mau đi giải quyết chuyện này đi. Nhớ kỹ, có thể đánh có thể làm ầm ĩ một chút, nhưng nếu làm lớn chuyện, ta cũng không giải quyết được đâu. Viên Sơn Hà còn có ý dặn một câu. Sau khi Viên Phật rời đi, một người đàn ông diện mạo bình thường xuất hiện. Tử thần Đại Phong. Hắn lên tiếng, ta có nghe qua về Côn Lôn tướng quân, dưới trướng hắn cũng có tới năm đại chỉ Yến Vương, đều là cao thủ siêu cấp. Ta muốn khiêu chiến. Ha ha ha, người muốn cái gì hả Đại Phong? Người kia đâu phải người mà chúng ta có thể đắc tội được. Chúng ta có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là phàm nhân, người ta là thần, nhắc tay là có thể diệt sạch chúng ta rồi. Lý Nhị Gia sau khi biết, cùng Viên Phật đi đến Tô Hàng trước. Viên thiếu, ba đại chiến tướng, ta tưởng rằng tiên sinh chỉ phái một người đi thôi. Lý Nhị Gia nhìn thấy ba người bọn Bạch Cốt đồng thời xuất hiện, hắn hưng phần không thôi. Hắn nghĩ, chỉ một người cũng có thể giải quyết vấn đề. Tiên sinh thế nhưng lại phái ra tận ba người. Điều này biểu thị,
tập đoàn Vân Đình tuyệt đối không tránh khỏi cái chết. Tô Hằng hãy chờ mà xem lửa giận của tỉnh đi. Lý Nhị Gia rất hưng phấn. Đi đến Tô Hằng. Trên đường cao tốc, đám người Tô Triệu Long nhận được tin tức, ở lại nghênh đón. Viên thiếu, Lý Nhị Gia, mấy ngày nay tỉnh thành chúng ta tới vẫn bị bọn họ bắt nạt. Tô Hằng khinh thường chúng ta không có người, hiện giờ tốt rồi, các ngài tới đây, bọn họ chờ chết đi. Tô Triệu Long nói, mọi người thêm mắm thêm muối vào câu chuyện bị khinh thường ở Tô Hằng rồi kể lại. Lý Nhị Gia tức giận. Viên Phật cũng thật sự tức giận. Đừng nhìn Viên Phật vẻ ngoài trầm ổn chấn định, giống như một kẻ cáo già. Nhưng kỳ thật hắn chỉ được cái vỏ. Không chuyện ác nào không làm, kiêu ngạo ương ngạnh, không để ai vào mắt. Chẳng qua bị Viên Sơn Hà kiềm chế, hắn không dám tung hoành. Lần này đến Tô Hằng không giống mọi lần, không có ai quản. Hắn phải giải phóng bản tính. Hừ, không để tỉnh vào mắt, muốn chết. Viên Phật giận dữ nói. Viên thiếu, tiếp theo chúng ta nên làm gì hay? Lý Nhị Gia hỏi. Không phải Tiêu Gia đứng ra duy trì tập đoàn Vân Đình hay sao? Được, chúng ta đi Tiêu Gia nhìn xem. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Viên Phật. Trong sơn trang của Tiêu Gia. Người nhà Tiêu Gia đang ăn cơm chiều. Gần đây, Tiêu Gia phát triển rất mạnh, tài sản đã vượt qua con số ngàn triệu. Tuy rằng đại diện cho Diệp Quân Lâm, nhưng cũng đủ để cho bọn họ hưng phần. Phanh! Đột nhiên có tiếng nỏ, cửa nhà ăn bị người ta sút một phát bay ra. Từ bên ngoài một đoàn người hùng hùng hổ hổ lao vào. Mấy người Tiêu Quốc Phỏ nhận ra. Bọn người Lý Nhị Gia, Cao Sơn tới chỉnh đôn bọn họ chẳng qua Lý Nhị Gia hôm nay cũng chỉ là phối hợp diễn mà thôi, bọn họ chủ động đứng thành hai hàng. Cuối cùng, một người đàn ông trẻ tuổi đi đến. Người đàn ông này nhìn rất tao nha, chỉ có điều ba người phái sau hắn quả thật dọa người. Kim cương người cao 2 mét, đứng chỗ nào trông cũng như một ngọn núi nhỏ. Bạch cốt gầy như que củi, da bọc xương, xương đầu rõ ràng có thể nhìn được, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. La Hán đầu bóng loáng, vẻ mặt hung ác. Ba người này khí thế áp đảo hoàn toàn, làm cho mọi người dường như không thở nổi. Tiêu Quốc Phổ sớm biết Lý Nhị Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này sợ là sẽ gặp khó khăn. Tiêu Quốc Phổ, giới thiệu với mày, vị này, là con nuôi của tiên sinh tỉnh, Viên Phật. Lý Nhị Gia cười nói. Tiên sinh, Viên. Nghe thấy vậy, trong mắt Tiêu Quốc Phổ như muốn rớt ra ngoài. Chẳng phải đấy chính là người chắn áp cả tỉnh Giang Nam trong truyền thuyết đó sao? Tiên sinh Viên Sơn Hà. Đại lão đứng đầu tỉnh Giang Nam ngay cả như Lý Nhị Gia gặp cũng chỉ dám đứng sang một bên. À, không phải tiên sinh đã lui về ở ẩn 30 năm rồi sao? Tiêu Quốc Phỏ hỏi. Viên Phật cười nói, nhờ ơn tập đoàn Vân Đình, cha nuôi ta đã xuất quan. Cái gì, tiên sinh xuất quan? Tiêu Quốc Phổ kinh hãi muốn rớt cả tròng mắt. Đúng vậy, cha ta có nói, tập đoàn Vân Đình không cần phải tồn tại nữa. Nói xong, Viên Phật đi tới bàn ăn, ngồi xuống, hắn cười nói, đồ ăn không tồi, mang bát đũa lại đây cho ta. Bá đạo kiêu căng. Một gã đàn em của Tiêu gia là Tiêu Chính Phi cười nói, còn không đứng lên. Người định làm gì, dám ở Tiêu gia diễu võ dương oai, chết lúc nào không biết. Tiêu gia gần đây phát triển rất tốt, quả thật là một tay che trời. Cho nên bọn họ không để kẻ nào vào mắt. Huống chỉ là kẻ đến Tiêu gia khiêu khích như thế này. Tiêu Quốc Phổ muốn nhắc cũng đã muộn, đám đàn em nào biết được tiên sinh là ai đâu. Viên Phật không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Phi. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta sao? Tiêu Chính Phi phẫn nộ. Phanh! Ngay sau đó, La Hán ra tay, một quyền đánh vào trên đầu Tiêu Chính Phi. Phóc! Tiêu Chính Phi bay ra hơn 10 thước. Quỳ trên mặt đất, từ trong mắt, mũi, miệng, lỗ tai máu tươi tuôn ra. Đã chết. Người chết không thể chết thêm lần nữa. La Hán một quyền đánh ra, đánh cho người ta thất khiếu đều đổ máu. Yên lặng. Toàn trường một mảnh yên lặng. Các ngươi là người nào? Dám giết chết con ta, đáng chết. Cha của Tiêu Chính Phi, Tiêu Kiếm Lượng điên rồi. Ở trên địa bàn của nhà họ Tiêu tuyệt đối không cho phép sự việc như vậy xảy ra. Tiêu Kiếm Lượng cùng vợ là Trương Tuyết Anh cùng nhau lao ra. Oanh! Kim cương đá một phát vào đầu Tiêu Kiếm Lượng. Đầu Tiêu Kiếm Lượng vậy mà bị vỡ ra, từng tảng não bộ cùng với dịch màu vàng trắng bắn tung tóe.
trên mặt Tiêu Quốc Phổ bị bắn không ít. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bạch Cốt ra tay nhanh như điện xê, túm lấy 7 chiếc đũa. Phóc, phóc, 5 chiếc đũa lần lượt cắm vào mắt mũi miệng và lỗ tai của Trương Tuyết Anh. Nhất thời Trương Tuyết Anh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi lại bắn ra. Giờ khắc này, tất cả người nhà họ Tiêu đều trợn tròn mắt. Một câu cũng không dám nói. Đám người Tô Triệu Long đi theo Viên Phật đến cũng bị một màn tàn nhẫn kia dọa cho sợ hãi. Bọn họ mạnh mẽ nhịn lại, không dám nôn ra. Đám đàn em này đã hiểu được vì sao ngày đó Viên Sơn Hà tiên sinh có thế xưng bá cả tỉnh Giang Nam. Quá độc ác, quả thực tàn nhẫn tới độ làm cho tim người ta đập nhanh. Trương Tuyết Anh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết trong vài phút, cuối cùng, cô ta đau đớn đến chết. Là ba đại chiến tướng dưới trướng tiên sinh Bạch Cốt, La Hán, Kim Cương. Tất cả mọi người không được phép lộn xộn. Tiêu Quốc Phổ nhận ra, toàn thân ông ta toát mồ hôi lạnh. Ngoan được chưa? Viên Phật cười hỏi. Vâng. Đám người ngay lập tức yên lặng. Không ai dám nói gì. Cũng không có ai nghi ngờ gì. Bởi vì bọn chúng là một đám giết người không chớp mắt chọc tới bọn chúng, chỉ có chết. Bát đua đâu? Viên Phật hỏi. Chuẩn bị ngay đi. Tiêu Quốc Phổ ra lệnh. Rất nhanh, bát đũa đã chuẩn bị xong. Viên Phật ăn, mọi người đứng nhìn. Tất cả đều lạnh run. Ăn đi, các người đứng đó làm gì? Nhìn ta ăn à? Viên Phật cười lạnh nói. Tiêu Quốc Phổ miễn cưỡng cười nói, chúng tôi đều ăn no rồi, không ăn nữa, Viên thiếu cứ tự nhiên. Viên Phật ngẩng đầu, nhìn lướt ở trong đám người. Nhìn đến đám phụ nữ thì ngừng lại. Một mình ta ăn cơm rất nhàm chán, các ngươi đều lại ăn đi. Viên Phật nhìn nhóm phụ nữ nhà họ Tiêu nói. Lý Nhị gia cùng Cao Sơn Tu biết Viên Phật là kẻ háo sắc. Hơn nữa khẩu vị rất rộng, nhỏ thì từ bé con 10 tuổi, lớn thì phụ nữ 30-40 tuổi, hắn đều thích đám phụ nữ nhà họ Tiêu, mấy người đều ít nhiều có chút nhan sắc, rất phù hợp với khẩu vị của Viên Phật. À, Viên Thiêu muốn chúng tôi bôi ngài ăn cơm sao? Tiêu Quốc Phổ run run nói. Sắc mặt Viên Phật đột nhiên thay đổi, cút, lão tử ăn cơm cần đàn ông tiếp. Ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy? Đám người họ Tiêu hai mặt nhìn nhau. Viên Phật trắng trợn nói ra như vậy. Không cần đàn ông tiếp, vậy là chỉ cần phụ nữ tiếp. Nhất thời, đám phụ nữ họ Tiêu sợ hãi run di. Bọn họ đều hiểu được, ý tứ của Viên Phật sợ là không đơn giản như vậy đi. Còn muốn bồi ngủ. Tiêu Nhược Ngu ngay lập tức nói, hóa ra Viên thiếu thích mỹ nhân, ta lập tức cho người sắp xếp, minh tinh người mẫu, muốn cái gì có cái đó. Tô Hằng cái khác không có, chỉ mỹ nhân là nhiều thôi. Viên Phật trừng mắt liếc hai người một cái, người nào ta cũng không muốn, ta muốn mấy người ở đây, ngươi, 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 còn có ngươi. Viên Phát chỉ đích danh 7-8 người phụ nữ. Vợ của Tiêu Nhược Ngu cùng Tiêu Nhược Phong đều ở trong đó. Có cả vợ của mấy người anh em họ nữa. Còn có vợ của đám con cháu, thậm chí có cả mấy cô gái nhà họ Tiêu. Không được, nhất định là không được đâu, Viên thiếu đổi mấy người khác đi. Các nàng đều bình thường như vậy. Em họ của Tiêu Nhược Ngu là Tiêu Sắt Văn ảm đạm nói. Bà Tô Triệu Long hung hăng tát vào mặt Tiêu Sắt Văn. Con mẹ nó, cho thể diện còn không muốn, Viên thiếu chỉ ai thì chính là người đó. Ngươi dám phản đối à? Tô Triệu Long cáo mượn oai hùng. Tiêu Sắt Văn ôm mặt ỉu xìu nói, nhưng đây là vợ ta mà. Không thể được. Âm, ầm, ầm. Kim Cương như một ngọn núi nhỏ đi đến trước mặt hắn, một tay nhắc Tiêu Sắt Văn đang nói lên. Phanh. Kim Cương quẳng Tiêu Sắt Văn xuống mặt đất. Răng rắc. Em mờ thanh xương cốt nứt ra. Thắt lưng Tiêu Sắt Văn bị gãy lìa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Sắt Văn, mọi người đều thấy da đầu run lên, máu huyết toàn thân như đều đông lại. N. Tiếp tục. Tô Triệu Long cười nói. Các người còn đứng đần ra đó làm gì? Còn không tới bên cạnh Viên thiếu đi. Tô Triệu Long quát lớn. Vợ của Tiêu Sắt Văn cùng với những người phụ nữ khác đều đi đến bên cạnh Viên Phật. Ai? Viên Phật trực tiếp ôm hai người vào lòng. Hai người phát ra âm thanh thét chói tai. Mấy người khác thì đều vây xung quanh Viên Phật. Viên Phật đều sờ một chút, hôn một cái. Hai người các ngươi thất thần cái gì?
Tô Triệu Long nhìn về phía vợ Tiêu Nhược Ngu và vợ Tiêu Nhược Phong là Phương Lan cùng Mỹ Quyên. Hắn tiến lên từng bước, muốn đem các nàng kéo tới bên người Viên Phật. Phương Lan cùng Mỹ Quyên lập tức quay đầu nhìn về phía anh em Tiêu Nhược Ngu và vợ Tiêu Nhược Phong cầu cứu. Không được. Đúng, không thể được. Vợ của ta không thể chịu nhục như vậy. Hai anh em Tiêu Nhược Phong chính trực nói. Bọn họ lộ ra bộ dáng liều mạng, Ngôn Tình tổng tài. Bạch Cốt cùng La Hán theo dõi hai người. Hai người chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hơi thở nguy hiểm lập tức ập đến. Không thể, không thể. Tiêu Quốc Phổ lập tức ngăn cản hai anh em Tiêu Nhược Phong. Hắn không muốn hai đứa con của mình phải chết. Nhược Phong, Nhược Ngu, gạch dưới Phương Lan cùng Mỹ Quyên tuyệt vọng kêu. Cuối cùng bị Viên Phật ôm vào lòng, giở trò. Đám đàn ông nhà họ Tiêu nhìn thấy vợ mình, chị em mình chịu nhục. Giận mà không dám nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhục. Cực kỳ nhục nhất Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Ngu nhìn vợ mình bị người đùa giỡn trước mặt, nắm tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay chảy máu. Đối mặt với tuyệt vọng. Bọn họ yên lặng chảy nước mắt. Các người ra ngoài đi. Thế nào, còn muốn ở lại xem ta biểu diễn sao? Viên Phật hắc hắc cười nói. Oanh! Đàn ông họ Tiêu đều phát điên rồi. Bọn họ làm sao lại không biết Viên Phật muốn gì? Trên địa bàn nhà họ Tiêu, cưỡng hiếp người phụ nữ của bọn họ. Điều này làm sao bọn họ chịu được? Nếu phản kháng chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhà ăn. Ngoài cửa, ba đại cao thủ bọn Bạch Cốt canh giữ, bất luận kẻ nào cũng không thẻ tiền vào. Từ trong nhà ăn truyền đến âm thanh thảm thiết cùng với thanh âm khiến người khác phải suy nghĩ. Bụp, bụp. Hai anh em Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Ngu quỳ rạp xuống đất. Báo thù, phải báo thù, đi tìm Diệp tiên sinh đi. Hai anh em liếc nhìn nhau. Tiêu Quốc Phổ cũng có suy nghĩ tương tự. Chỉ có Diệp Quân Lâm mới có thể đối kháng cùng tiên sinh. Đó là hy vọng duy nhất của Tiêu gia. Nhưng suy nghĩ này lại bị lão nhị Lý gia ngăn cản. Ông muốn nhờ chủ nhân của tập đoàn Vân Đình hỗ trợ. Không thành vấn đề. Lần này Viên Thiếu đến đây chính là muốn xử lý hắn. Ông gọi người tới càng tốt. Tiêu Quốc Phổ tuyệt vọng, bây giờ người ta căn bản không cho ông tìm quân tiếp viện rồi. Sau một tiếng chờ đợi, mọi người thấy Viên Phù Đồ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Trong phòng ăn, những người phụ nữ đều ăn bận sộc sịch, dựa vào nhau khóc thút thít. Ai? Tiêu Nhược Nguyên và Tiêu Nhược Phong tức giận gào thét. Bọn họ hận không thể giết Viên Phù Đồ ngay lập tức. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Cốt và Kim Cương, bọn họ liền trầm mặc. Giờ mà xông lên chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống ở Tiêu giai. Viên Phù Đồ thật bá đạo. Hắn làm nhục phụ nữ người nhà họ Tiêu và giờ hắn còn muốn ở lại Tiêu gia. Sau khi nghe hắn nói vậy, đám đàn bà phụ nữ Tiêu gia càng tỏ ra sợ hãi. Ở nơi này, họ sớm muộn gì cũng rơi vào tay tên ác quỷ này. Tiêu Quốc Phổ choáng đầu một lúc. Viên Phù Đồ hắn có ý. Hắn đang ép ông phải gọi cho Diệp Quân Lâm. Nếu chuyện này không được giải quyết, Viên Phù Đồ sẽ không rời đi. Hửm, các người có phản đối việc Viên Thiếu sống ở đây không? Kim Cương âm trầm hỏi. Người nhà họ Tiêu nào dám ý kiến? Viên Thiếu chịu ở lại Tiêu gia chính là diễm phúc của Tiêu gia. Tiêu Quốc Phổ đáp lại. Cuối cùng, Viên Phù Đồ vẫn quyết định ở lại Tiêu gia. Tin tức này cũng nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Tô Hằng biết tin con nuôi của vị kia cùng với ba vị trong tứ đại chiến tướng đã đến đây. Những người này mạnh hơn lão nhị Lý gia hàng chục lần. Toàn bộ người dân ở Tô Hằng đều hoảng sợ. Đây là không muốn cho người Giang Nam bọn họ có đường sống mà. Những người ẩn giật 30 năm dường như có người đã biến mất, cũng có người xuống núi rồi. Má ấu chốt là Viên Phù Đồ quá bá đạo. Chưa bàn đến chuyện hắn chạy đến Tô Hàng ra tay giết người của Tô gia rồi làm nhục phụ nữ nhà họ. Hắn còn đòi ở lại Tiêu gia. Tiêu Quốc Phổ lấy lễ tiếp đón Viên Phù Đồ và thỏa mãn mọi yêu cầu của họ. Ngay cả phụ nữ ông còn cam lòng trao thì còn gì không nỡ bở. Chỉ cần bảo vệ Tiêu gia là được. Ông biết rằng một khi ba tên sát nhân kia nổi giận thì người nhà Tiêu gia khó mà bảo toàn mạng sống. Vào buổi tối, có khoảng 7-8 người đến chào hỏi Viên Phù Đồ. Viên Phù Đồ mặc áo choàng tắm, tay đong đưa ly rượu vang.
mấy năm nay ta bị cha nuôi chèn ép quá nhiều rồi. Cuộc sống bây giờ mới thật sự đúng nghĩa chứ. Ta nghĩ mình nên ở lại Tô Hàng lâu hơn một chút. Viên phù đồ cười nói. Đến Tô Hàng, hắn muốn làm gì thì làm. Muốn cái gì, muốn làm gì cũng được. Gần đây có hai bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng, đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Nữ chính đóng phim này nhìn không tệ, tôi nghe nói cô ta là lính mới. Viên phù đồ tỏ ra hứng thú. Tô Triệu Long đứng bên cạnh lập tức nói, viên thiếu, tôi biết cô gái này, tên là Trịnh Tử Hàm của tập đoàn Đông Thiên. Cô ta thực sự rất đẹp. Ồ, cậu chắc chắn. Viên phù đồ ngẩng đầu hỏi. Nếu như viên thiếu cảm thấy hứng thú, tôi đảm bảo có thể đưa người này đến. Tô Triệu Long cười trả lời. Viên phù đồ vỗ lên người hắn, cha, nhanh nhạy đấy. Tô gia có người trẻ như cậu đúng là có hy vọng. Viên thiếu, tôi sẽ đi xử lý chuyện này. Nhưng mà, viên thiếu. Tô Triệu Long muốn nói lại thôi. Trên mặt viên phù đồ ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì? Nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Viên thiếu, tôi muốn đưa ngài xem bức ảnh của Lý Tử Nhiễm, nữ chủ tịch tập đoàn Đông Thiên. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tô Triệu Long đúng là đang muốn mượn dao giết người. Nếu Diệp Quân Lâm đã không hành động thì cứ để viên phù đồ này ra tay. Sau khi xem qua bức ảnh, trong mắt của viên phù đồ sáng ngời. Còn có người phụ nữ xinh đẹp như vậy ư, ta thực sự thấy lần đầu tiên. Viên phù đồ kinh ngạc nói. Tô Triệu Long cười cười đáp, viên thiếu, tôi cam đoan người thật nhìn còn đẹp hơn trong ảnh. Được rồi, việc này giao cho cậu. Đưa người này và Trịnh Tử Hàm đến chỗ ta. Viên phù đồ hừng hực như lửa. Lý Nhị Gia lên tiếng, viên thiếu, đã như vậy thì tôi xin tiền cử thêm một người, phó giám đốc Phương Tử Tình của tập đoàn Vân Đình. Cô ta cũng cực kỳ xinh đẹp, so với Lý Tử Nhiễm thì có thể kém hơn một chút nhưng cũng không nhiều. Ha ha ha, mặc kệ Phương Tử Tình này có xinh đẹp hay không, chỉ cần cô ta là phó chủ tịch tập đoàn Vân Đình thì ta đã muốn bắt người về rồi. Viên phù đồ lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Tô Triệu Long do dự, xấu hổ ổ nói, viên thiếu, tôi có thể đáp ứng đem Trịnh Tử Hàm đến đây. Nhưng còn Lý Tiểu Nhiễm và Phương Tử Tình thì tôi không đảm bảo. Tập đoàn Vân Đình sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mắt. Đồ vô tích sự. Bạch Cốt, đi với cậu ta. Viên phù đồ xua tay. Được, tôi hứa sẽ đưa người đến gặp viên thiếu. Tô Triệu Long khẳng định. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Trịnh Tử Hàm gần đây rất hot nên có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng cô gái nhỏ này lại không biết dè chừng, buổi tối còn đi học biểu diễn. Am! Cửa đột nhiên mở toang ra, một người mặt trắng như tờ, gầy nhom xuất hiện. Trịnh Tử Hàm sợ đến độ run lẫy bẩy. Anh chấm ANS muốn làm gì? Trịnh Tử Hàm hỏi. Đi theo tôi một chuyến, có người muốn mời cô uống rượu. Vừa dứt lời, Bạch Cốt ngay lập tức đứng trước mặt cô nàng. Trịnh Tử Hàm sau đó liền mất ý thức. Tiếp theo là Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm. Hai người họ là hàng xóm của nhau. Tô Triệu Long mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, ở Hoa Viên Phương Đông xuất hiện một đám người. Phương Tử Tình vừa tắm xong, đang cầm máy tính bảng đọc tin tức kinh tế. Lúc này, ngoài ban công có một cơn gió thổi tới khiến rèm cửa sổ bay lên. Mình nhớ đã đóng cửa sổ ở ban công rồi mà. Phương Tử Tình đứng dậy đi đóng cửa sổ. Vừa định đóng chốt cửa sổ lại thì đột nhiên đằng sau bức màn xuất hiện một đôi tay gầy guộc, tựa như ma quỷ. Ai? Phương Tử Tình hoảng sợ hét lên. Sau đó, Bạch Cốt và Tô Triệu Long xuất hiện. Giám đốc Phương, cô khỏe không? Viên thiếu nhà tôi muốn mời cô đến chơi. Bạch Cốt lạnh lùng chào hỏi. Ngôn Tình tổng tài. Viên thiếu là ai? Tôi không quen biết, hơn nữa. Mấy người dám tự tiện đột nhập vào phòng tôi. Đây là phạm pháp. Phương Tử Tình tức giận đáp. Cô đúng là, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bạch Cốt di chuyển đến chỗ Phương Tử Tình, đánh ngất cô nàng trong nháy mắt. Tiếp theo là Lý Tử Nhiễm. Tô Triệu Long nở một nụ cười điên cuồng. Đối với tập đoàn Vân Đình, kẻ thù lớn nhất của hắn không ai khác ngoài Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm. Dùng Lý Tử Nhiễm uy hiếp Diệp Quân Lâm. Hắn nhất định phải chết. Ngay bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Mượn tay Bạch Cốt diệt trừ Diệp Quân Lâm, báo thù cho em trai của hắn. Bạch Cốt tiên sinh, tiếp theo có thể sẽ có chút nguy hiểm. Tô Triệu Long đột nhiên mở miệng, mặt hiện ra một tia khiếp đảm. Bạch Cốt có chút kinh ngạc, nguy hiểm.
Bạch Cốt tiên sinh có thể không biết nhưng mà chồng của Lý Tử Nhiễm, tên Diệp Quân Lâm này là người luyện võ. Tô gia tôi thua trong tay hắn rất nhiều lần nên người này tôi không dám dây vào. Tô Triệu Long run rẩy kể. Hừ, đồ bỏ đi, đến một người bình thường cũng không ứng phó được. Bạch Cốt lộ vẻ khinh thường. Gã đi một mạch đến chỗ căn hộ lớn của Diệp Quân Lâm. Tô Triệu Long mỉm cười. Cá cắn câu. Diệp Quân Lâm, để xem lần này mày chết như thế nào. Hắn ta nhanh chóng bám theo. Sau khi đi vào căn hộ lớn của Diệp Quân Lâm, bọn họ không thấy một bóng người nào xuất hiện. Hửm, hai người không có ở đây. Tô Triệu Long tìm kiếm một vòng nhưng không thấy ai cả. Không biết bọn chúng đi đâu, lập tức kiểm tra cho ta. Tô Triệu Long sai bảo thuộc hạ. Bạch Cốt xua tay, không cần, trước tiên chúng ta cứ mang hai người kia về nhà đã. Viên thiếu không chờ được lâu nữa đâu. Được, chờ tôi điều tra rõ ràng, sẽ mang Lý Tử Nhiễm đến. Sau cùng, Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm bị đưa đến Tiêu gia. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm, mắt của Viên Phù Đồ lóe lên. Chờ đợi nãy giờ đúng là không uổng phí. Có điều, Viên Phù Đồ thực sự không thoải mái khi phải chờ đợi nên đã tự giải quyết trước. Thế nên, nếu muốn ăn hai người Phương Tử Tình thì hắn phải chờ thêm một lát nữa. Viên thiếu, vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm Lý Tử Nhiễm. Tô Triệu Long hỏi. Viên Phù Đồ phát tay thúc giục, mau nhanh lên, muộn quá rồi. Tối nay, Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm về nhà bố mẹ đẻ. Họ trở về không lâu sau đó. Sao tối nay Tử Thanh ngủ sớm vậy nhỉ? Lý Tiểu Nhiễm nhìn thấy gian phòng của Phương Tử Tình tắt đèn thì không khỏi thắc mắc. Trước đây, đèn phòng của Phương Tử Tình phải mở đến 1-2 giờ sáng. Cô ấy là một người cuồng làm việc. Có gì đó không ổn. Diệp Quân Lâm cảm thấy không bình thường. Anh đã được Lão Cửu báo thông tin là Viên Phù Đồ đã chạy đến Tô Hàng. Trước đó anh không quan tâm lắm. Bây giờ chuyện của Phương Tử Tình khiến anh nghĩ ngay đến tin tức này. Bà xã, em về trước đi. Anh có việc phải xử lý. Diệp Quân Lâm để Lý Tử Nhiễm quay về, sau đó sắp xếp người bảo vệ cô. Ra khỏi Hoa Viên Phương Đông, Thanh Long lập tức lái xe đến đó. Tướng quân, Phương Tiểu Thư đã bị bắt đi, bọn họ còn bắt luôn cả Trịnh Tử Hàm. Tên Viên Phù Đồ này rất tàn bạo, thủ đoạn giết người vô cùng độc ác. Thanh Long nói. Gia cảnh hắn rất lợi hại phải không? Diệp Quân Lâm hỏi. Cha nuôi của Viên Phù Đồ là Viên Sơn Hà. Ông ta đứng đầu ở Giang Nam, bốn tên dưới quyền ông ta đều là những cao thủ lấy một địch một ngàn. Thanh Long đáp. Diệp Quân Lâm nghe vậy liền cười nhạt. Hừ, cậu gọi Bạch Hổ tới đây, để cho chủ nhân hắn biết thế nào là cao thủ. Hắc Bạch Vô Thường lần trước quá yếu nên Bạch Hổ cằn nhằn suốt. Vâng, tôi hiểu rồi. Trong hoa viên ở biệt thự Tiêu gia. Tất cả người nhà họ Tiêu đều đang quỳ gối giữa sân. Viên Phù Đồ đang chờ đợi. Bạch Cốt và ba vị đại chiến tướng đứng bên cạnh. Các người là ai? Các người muốn làm gì hai? Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm đã tỉnh lại. Hai người kinh hãi nhìn mọi người. Ha ha, giới thiệu cho các cô một chút. Ta là Viên Phù Đồ đến từ nội thành. Ta cố tình mời hai người đến đây để uống rượu. Viên Phù Đồ cười nói. Trịnh Tử Hàm sợ sệt, trốn ra sau lưng của Phương Tử Tình. Phương Tử Tình ngược lại thì bình tĩnh hơn, chúng tôi đều không quen biết ông. Tại sao phải uống rượu cùng ông? Cô không biết tôi là ai à? Không bao lâu nữa thì tập đoàn Vân Đình sẽ sụp đổ. Đi theo tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Viên Phù Đồ tiếp tục cười. Ông nói cái gì, tập đoàn Vân Đình sắp sụp đổ. Phương Tử Tình biết giữa tỉnh thành nội thành với tập đoàn Vân Đình có mâu thuẫn. Lúc này cô mới ngộ ra, đó là đòn trả đũa của bọn họ. Ở đây là Tiêu gia. Phương Tử Tình kích động nhìn những người đang quỳ dưới đất. Thế lực của tên này mạnh vậy sao? Đến cả Tiêu gia cũng không phải là đối thủ. Cô là Phương Tử Tình đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết một chuyện. Lý Nhị gia kể lại toàn bộ sự tình của Tiêu gia cho Phương Tử Tình nghe. Cô liền không giấu nổi sự kinh hoàng, tên Viên Phù Đồ này cũng quá đáng sợ rồi. Ông ta dám làm nhục Tiêu gia thành như vậy. Viên Phù Đồ ngắm nhìn Phương Tử Tình kiều mị cùng Trịnh Tử Hàm rụt rè e thẹn thì hắn lại bắt đầu hứng thú. Viên Phù Đồ vẫy tay ra hiệu mọi người rời đi. Không, ông tính làm gì? Phương Tử Tình nghĩ đến gì đó liền vô thức lùi về phía sau.
Bịch. Viên Phù Đồ ném Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm lên giường. Hắn cũng là người luyện võ nên làm sao hai người phụ nữ có thể phản kháng lại nổi. Đáy mắt họ lóe lên sự tuyệt vọng. Nhóm người Tiêu Quốc Phỏ chỉ biết lắc đầu bát lực. Tên viên thiếu này đúng là trắng trợn, không kiêng dè ai cả. Nhiều người đang ở đây mà hắn vẫn dám bắt đầu. Hai người phụ nữ bị Viên Phù Đồ chấm cũng quá thê thảm rồi. Am! Răng rác! Đúng lúc này thì cửa biệt thự sập xuống, tất cả kính cửa sổ đều bị vỡ ra. Tiếng động lớn này khiến mọi người giật mình. Mọi người gắng gượng tiến ra phía cửa. Đến Viên Phù Đồ còn dừng động tác và nhìn chằm chằm về hướng đó. Sau đó, họ thấy có bốn người xuất hiện. Kỳ Lân và Bạch Hổ đứng hai bên. Đứng giữa là Diệp Quân Lâm đang ngậm một điếu thuốc trong miệng. Diệp Quân Lâm, cậu là người của tập đoàn Vân Đình. Anh là Lục Nam Hiên. Lý Nhị Gia và Tô Triệu Long dùng vẻ mặt kinh hoàng lần lượt lên tiếng. Hửm, mày là người của tập đoàn Vân Đình à? Viên Phù Đồ mặc áo choàng tắm vào, hưng phần đền gần. Bạch Cốt, Kim Cương và La Hán cũng thể hiện sự phấn khích. Ha ha, thật là thiên đường có đường mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xuống. Viên Phù Đồ cười khà khà. Lý Nhị Gia và Tô Triệu Long cũng vô cùng kích động. Người của tập đoàn Vân Đình cuối cùng cũng tới rồi. Rơi vào tay Viên Phù Đồ thì chỉ có đường chết. Lý Gia và Tô Gia có thể báo thù được rồi. Diệp Quân Lâm, chúng mày cứ chờ chết đi. Tô Triệu Long bật cười. Bắt người lại cho ta. Viên Phù Đồ vung tay lên. Ngôn Tình Ngược. Ba người Bạch Cốt tiến lên nhìn chòng chọc vào nhóm Diệp Quân Lâm. Bạch Hồ bước lên, ngoắc ngoắc ngón tay với ba người họ. Ba người bọn mày cùng lên đi. Vẻ ngông cuồng của Bạch Hổ khiến tất cả mọi người ở đây sững sờ. Đối mặt Viên Phù Đồ và tam đại chiến tướng mà hắn vẫn dám ngông cuồng như vậy. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Muốn chết. La Hán là người nóng nảy nhất trong đám. Hắn gầm lên một tiếng rồi ra đòn tấn công như mãnh hổ về phía Bạch Hổ. Hắn đang tu tập võ công thiếu lâm. Sức mạnh của hắn rất hung tàn. Hắn đã từng dùng một quyền để hạ gục Hồ Báo. Cê-cê-tô. Một quyền hắn vung ra cũng tạo ra âm thanh thật khủng bố. Một cú đấm của La Hán cũng đủ chết người. Bạch Hồ cũng tung ra một đòn. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó lại che giấu rất nhiều sức mạnh và sát ý tàn bạo. La Hán vừa tiếp xúc kinh khí, sắc mặt liền thay đổi. Tên này quá mạnh. Âm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra một tiếng đầy nặng nề. Khục. La Hán phun ra một ngụm máu. Cánh tay phải của hắn nứt toác ra, máu thịt be bét như thể vừa bị nổ tung. Chết tiệt! Cả người hắn bị văng xa mười mấy mét rồi nằm bẹp trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, đầu gục xuống không còn hơi thở. Một cước chết người. Những người đang quan sát đều khiếp sợ. Tao sẽ giết mày. Bạch Cốt vận công xông đến chỗ Bạch Hổ. Tốc độ của Bạch Cốt nhanh như chớp, vung ra từng đòn rất hung hăng. Bếp! Nhưng Bạch Hổ lại nhanh hơn. Một phát đã có thể bắt được cánh tay người kia. Giác! Bạch Hồ bẻ gãy cánh tay của Bạch Cốt. Bạch Cốt kêu gào thảm thiết. Giác giác! Sau đó, cánh tay, cổ chân, cẳng chân của Bạch Cốt đều bị Bạch Hồ bẻ gãy từng cái. Cả người Bạch Cốt không khác gì một bộ xương nằm trên mặt đất. Trông cực kỳ thảm hại. Chết đi! Cơ thể Kim Cương vận lực áp sát đến. Âm! Bạch Hồ án đầu hắn xuống, đánh tới tấp. Bộp! Bộp, bộp, sau 8 cú đấm liên tiếp, đầu Kim Cương đã máu thịt be bét, khuôn mặt lõm vào trong. Rầm, thân thể to lớn của Kim Cương ngã rầm xuống mặt đất tạo ra một tiếng động lớn. Ba vị tứ đại tướng quân của Viên Sơn Hà đều bị Bạch Hổ giết chết rồi. Giải quyết xong ba người họ, Bạch Hổ rút ra một chiếc khăn trắng lau tay. Anh cười bảo, cuối cùng cũng lòi ra một tên nhịn đòn tốt, ông đây phải dùng đến 8 đòn mới giết được. Giữa sân là một mảng lặng như tờ. Tất cả mọi người đều cố gắng nín thở, nói đúng hơn là không ai dám thở mạnh cả. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng. Ba vị này đều là những sát thần có tiếng ở Giang Nam. Hắn Bạch Vô Thường còn phải tránh như tránh tà. Vậy mà bọn họ lại bị người này đánh chết. Lý Nhị Gia chợt phát hiện suy nghĩ trước đó của ông sai tôi. Trước mắt người đàn ông này, Hắc Bạch Vô Thường thậm chí còn không có khả năng dãy giụa. Cứ tưởng hai người kia sẽ kéo dài được thời gian.
Tô Triệu Long sợ đến muốn vã ra quần. Viên phù đồ nhìn Bạch Hồ, sợ hãi không kém. Không, không thể nào. Theo nhận thức của viên phù đồ, tứ đại chiến tướng là mạnh nhất, là bát khả chiến bại. Nhưng hôm nay có đến ba người bị bại dưới tay người này rồi. Chuyện này quả thật đã phá hủy nhận thức từ trước của hắn. Mày là viên phù đồ phải không? Nếu đã tới Tô Hàng thì cứ ở lại đây đi. Bạch Hồ bất ngờ tung một cước vào ngực của viên phù đồ. Rầm. Viên phù đồ bị đá văng tận 20 mét, va mạnh vào vách tường. Hắn tạo thành một vệt máu hình người trên tường, sau đó thì rơi thẳng xuống đất. Người chết rồi. Hừ. Khi mọi người thấy những vết nứt dày đặc xuất hiện trên tường, bọn họ đang rất khủng hoảng. Vị này có phải là con người không? Biến thái. Qua biến thái. Bạch Hồ mỉm cười. Cậu có vẻ khá hài lòng với đối thủ đêm nay. Tên này còn một ông cha nuôi mà đúng không? Hy vọng ông sẽ mạnh hơn bọn chúng. Bạch Hồ đầy mong đợi. Tất cả người nhà họ Tiêu đều sợ đến ngây người. Người đàn ông này thật trâu bò. Kỳ Lân nhìn về phía mấy người của Lý Nhị gia, không phải nói với mấy người rồi sao? Đến Tô Hàng rồi thì đừng đi nữa, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Câu nói của Kỳ Lân không khác gì lời thẩm phán cuối cùng. Mấy người bên Lý Nhị gia phải chết. Chẳng ai nghĩ rằng con trai nuôi của Viên Sơn Hà và Tam Đại Chiến Tướng sẽ ở đây lâu. Ngoại trừ Bạch Cốt nằm bên ngoài thì những người còn lại đều chết hết rồi. Thật ra, Bạch Cốt sống không bằng chết. Cả khung xương đều bị gãy đến mấy chục cây. Cuối cùng Bạch Cốt vẫn không về nội thành được mà chết vì đau đớn. Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất của phe Viên Sơn Hà trong 10 năm qua. Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm được Diệp Quân Lâm mang đi. Trịnh Tử Hàm nhìn Diệp Quân Lâm đầy cảm kích. Chính anh là người đã giúp đỡ và bồi dưỡng cô từ một kẻ thất nghiệp thành một ngôi sao với hàng triệu fan hâm mộ. Anh không những thay đổi số phận của cô mà còn cứu sống cô ngày hôm nay. Trịnh Tử Hàm nhìn Diệp Quân Lâm bằng ánh mắt không giống với lúc trước. Làm sao anh biết tôi ở đây? Phương Tử Tình hỏi. Đây cũng là lần thứ hai Diệp Quân Lâm cứu cô. Tuy rằng người trực tiếp ra tay không phải là anh ta. Tử Nhiễm thấy chỗ ở của cô không sáng đèn nên tôi đoán bên cô xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm trả lời. Phương Tử Tình ngượng ngùng nói, cảm ơn anh lại cứu tôi lần này. Bây giờ đối mặt với Diệp Quân Lâm, mặt cô liền nóng bừng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tử Nhiễm đi. Diệp Quân Lâm đưa Trịnh Tử Hàm về nhà, sau khi xuống xe, cô thẹn thùng nhìn Diệp Quân Lâm, Diệp ca, em sẽ báo đáp anh xô. Tại trang viên Kim Lăng. Trong khi Viên Sơn Hà đang pha trà thì Đài Phong rất yên tĩnh ngồi xếp bằng phía đối diện. Túi trà này là do một vị cao tăng tặng cho ta. Uống vào coi chừng nóng, cẩn thận đau đấy. Viên Sơn Hà cười nói. Đài Phong không những không đáp lại mà vẻ mặt cũng không thay đổi. Tâm tình của hắn đã đạt đến loại cảnh giới này rồi. Thưa ngài, có chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện không hay rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Thật lộn xộn. Sắc mặt Viên Sơn Hà không hài lòng, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa. Đài Phong vẫn ngồi yên như một người máy. Thưa ngài, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Ông già giúp việc phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho Viên Sơn Hà, Thu Lão vừa chạy vào vừa kinh hô. Đi theo Viên Sơn Hà 50 năm, bất kể là tính cách hay phong cách làm việc của ông ta đều cực kỳ giống với Viên Sơn Hà. Thu Lão chưa bao giờ hoang mang như thế này. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Viên Sơn Hà đứng dậy, hỏi, Thu Lão, đã xảy ra chuyện gì thế? Chủ nhân, hay là ngài cứ ra xem đi. Tôi không biết phải nói thế nào. Thu Lão lau mặt. Am. Viên Sơn Hà nhận ra điều gì đó, ông ta lập tức đi ra. Đi tới quảng trường nhỏ ở trung tâm trang viên, ông ta thấy rất nhiều người đang súng sụng lại. Bọn họ đều là những siêu trùm ở thành phố Kim Lăng. Một cỗ thi thể được đậy bằng vải trắng đang được đặt ở quảng trường. Có chuyện gì thế này? Sau khi Viên Sơn Hà tới, mọi người tự động tách ra thành một con đường. Tiên sinh, ngài phải mạnh mẽ nhé. Gia chủ nhà họ Lý và gia chủ nhà họ Tô nghiêm túc nói, bọn họ đã khóc không thành tiếng rồi. Nghe được tin tức này, Viên Sơn Hà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cả người ông ta run rẩy, ông ta đưa tay ra nhưng mãi vẫn không dám vén tấm vải trắng lên. Đài Phong đứng phía sau ông ta đi lên, nhấc tấm vải trắng trên cỗ thi thể ra.
thi thể lạnh lẽo của Viên Phù Đồ, tam đại chiến tướng cùng với tùy tùng Lý Nhị Gia và bảy người Tô Triệu Long hiện ra trước mặt mọi người. Người nhà họ Tô, người nhà họ Lý đã khóc được một lúc tôi. Am! Khi nhìn thấy thi thể của đứa con nuôi và tùy tùng, đầu óc Viên Sơn Hà như sắp nổ tung. Giờ phút này, phòng tuyến trong lòng ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Đã 50 năm, chưa từng có một ngày nào mà lại bi thương như thế này. 30 năm qua ông ta không giết ai, thế mà giờ phút này ông ta lại muốn giết người, thậm chí là khát máu. Đài Phong nhìn thấy thi thể của ba người anh em của mình, hắn ta híp mắt, khí thế hung ác trên người bùng lên. Tất cả mọi người ở đây cảm thấy nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, mọi người không kìm được mà rùng mình. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người đều hiểu trong lòng. Từ nay về sau, tỉnh Giang Nam sẽ không còn yên bình nữa. Ép ông ta đến bước này, Đại La Thần Tiên cũng không cứu bê nôi. Có thế nào thì Viên Sơn Hà cũng không thể ngờ, ba đại chiến tướng đi cùng đều đã chết cả rồi. Ngay cả đứa con nuôi mà ông ta yêu quý nhất cũng mất mạng. Viên Sơn Hà không có con đẻ, Viên Phù Đồ là con của người anh em tốt của ông ta. Người anh em đó đã chết vì cứu ông ta. Viên Sơn Hà coi đứa con nuôi này như con đẻ. Bây giờ Viên Phù Đồ đã chết, ông ta đau đớn lắm. Người anh em ơi, tôi đã không bảo vệ được con trai bạn. Đó là lỗi của tôi. Viên Sơn Hà ngửa mặt lên trời hét to. Tiên sinh ơi, phải làm sao bây giờ? Ngài phải làm chủ việc này, nếu không thì chẳng bao lâu nữa, cả cái Giang Nam này sẽ là của tập đoàn Vân Đình mất. Mọi người nhao nhao nói. Viên Sơn Hà tức giận nói, Thu Lão thông báo xuống bên dưới, ba ngày sau cử hành tang lễ, con trai tôi và ba đại chiến tướng của tôi đã ra đi. Tôi phải làm cho cả Giang Nam đều biết tới cái tang lễ này. Tiên sinh, tôi hiểu rồi. Thứ hai, triệu tập hết tất cả thủ hạ cũ, quay lại trong vòng 3 ngày. Thứ ba, thông báo cho 24 học trò của tôi, cho bọn họ dẫn tất cả các lực lượng tinh anh tập hợp ở thành phố này. Nghe thấy mệnh lệnh của Viên Sơn Hà, mọi người đều lạnh run. Tỉnh Giang Nam có 13 thành phố, ngoại trừ thành phố Tô Hàng ra, thì 12 thành phố khác đều nằm trong tay Viên Sơn Hà. Những nơi đó đều do những thủ hạ cũ hoặc học trò cũ của ông ta thống trị. 30 năm trước ông ta lui về ở ẩn, nên những người này đã tản ra. Nhưng bây giờ tiên sinh chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ tập trung về hết. Một mũi tên bắn ra, thiên quân vạn mã về tập hợp. Trong vòng 3 ngày, xã hội đen của cả tỉnh Giang Nam đều sắp tập trung lại. Mục đích là tiến về phía Tô Hàng, san bằng tập đoàn Vân Đình. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Nhưng họ biết rằng, tập đoàn Vân Đình phải chết. Tin tức này vừa truyền ra, cả tỉnh Giang Nam đều chấn động. Bất kể là người trong giới thượng lưu hay người ở thế giới ngầm. Cực kỳ chấn động. Viên Sơn Hà tiên sinh lui về ở ẩn 30 năm, lại làm ra chuyện chấn động như thế này ư? Hai triệu tập tất cả thủ hạ cũ và học trò hà. Chưa bao giờ xảy ra chuyện điên cuồng như thế này. Đã có chuyện rồi. Tỉnh Giang Nam xảy ra chuyện lớn rồi. Tiên sinh đã hoàn toàn tức giận. Sau khi mệnh lệnh của ông ta được phát ra, điều đầu tiên mà giới xã hội đen ở 13 thành phố của tỉnh Giang Nam làm là tập trung nhân thủ, nghênh ngang đi về phía thành phố. Người trên từng chiếc xe tải nối đuôi nhau đi về phía thành phố, hình ảnh này làm cho người xem kinh hãi. Không chỉ có thế, học trò của Viên Sơn Hà trải rộng khắp 13 thành phố, tham gia vào mọi lĩnh vực. Bọn họ cũng đang tập trung tất cả lực lượng mà bọn họ có thể tập trung được, chuẩn bị tham gia tang lễ vào 3 ngày sau. Có người còn tính ra được là, trong vòng 3 ngày, số người tập trung ít nhất cũng phải hơn chục ngàn người. Mọi người lại chấn động thêm một lần nữa. Viên Hà Sơn mới là vị vua chân chính ở tỉnh Giang Nam này. Sau khi lui về ở ẩn 30 năm, ông ta vung tay hô một cái, ngàn người hưởng ứng, thiên quân vạn mã tập trung. Động thái lớn rầm rầm rộ rộ như thế, cả tỉnh Giang Nam đều biết. Ngay cả phía thành phố cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đã chọc giận tiên sinh còn xử lý không ổn thỏa. Chỉ cần không gây ra náo loạn lớn, tang lễ muốn làm như, nào thì cứ làm như thế đi. Bên trong Tử Kim Sơn Trang, Viên Sơn Hà và Đài Phong ngồi đối diện nhau. Đài Phong vẫn ngồi yên lặng như cũ, như thể mọi việc bên ngoài đều chẳng liên quan gì với hắn ta. Viên Sơn Hà trông như đã già đi nhiều tuổi, trong một đêm mà bạc cả đầu. Chủ nhân,
người ở 13 thành phố của tỉnh Giang Nam đang tập kết về đây, trước mắt đã có 1.000.000 người, không chỉ có vậy, ngay cả mấy học trò của ngài ở tỉnh bên cạnh cũng nhiệt tình chạy tới, cuối cùng tôi tính có thể có 1.300.000 người. Thu lão đứng bên cạnh nói. Viên Sơn Hà nghe thấy thế xong, gật đầu. Ông ta nhìn về phía Đài Phong, bắt đầu nói, trước kia tôi vẫn luôn bắt cậu kìm nén sát tính tâm tính muốn giết người, đó là tôi sợ về sau cậu sẽ mất đi nhân tính, trở thành một dã thú. Đài Phong không nói năng gì, nhưng 30 năm nay sát tính đã bớt lại rất nhiều. Giờ đây có người chèn ép, chúng ta không thể không cầm lấy dao mỏ, Đài Phong à, giờ là lúc rút con dao của cậu ra, giết cho tôi. Giết được bao nhiêu thì hãy giết bấy nhiêu. Gương mặt Viên Sơn Hà dữ tợn, nổi lên gân xanh. Thu lão đứng bên nghe thấy vậy lạnh run. Đây là lần đầu tiên Viên Sơn Hà bảo Đài Phong rút dao ra. Trước kia, ông ra sợ Đài Phong giết quá nhiều người, bây giờ lại để Đài Phong đi giết nhiều người vào. Đủ để chứng minh Viên Sơn Hà của hiện tại tức giận đến thế nào. Cái chết của mấy người viên phù đồ đã chạm vào vảy ngược của ông ta. Đài Phong ngước mắt lên, giọng khàn khàn, nói, tôi sẽ cho cả Tô Hàng chôn cùng. Que nhi, Thu lão sợ tới mức khắp người đổ mồ hôi lạnh. Đài Phong mà xuất ra toàn lực chiến đấu thì ai mà ngăn cản được. Lần này sắp có máu chảy thành sông thật rồi, hài cốt chất thành núi. Đệ nhát đồ tể Giang Nam ra tay, thì sẽ không dừng được. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chết đây. Diệp Quân Lâm ở Tô Hàng nhận được tin tức này. Anh dửng dưng cười một cái, ha ha, còn có người dám tập kết hơn ngàn người trước mặt tôi hay. Muốn chết à? Thanh Long và Kỳ Lân liếc nhau một cái, cảm thán nói, tướng quân, đến chúng tôi cũng không ngờ Viên Sơn Hà có bối cảnh mạnh như vậy. 3 ngày tập trung được nhiều người như thế, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Không hổ là nhân vật hàng đầu ở tỉnh Giang Nam, so sánh ra thì Đỗ Việt Sinh và Trần Thiên Kiều quá yếu. Đây mới là ông trùm này. Diệp Quân Lâm cười nói. Bạch Hổ lại hiện ra một tia mong đợi, mỉm cười nói, nghe. Nói là có rất nhiều cao thủ đây, hơn 10.000.000 người, tôi muốn thử xem. Người khác mà nghe thấy thế, sẽ nghĩ rằng đầu óc Bạch Hổ có vấn đề. Nhưng người hiểu anh ta thì biết anh ta hoàn toàn là một kẻ điên, một cỗ máy chiến tranh. Chuyện một người đấu với hơn ngàn người, anh ta đã từng làm rồi. Lúc này, Tiêu Quốc Phổ vội vàng chạy tới. Diệp tiên sinh, chuyện này khó rồi đây, cho dù ngài có thực lực mạnh mẽ, thân phận bối cảnh vô địch, nhưng nếu mà đám người đó điên thật thì vẫn có nguy hiểm. Hơn ngàn người xông tới cùng một lúc, tôi chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Cả người Tiêu Quốc Phổ đã run cầm cập. Vẻ mặt của Diệp Quân Lâm lại ung dung, ông Tiêu chuẩn bị một cái quan tài, lúc nào làm tang lễ thì đưa qua. Hả, ý của Diệp tiên sinh là gì? Đầu óc Tiêu Quốc Phổ hơi lơ mơ. Tặng cho Viên Sơn Hà một cái quan tài. Đây là muốn khiêu khích ông ta đúng không? Sao thế, ông nghi ngờ lời tôi nói hử? Diệp Quân Lâm nói. Không dám, không dám, tôi lập tức đi làm ngay đây. Sau khi Tiêu Quốc Phổ đi khỏi, Diệp Quân Lâm hỏi, Kỳ binh Thiên Kiếp 18 đang ở đâu? Báo cáo tướng quân, trước mắt thì đang ở sa mạc lớn ở Tây Bắc. Chu Tước nói. Thông báo mệnh lệnh. Ngày mai Kỳ binh Thiên Kiếp 18 tới Tô Hàng. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Thanh Long, Kỳ Lân biết, như này nghĩa là Diệp Quân Lâm đã chính thức hành động. Người đời đều biết Diệp Quân Lâm thân quân là 10.000.000 lữ đoàn sắt phiêm hoàng, đánh đầu thắng đó, vô địch hậu thế. Nhưng rất ít người biết, Diệp Quân Lâm đã tự tay tạo ra một vài đội quân có quy mô nhỏ. Cũng vô địch như thế. Chẳng hạn như Kỳ binh Thiên Kiếp 18. Được tạo thành bởi 18 siêu cao thủ, bọn họ giống như là thiên kiệp vậy. Họ vừa xuất hiện nghĩa là đại diện cho sự hủy diệt. Diệp Quân Lâm từng chỉ dẫn theo Kỳ binh Thiên Kiếp 18, tất thảy là 19 người đánh chết 2.000.000 người trong vòng một đêm, tiêu diệt nước nhỏ. 18 kẻ điên này như con dao sắc, lần nào cũng đâm thẳng vào trái tim kẻ địch. Trên chiến trường, mọi người kiêng kỵ nhất là nghe tới tên Kỳ binh Thiên Kiếp 18. Bởi vì không biết từ lúc nào mà một doanh trại đã bị tiêu ngoài ra bảo với Long Giã là bọn họ cũng nên vận động rồi đấy. Tới quân khu Kim Lăng nghỉ ngơi lâu thế rồi, xương cốt hoen gì chưa vậy? Diệp Quân Lâm nói. Sau khi mệnh lệnh được phát ra, lữ đoàn Viêm Hoàng quân đoàn Thiên Long đóng quân ở quân khu Kim Lăng rất phấn khởi. Đã nhịn 2-3 tháng, cuối cùng đã có thể phát tiết rồi.
Long Dã nhanh chóng tập kết nhân số lại. Tất cả xốc lại tinh thần cho tôi, 3 ngày sau có một nhiệm vụ tác chiến quan trọng. Nhiệm vụ này chúng ta vẫn sẽ kề vai chiến đấu cùng với tướng quân Côn Luân. Long Dã lớn tiếng nói. Que nhồ. Vừa nghe được tin có thể kề vai chiến đấu cùng với tướng quân đỉnh nhất, mọi người phấn khích như nồi lẩu đang sôi. Ai nấy đều nước mắt quanh tròng. Đây là cơ hội hiếm hoi đó. Tôi hy vọng tới lúc đó các cậu khí phách lên cho tôi, đừng có mà để tướng quân Côn Luân và thân vệ bên cạnh anh ấy ra tay. Chúng ta giải quyết hết mọi việc. Long Dã hô lên. Có tự tin không hả? Cói. Mọi người hô to gào lên. Có làm được không? Làm được. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Đánh ra khí thế của quân đoàn Thiên Long. Phải để cho tướng quân Côn Luân biết, rồng ở chỗ nước cạn, vẫn là rồng cứng. Long Dã nhiệt huyết sôi trào hô lên, cổ họng đã khàn luôn rồi. Quân đoàn Thiên Long, đánh đâu thắng đó. Quân đoàn Thiên Long, đánh đâu thắng đó. Hàng ngàn chiến sĩ gào thét ra tiếng, chấn động trời đất. Toàn bộ quân khu Kim Lăng đều sợ ngây người. Một nhánh của quân đoàn Thiết Huyết mà đã kinh khủng như vậy. Bọn họ còn có nhiệm vụ tác chiến ư? Gần đây đã xảy ra chuyện gì à? Mọi người ở quân khu Kim Lăng ào ào đi điều tra xem gần đây đã xảy ra chuyện gì. Thế mà lại làm cho quân đoàn của Lữ đoàn Viêm Hoàng đang nghỉ ngơi ra trận. Chắc chắn là có chuyện lớn. Trong phòng tổng chỉ huy quân khu Kim Lăng, tổng chỉ huy ngồi trên ghế, cau mày. Mấy phó tổng chỉ huy và những lãnh đạo khác bên dưới cũng cau mày như vậy. Tổng chỉ huy căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì, tỉnh Giang Nam và địa phương bên cạnh cũng không có chiến sự. Đúng thế, đi hỏi dò Long Dã bảo là cơ mật, là lệnh mà tướng quân Côn Luân đích thân truyền xuống. Không biết là hoạt động gì đây? Má ấy người báo cáo nói. Tổng chỉ huy quân khu Kim Lăng thở dài với những tướng lĩnh khác, chủ yếu là sợ địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện mà mình không biết gì cả, cuối cùng còn để tướng quân Côn Luân giải quyết. Báo cáo tổng chỉ huy, hình như tôi đã nhìn ra một vài manh mối. Lữ trưởng đặc chiến Đinh Chí Viễn nói. Cậu nói đi. Gần đây chuyện của Viên Sơn Hà ở thành phố làm xôn xao náo động, ông ta đang hiệu triệu những thủ hạ và học trò cũ, nghe nói là muốn đánh tới Tô Hàng. Đinh Chí Viễn nói. Ừ, tôi biết rồi, con nuôi và ba đại chiến tướng của Viên Sơn Hà đều đã mất mạng ở Tô Hàng. Bây giờ nghĩ nghĩ, Tô Hàng ngoại trừ tướng quân Côn Luân ra, thì ai mà có năng lực đối đầu với Viên Sơn Hà đây? Một vị phó tổng chỉ huy lập tức nói. Hướng Văn Quân ngạc nhiên. Ý của mọi người là Viên Sơn Hà muốn đối chọi với tướng quân Côn Luân. Đúng thế, Viên Sơn Hà triệu tập các thủ hạ và học trò cũ chính là muốn tới Tô Hàng báo thủ. Đoán chừng chính ông ta cũng không biết người mà mình chống đối là tướng quân Côn Luân. Những người khác nói, làm càn, thế mà lại dám bất kính với tướng quân Côn Luân, còn dám ra tay với tướng quân Côn Luân. Đinh Chí Viễn dẫn người đi tiêu diệt Viên Sơn Hà đi. Hướng Văn Quân là người có tính cách nóng nảy, ông ta tức giận nói. Không được đâu tổng chỉ huy, quân đoàn Thiên Long đã đang chuẩn bị rồi, chứng tỏ tướng quân Côn Luân muốn đích thân đối phó với Viên Sơn Hà, chúng ta không thể làm thay. Lập tức có người khuyên can ngăn lại. Nếu thế thì, các cậu phải thường xuyên quan sát tình hình, hễ xảy ra dị thường thì lập tức giải quyết cho tôi. Sư đoàn thứ nhất, sư đoàn 89 cùng với chiến lữ đặc biệt luôn luôn ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Văn Quân ra lệnh. Đã rõ, thưa tổng chỉ huy. Thời gian cách tang lễ còn có một ngày. Bên trong Tử Kim Sơn Trang, đã tập trung khoảng 7-8 ngàn người, số lượng người vẫn không ngừng tăng lên. Giờ phút này, trong phòng nghị sự, có hơn 20 người đang đứng. Ngoại trừ 30 thủ hạ cũ của Viên Sơn Hà ra, thì còn có 10 học trò của ông ta ở trong đó. Trong đó, một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng tên là Vương Uyên. Là học trò mà Viên Sơn Hà coi trọng nhất. Hắn ta cũng là người giỏi nhất trong số các học trò. Hắn ta là thủ lĩnh xã hội đen ở thành phố thứ 3 của tỉnh Giang Nam, thành phố Tử Thành. Không chỉ là lão đại trong thế giới ngầm, mấy năm nay hắn ta còn kinh doanh, giá trị con người lên tới mấy trăm tỷ. Thầy cứ yên tâm, mặc kệ đối phương có bối cảnh phi thường hay thực lực vô địch thế nào. Còn có liều cái mạng này cũng phải bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Vương Uyên tức giận nói. Nợ máu phải trả bằng mái. Cho bọn họ chôn cùng. Người bên cạnh ào ào hô to. Thấy thế,
Viên Sơn Hà vui mừng gật đầu. Thu lão truyền lệnh của tôi xuống, lệnh cho bọn họ rằng, ngày mai 28 nhân viên cấp cao của tập đoàn Vân Đình tới Tử Kim Sơn Trang tham dự tang lễ. Bọn họ tự đi khiêng quan tài hạ táng, quỳ gối ở nghĩa địa sám hồi 3 ngày 3 đêm. Nếu như không tới, giết không cần hỏi. Viên Sơn Hà dặn với Thu lão. Chẳng mấy chốc, mệnh lệnh này đã được truyền tới tập đoàn Vân Đình. Đám cao tầng cực kỳ khiếp sợ, nhất là có người nghe được tin tức nho nhỏ, nói cái gì mà 1.000 người muốn đánh vào đây. Trong lúc nhất thời, làm cho các nhân viên từ trên xuống dưới của tập đoàn Vân Đình hoảng sợ. Làm ăn trên thương trường nhiều năm, trải qua nhiều chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng chuyện ngông cuồng giống này thì mới thấy lần đầu. Các anh cứ làm việc bình thường đi, chuyện này liên quan tới các anh à. Diệp Quân Lâm thấy vậy thì không khỏi tức giận. Cũng đúng, mọi người cố gắng làm việc là được. Phương Tử Tinh nhớ tới nhân vật lợi hại cứu cô tối hôm đó, trong lòng lập tức có cảm giác an toàn hơn rồi. Ngày hôm sau, Tử Kim Sơn Trang bố trí theo tông màu đen trắng, trên tường đặt một loạt vòng hoa. Hôm nay, tang lễ thế kỷ làm cho người ta chú ý. Mấy ngày liền, khí trời đều âm u, không khí ngưng trọng, cực kỳ áp lực. Trước linh đường, có hai người đang đứng. Một người là Đài Phong, sắc mặt không hề bận tâm. Một người là Viên Sơn Hà, khom lưng, tóc bạc, già đi nhiều. Nhưng đôi mắt ông ta lại sạch sẽ sắc bén, như một con sư tử đực đang ngủ say. Hôm nay, con sư tử đực này đã thức tỉnh. Kết quả của việc thức tỉnh chính là hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Bên trong Tử Kim Sơn Trang, trên một khu đất trống rộng rãi, hàng trên là những người trong xã hội thượng lưu thành phố đang đứng phúng viếng. Còn ở đằng sau, còn lại là 13.000 người đã tập hợp lại, chỉ chít chít, ùn ùn kéo tới. Co mồ màu đen một màu, ngực cài một bông hoa nhỏ màu trắng, trên đầu quần dây đeo màu trắng. Hình ảnh cực kỳ rúng động, đồ sộ. Thử hỏi cả cái tỉnh Giang Nam này, còn ai có thể tập trung được nhiều người thế này không? Trong 3 ngày ngắn ngủi, tập trung được 13.000 người. Đó chính là Viên Sơn Hài. Trong tỉnh Giang Nam, ai ai cũng phải xưng một tiếng tiên sinh. Chọc giận ông ta thì chính là chọc giận ông trời của Giang Nam. Thế lực của các đại gia tộc trong thành phố run lẫy bẩy. Thời gian Viên Sơn Hà lui về ở ẩn, rất nhiều người trong số họ nghĩ Viên Sơn Hà đã hết thời rồi. Thậm chí Lý Nhị Gia cũng có thể lật đổ địa vị của ông ta. Hôm nay nhìn vào, suy nghĩ của bọn họ như một câu chuyện hài. Viên Sơn Hà của hiện tại, kẻ nào địch lại được chứ? Kẻ nào có thể lật đổ được? Viên Sơn Hà chỉnh lại bông hoa nhỏ trước ngực, ông ta cất cao giọng nói, ha ha, không ngờ ngày gặp lại mọi người lại ở trong hoàn cảnh thế này. Viên mỗ tôi cảm ơn mọi người đã tới đưa 3 người anh em và nghĩa tử của tôi một đoạn đường. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Viên Sơn Hà cúi người một cái. Trùm xã hội đen cúi đầu 13.000 người kích động, sự phẫn nộ nguyên thủy nhất trong lòng bọn họ bị kích thích. Tiên sinh, tiên sinh. Tất cả mọi người kích động hô to. Vốn dĩ, Viên mỗ tôi sẽ tiếp tục ở ẩn, nhưng lại có một số người tới đây khiêu khích tỉnh Giang Nam ta hết lần này đến lần khác. Chiếm địa bàn của chúng ta, từng bước lấn vào sản nghiệp của chúng ta, còn đồ sát chúng ta, khiến cho chúng ta không có không gian để tồn tại. Hôm nay, Viên mỗ tôi tuyên bố, tôi sẽ dùng hết tất cả lực lượng cả đời không chết không ngừng với tập đoàn Vân Đình. Viên Sơn Hà lớn tiếng nói. Không chết không ngừng, không chết không ngừng. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Hơn 10.000 người dưới đài đồng thanh hô to, tiếng giết rung trời. Chỉ riêng cái uy thế này đã đủ để làm cho mọi người ở tỉnh Giang Nam khiếp sợ. Mạnh. Cúa là mạnh. Ai mà chọc vào Viên Sơn Hà người đó xui xẻo rồi. Lên sinh, còn 10 phút nữa là tang lễ bắt đầu, chỉ còn mỗi tập đoàn Vân Đình là chưa đến. Thu lão ở bên cạnh nhắc nhở. Viên Sơn Hà gật đầu. Vương Uyên nói, thầy à. Nếu tập đoàn Vân Đình không có ai tới thì làm sao? Đôi mắt Viên Sơn Hà lóe ra một tia sáng, thì trực tiếp giết tới, san bằng tập đoàn Vân Đình đi thôi. Phải cho cả Tô Hàng chôn cùng. Thưa thầy, con hiểu rồi. Vương Uyên nguyện làm bộ đội tiên phong. Vương Uyên chủ động xin đi giết địch. Tốt lắm. Viên Sơn Hà rất là hài lòng. Ông ta thích Viên Sơn Hà ở điểm này nhất. Tập đoàn Vân Đình đến. Đúng lúc này. Một giọng nói vang vọng vang lên. Rầm rầm. Hơn 10.000 người ở trong sân đồng loạt nhìn về phía cửa thông báo.
vừa nhìn, vẻ mặt mọi người lập tức biến sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bốn người khiêng một cái quan tài đi vào. Là thế lực đối địch, ở tang lễ nhà người ta khiêng một cái quan tài đi tới. Đây chẳng phải là khiêu khích trắng trợn sao? Hơn 10.000 người ở hiện trường đều phẫn nộ. Mọi người hận không thể lập tức xông lên đập nát bốn người khiêng quan tài. Chỉ thấy Viên Sơn Hà vung tay lên, tất cả mọi người mới ngừng sao động. Mọi người tức giận nhìn bốn người khiêng quan tài đi tới trước sân. Ầm, chiếc quan tài nặng nề rơi xuống đất, bụi đất mù mịt. Chào Viên tiên sinh, thay mặt cho ông chủ tập đoàn Vân Đình chuyển tới một câu. Người cầm đầu nói, nơi này có chỗ cho mày nói chuyện hả? Vương Uyên tức giận, chó hoang mèo hoang gì cũng có thể đối thoại với nghĩa phụ hả? Không sao, để cậu ta nói. Viên Sơn Hà nói, anh ấy chúc Viên tiên sinh hàng năm có ngày này, ngày. Ngày có sáng nay. Hít, câu này vừa nói ra. Hiện trường lập tức yên tĩnh, hơn 10.000 người nín thở ngưng thần, không có phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Bởi vì câu nói này làm cho người khác quá chấn động. Chúc câu này ở trong tang lễ, là lời nguyền rủa cay độc nhát. Nghĩa phụ, con sẽ dẫn người tới Tô Hàng, cho cả Tô Hàng chôn cùng. Con phải bầm thây vạn đoạn tất cả người trong tập đoàn Vân Đình. Vương Uyên nổi giận. Những thủ hạ cũ và tất cả học trò của Viên Sơn Hà đều phẫn nộ tới cực điểm. Bầm thây vạn đoạn. Hơn 10.000 người phía dưới cũng không kiềm được tức giận, cả đám giống như dã thú sống chuồng. Ha 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 ha, Viên Sơn Hà không giận mà cười. Ngay cả Đài Phong cũng hiện lên một nét thoáng cười. Rất hiếm thầy, bởi vì Viên Sơn Hà tung hoành ngang dọc mấy chục năm, chưa bao giờ gặp kẻ nào ngông cuồng như thế này. Hôm nay coi như là đã để cho ông ra mở rộng tầm mắt. Lớp trẻ bây giờ đúng là ngông cuồng nhỉ. Viên Sơn Hà cười nói. Lúc này, người đưa quan tài tới nói, Viên tiên sinh. Chiếc quan tài này là món quà anh ấy tặng cho ngài. Nói rằng, sớm muộn gì ngài cũng dùng đến nó. Giờ phút này, đám người Vương Uyên đã tức giận đến nỗ mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt phun ra lửa. Tập đoàn Vân Đình đã 3 lần 7 lượt khiêu khích, khiến cho bọn họ không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần là đàn ông, thì đều muốn băm tập đoàn Vân Đình ra làm trăm mảnh. Khốn kiếp, ghê tởm, chết tiệt. Thu lão cắn răng nghiền lợi. Nào có thể loại ép người thế này cơ chứ? Tập đoàn Vân Đình khinh người quá đáng. Không những không tới khiêng quan tài hạ táng, còn khiêu khích như, này. Hoàn toàn không xem tiên sinh ra gì. Vương Uyên nắm chặt nắm đấm, sát ý của hắn đã xông lên đến tận trời. Xoèn xoẹt. Đã có người không nhịn được mà rút dao ra xông về phía bốn người khiêng quan tài đến. Ông đây chém chết các người. Người này cầm dao chém xuống. Rầm. Nhưng mà con dao bị một sức mạnh khủng bố đánh bay, kêu răng rắc một cái rồi gãy thành hai nửa. Lui xuống, cho họ đi. Viên Sơn Hà lạnh giọng nói. Người vừa ra rõ ràng là Đài Phong, hắn ta chỉ dùng một viên đá nhỏ đã cắt đứt con dao. Sức mạnh khủng bố này làm cho người ta sợ hãi. Cuối cùng bốn người nâng quan tài rời đi. Viên Sơn Hà kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, lên tiếng nói, tang lễ tiếp tục. Đưa các anh em và con trai tôi đi một đoạn đường cuối cùng thôi. Lên đường thuận lợi. Lên đường thuận lợi. Hơn 10.000 người ở đây, mỗi người cầm một chén rượu, một ngụm uống cạn. Răng rắc. Răng rắc. Sau đó, tất cả mọi người hung hăng đập chén rượu xuống đất, hơn 10.000 người cùng nhau làm chuyện này đúng là rất rung động. Thưa tiên sinh, bây giờ có hạ huyệt luôn không? Thu lão hỏi. Không. Nhất định phải do chính ông chủ của tập đoàn Vân Đình nâng quan tài hạ táng. Nghe lệnh của tôi, soát phát tiên về Tô Hàng, tôi muôn Tô Hàng trở thành nghĩa địa. Viên Sơn Hà hô to một tiếng. Đợi các ông đã cậu mà bỏ quảng cáo đi đánh Tô Hàng. Đi đánh Tô Hàng. Đi đánh Tô Hàng. Hơn 10.000 người bên dưới nhiệt huyết hừng hực, từng nỗi tức giận tích tụ thành nỗi tức giận cực đại. Cần giải tỏa gấp. Bọn họ cài bông hoa trắng trước ngực. Quấn đai màu trắng trên đầu, cắt trường đao bên hông. Sẵn sàng chờ xuất phát. Nhà họ Tô ở tỉnh, đám gia tộc lớn nhà họ Lý hiểu được, lần này Viên Sơn Hà đã mặc kệ tất cả rồi. Nếu nháo như thế này, về sau sẽ không lui về được nữa. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Viên Sơn Hà nữa. Nhưng trước đó, Viên Sơn Hà đã san bằng Tô Hàng,
trả thù tập đoàn Vân Đình. Các quân chia làm 10 đội, đi về phía Tô Hàng, người đâu, khiêng quan tài của anh em và con trai tôi lên. Khiêng cả cái quan tài mà bọn họ đưa tới nữa. Xuất phát, Viên Sơn Hà ra lệnh. Cuối cùng, hơn 10.000 người chia thành 10 đường, trùng trùng điệp điệp lên đường đi về phía Tô Hàng. Viên Sơn Hà và Đài Phong đích thân dẫn một đội, Viên Sơn Hà, Đài Phong, Thu Lão cùng với Vương Uyên đi đầu. 5 chiếc quan tài đi theo sau, cuối cùng là hơn 10.000 người chậm rãi theo sau. Đoạn đường này bọn họ đi bộ tới Tô Hàng. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ và đáng sợ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều phải trốn tránh. Cho dù phía thành phó biết chuyện cũng không dám ngăn cản. Bởi vì đây là một đám người điên, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cho dù ngăn được cũng phản tốn một cái giá lớn. Thêm nữa là, bên phía Tô Hàng không có tin tức, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động. 9 đội còn lại đều đi bằng ô tô, tạo thành một đoàn xe rất dài đi về phía Tô Hàng. Việc mà họ muốn làm rất đơn giản. Trước khi đội của Viên Sơn Hà tới nơi thì họ đã khống chế được mọi thứ ở Tô Hàng. Tốt nhất là mang đầu của ông chủ tập đoàn Vân Đình đưa tới trước mặt Viên Sơn Hà. Động tĩnh lớn của Viên Sơn Hà, tỉnh Giang Nam không ai là không biết. Thế lực của các đại gia tộc lớn ở tỉnh đều vội vàng đi trốn. Họ sợ bị liên lụy tới mình. Tình cảnh này quá là đồ sộ. Đó là hơn 10.000 người đấy. 10 thành phố khác của tỉnh Giang Nam cũng đang run cầm cập. Lỡ như một ngọn lửa lan đến đây thì sao? Đấy là chuyện đùa à? Mọi người đều đang cầu nguyện cho Tô Hàng. Chẳng mấy chốc Tô Hàng sẽ trở thành nghĩa địa. Đám người điên cuồng đó sẽ làm cho khắp nơi máu me. Hễ là người có chút dính dáng với tập đoàn Vân Đình, thì không có ai may mắn thoát khỏi trận này. Bên phía Tô Hàng tất nhiên là đã biết thông tin. Đám người Lão Cửu, Hồng Tam đều sợ chết đi được. So sánh với đám người Viên Sơn Hà, bọn họ còn không bằng cái rắm. Viên Sơn Hà thật sự là quá độc ác. Dám đánh đến đây thật à. Ngay cả Chu Ngọc Hằng biết tin đầu tiên. Ông ta vội vàng đi hỏi Đoạn Thiên Dương xem có áp dụng biện pháp gì không. Đoạn Thiên Dương trả lời ông ta rất đơn giản, có vị đó ở đây, chúng ta nên làm gì thì cứ làm cái đó thôi. Lúc này Chu Ngọc Hằng mới yên tâm trở lại. Nếu không thì ông ta không thể thông suốt được. Nếu mà chuyện này nháo ra quá lớn, ông ta sẽ không thể rút lui an toàn. Viên Sơn Hà dẫn quân đi theo đường nhỉ, 3.000 người để tang, khiêng quan tài, người lạ chớ tới gần, người qua đường nhìn thấy đều sợ chết khiếp. Cả quãng đường không ai nói lời nào. Mặc dù đi đường núi gập ghềnh, nhưng đội ngũ vẫn trật tự ngay ngắn. Dù sao thì đây cũng là con át chủ bài tinh nhuệ nhất của Viên Sơn Hà, có thể nói là tồn tại như quân đội. Thưa tiên sinh, một tiếng nữa là tới Tô Hàng. Thu Lão ở bên cạnh nói. Ừ, tiếp tục đi thẳng. Viên Sơn Hà lạnh giọng nói. Sau khi đi một lúc nữa, Đài Phong bên cạnh ông ta là người đầu tiên cảnh giác. Hắn ta dừng bước, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên một khu đất trồng cách đó không xa, đang có một chiếc xe Việt dã đỗ ở đó. Một người ngồi trên chiếc xe. Viên Sơn Hà, tôi đợi ông lâu lắm rồi đấy. Người đó mỉm cười nói. Người đó chính là Diệp Quân Lâm. Đứng cạnh anh là 3 người, Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ. Bạch Hổ mang vẻ chờ mong nhìn về phía 3.000 người đằng trước. Thấy thế, Viên Sơn Hà vung tay lên, mọi người lập tức dừng bước lại. Cậu đang đợi tôi ư? Viên Sơn Hà hỏi. Ừ, đúng thế. Diệp Quân Lâm hít một hơi thuốc lá. Cậu chính là ông chủ của tập đoàn Vân Đình. Ừ, chính xác. Đám người Viên Sơn Hà đều sửng sốt. Bọn họ trăm ngàn lần không ngờ được rằng anh còn trẻ như vậy. Đúng là bất ngờ đấy, tôi còn tưởng phải là một ông lão cơ. Đúng là làm tôi bất ngờ. Viên Sơn Hà cảm thán nói. Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn cái quan tài đang được khiêng một cái, anh cười nói, xem ra Viên tiên sinh rất là thức thời nhỉ, biết là mình sắp phải chết nên có lòng mang theo cả quan tài. Hừ, đây là chiếc quan tài chuẩn bị cho cậu. Viên Sơn Hà hừ lạnh nói. Diệp Quân Lâm cười cười, thật ngại quá, tôi còn rất trẻ, không giống với người sắp xuống mổ như Viên tiên sinh đây. Cậu, khua môi múa mép, Viên Sơn Hà sao có thể là đối thủ của Diệp Quân Lâm được. Tiếp sau đó, ông ta nói sang chuyện khác, trong tròng mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, kẻ nào là kẻ đã giết người anh em của tôi, giết con trai tôi.
đứng ra đây. Bạch Hổ cười nói, là tiểu gia tôi đấy, nhưng mà ông không có tư cách biết tên của tôi. Bạch Hổ nói không sai. Cho dù địa vị của Viên Sơn Hà có cao, nhưng Bạch Hổ là một vị thiếu tướng hàng thật giá thật. Chắc chắn là Viên Sơn Hà không có cái tư cách đó. Được lắm, các cậu định lấy 4 người ngăn 3.000 người chúng tôi hả? Viên Sơn Hà cười lạnh nói. Bạch Hổ mỉm cười nói, thật ngại quá, chỉ mình tôi thôi. Láo xược, đi tìm chết đi. Rầm. Đột nhiên, Vương Uyên và 10 đại cao thủ của hắn ta cùng khởi động, xông lên. Phút phút phút. 11 thanh đao lóe ra ánh sáng lạnh, đâm thẳng vào chỗ hiểm của Bạch Hổ. Bạch Hổ thong dong xé một góc trên quần áo, bỏ vào miệng. Làm như vậy mục đích là để phòng ngừa lát nữa máu tươi sẽ bắn tung tóe vào trong miệng. Làm ra vẻ bí ẩn. Vương Uyên có tốc độ nhanh nhất, một đao đâm tới, nhằm thẳng vào cổ họng Bạch Hổ. Bụp. Nhưng Bạch Hổ ra tay như điện, anh một phát bắt được cổ tay Vương Uyên, đổi hướng của thanh đao. Phập phập. Thanh đao nháy mắt đâm vào người Vương Uyên. Vương Uyên ngã xuống với vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó 10 đại cao thủ cùng nhau tấn công tới. Chỉ thấy Bạch Hổ dùng quần áo quấn vào 10 thanh đao. Anh nhảy lên, một cước đá bay 4-5 người. Sau đó, đấm ra từng quyền một. Máu tươi bắn tung tóe. Chưa tới 10 giây, 10 người đã ngã hết xuống. Rúng động. Viên Sơn Hà ở phía bên này cảm thấy cực kỳ rúng động. Người này thật là mạnh. Mọi người đều biết Vương Uyên làm được đến vị trí lão đại ở Từ Thành, thực lực rất mạnh, 10 đại cao thủ dưới tay đánh đâu thăng đó. Không ngờ rằng, 10 giây mà đã thua sạch. Đám người Viên Sơn Hà, Thù Lão đã hiểu, vì sao đám người Bạch Cốt, Kim Cương đều chết hết rồi. Chàng trai trước mặt này quá mạnh. Tôi thấy cậu có mạnh hơn nữa, thì có thể ngăn được 3.000 người sau lưng tôi không? Viên Sơn Hà tức giận nói. Đài Phong lại ngăn ông ta. Để tôi lên trước đi. Bọn họ nhìn vào Đài Phong ở giờ phút này, thì giật mình. Bởi vì, Đài Phong của lúc này giống như dã thú mấy ngày chưa gặp được con mồi, hai mắt đang phát sáng, đó là loại ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Âm. Một cỗ lệ khí đáng sợ trên người Đài Phong ầm ầm đi ra, ngay cả lá rụng bụi đất dưới chân cũng bị đánh bay ra. Mọi người thậm chí còn ngửi được một tia máu tanh. Bọn họ biết đó là Đài Phong lấy việc giết người làm niềm vui, trong sinh mệnh chỉ có giết chóc đã quay trở lại. Ở ẩn 30 năm, thực lực của hắn ta lại vẫn luôn tăng lên. Đài Phong liếm môi, hắn ta nhìn Bạch Hổ như thể đang nhìn con mồi vậy. Đài Phong đi từ từ tới chỗ Bạch Hổ. Rõ ràng nhìn thì có vẻ bước đi chậm rãi, thế mà một bước lại xảy ra được 10 mấy mét. Khoảng cách hơn 100 mét đi trong nháy mắt là tới. Các anh em nghe theo lệnh của tôi. Băm 3 người còn lại thành 100 mảnh cho tôi. Viên Sơn Hà ra lệnh. Âu hú ầu hú. Đúng lúc này, một tiếng sói kêu vang lên, trong rừng sâu yên tĩnh lại càng vang dội. Mọi người nhìn sang hai bên xong thì sợ hãi. Bởi vì đỉnh núi ở hai bên xuất hiện bóng dáng của con sói. Hình thể của lũ sói này to hơn nhiều so với sói bình thường. Đỉnh núi bên trái có 9 con sói, đỉnh núi bên phải cũng có 9 con. Điều mà làm cho người ta sợ sệt hơn đó là trên người mỗi con sói thì có một người cưỡi, quần áo trên người mặc đen xỉ kín mít như gói hàng, trên mặt thì đeo mặt nạ, để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng khát máu. Trên lưng 18 người này đeo cung nỏ, súng ống, các loại vũ khí, trên người còn có lựu đạn, mã tấu, dao găm, đủ loại vũ khí tiên tiền. Bộ hạ của tướng quân Côn Luân, kỵ binh thiên kiệp 18. Ác mộng của kẻ địch trên chiến trường. Sự tồn tại lấy một địch ngàn. 18 người vừa xuất hiện, khí thế mang tới đã chắn trụ 3.000 người. Bước chân của mọi người rối loạn, hoảng hốt nhìn sang hai bên. Thế mà vẫn còn có người lấy sói làm vật cưỡi ư. Quả thực là mới nghe thấy lần đầu. Hoảng cái gì mà hoảng, dọa người. Viên Sơn Hà tức giận nói. Nhớ kỹ đây, bọn họ tới bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu người. Sau khi được Viên Sơn Hà cổ vũ, ý chí chiến đấu của mọi người lại hừng hừng như lửa. Bọn họ có 3.000 người, sợ ai chứ? 18 người này làm được gì họ chắc? Âu hú! Lúc này, 18 con sói bắt đầu chu lên những tiếng dài, mở ra giết chóc. Rầm rầm rầm. 18 con sói hung hãn xuất kích, lấy thế công sấm vang chớp giật từ đỉnh núi lao xuống. Que nhi!
18 con sói hung nhanh chóng nhảy vào trong đội ngũ 3.000 người, trong nháy mắt đã phá vỡ đội ngũ này ra lộn xộn. Á gạch dưới phiêu một tiếng kêu thảm vang lên. Giờ phút này, chín chỉ đội dưới trướng Viên Sơn Hà đã cách Tô Hàng rất gần rồi. Kít kít. Nhưng đúng lúc này, đầu xe bất ngờ phanh lại, toàn bộ đội ngũ đều dừng lại. Bởi vì, phía trước có người chặn lại. Nhóm người này ăn mặc thống nhất với nhau. Áo ba lỗ màu xanh quân đội, quần dài màu xanh quân đội cùng với giày chiến màu đen. Chỉ là bọn họ đều không cầm gì trong tay. Những người này tất nhiên là quân đoàn Thiên Long của Long Giã. Bọn họ cũng chia thành 9 đội ngũ, đi tới chặn đám người này. Long Giã đưa ra yêu cầu rất đơn giản cho đội đó là, hoàn thành nhiệm vụ với bàn tay không. Điều này đã làm cho đám dã thú kêu gào hưng phấn. Mấy tháng rồi không đánh nhau. Nhìn thấy đội ngũ của Long Giã, những đàn em của Viên Sơn Hà đều không sợ. Còn dám tay không ngăn cản chúng tôi hả? Các anh em, chém chết đám nhãi danh này cho tôi. Thủ hạ của Viên Sơn Hà ào ào rút dao dài ra, từng bước đi tới đám người Long Giã. Trong mắt họ, đám người Long Giã có đánh nhau giỏi thì sao? Võ công có cao, cũng sợ dao thái thịt. Hôm nay bọn họ sẽ bị băm thành thịt vụn. 8 đội khác cũng gặp phải tình huống như vậy. Đội ngũ của Long Giã ngăn cản tất cả. Chẳng mấy chốc, hai bên đã đánh nhau. Tiếng kêu thảm vang khắp tứ phía. Lúc này Đài Phong đã còn cách Bạch Hổ không tới 5 mét. Trong khoảng khắc đó, Đài Phong tăng tốc, nắm tay quyền đi như gió, đánh sâu tới. Lá cây ở dưới đất đều bị bay lung tung. Thậm chí dưới đất còn lưu lại 2 dấu chân thật sâu của Đài Phong. Sột soạt. Không biết từ lúc nào mà trong tay hắn có thêm một thanh kiếm màu đen. Khoảng khắc thanh kiếm màu đen xuất hiện, nhắc lên một trận kình phong mạnh mẽ, thổi lên mặt người sẽ có cảm giác đau rát như thể có con dao lam đang cắt qua. Một kiếm này của Đài Phong, bất kể là góc độ, lực đạo, tốc độ đều có thể nói là hoàn hảo. Một kích này, tất phải thấy máu. Đối phương tấn công mạnh như thế, Bạch Hồ cũng rất hưng phấn. Không ngờ trong giới xã hội đen còn có cao thủ như thế này. Một kích này chớp mắt là tới. Bạch Hổ bất ngờ ngửa người ra sau, cả người đổ về sau, gần như dán lên mặt đất mới tránh được một kích điên cuồng này. Phàm phập. Phịch. Một kiếm kia của Đài Phong cắm vào một cái cây thô to xù xì phía sau. Trong chớp mắt, cái cây to kia từ trên đổ sụp xuống, thế mà còn bung bét. Bị đánh thành vô số mảnh nhỏ tung bay. Khủng bố. Cực kỳ khủng bố. Không hổ là đệ nhất cao thủ tỉnh Giang Nam. Nhưng Bạch Hổ chỉ cười. Thân thủ được đấy, tiếp theo là tới lượt tôi. Nói xong, Bạch Hổ liền vọt lên đấm ra một quyền. Đài Phong lập tức cầm kiếm đánh trả. Giác! Nhưng mà thanh kiếm bị hai ngón tay của Bạch Hổ kẹp lấy, anh nện một quyền vào người Đài Phong. Đài Phong lập tức bay ra ngoài, đập vào một gốc cây đại thụ mới dừng lại. Hắn vừa định đứng lên thì Bạch Hổ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Phanh! Lại là một quyền nện lên mặt hắn ta. Phóc, miệng Đài Phong hộc máu. Hắn muốn đánh trả nhưng bị Bạch Hổ gắt gao đè lại, căn bản là không có bất kỳ không gian nào mà đánh trả. Rầm. Tiếp sau đó, Bạch Hổ giống như máy đóng cọc, cứ một quyền lại một quyền nện lên người Đài Phong. Sau khi đấm khoảng hơn 20 quyền, Đài Phong đã không có hơi thở, cả người thành huyết nhân, khắp người toàn là máu. Sợ ngây người. Trong mắt của Viên Sơn Hà và Thu Lão sắp lòi cả ra. Thảm thế sao? Không hề có lực đánh trả. Đài Phong, đệ nhất cao thủ tỉnh Giang Nam bị đánh đến nỗi không hề có lực đánh trả. Đây là biến thái kiểu gì vậy? Cái này đã vượt ra khỏi tầm nhận thức rồi. Bọn họ cũng hiểu, tại sao tập đoàn Vân Đình lại ngông cuồng như thế rồi. Có cao thủ như này ở đây, không ngông cuồng thì có mà điên nhỉ. Nếu mà dưới trướng Viên Sơn Hà có cao thủ như này chấn giữ. Mấy tỉnh lớn xung quanh đều là địa bàn của ông ta rồi. Chứ không chỉ giới hạn ở tỉnh Giang Nam. Lại nhìn chiến trường phía sau. Viên Sơn Hà và Thu Lão đều kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng rằng, 3.000 người đối phó với 18 người, chắc chắn là ổn thỏa đến nỗi không thể ổn thỏa hơn được nữa. Nhưng mắt thấy một màn trước mặt, bọn họ đã sợ rồi. Những người ngã xuống đất đều là người của bọn họ. 3.000 người thế mà lại bị 18 người đánh cho tan tác, dường như 18 người này giống như sát thần không gì cản nổi.
người của ông ta đều tháo chạy hết, không còn một ai dám cầm dao lên chiến đấu. Kỵ binh thiên kiếp 18, cứ như ở chỗ không người, bọn họ như thể đại diện cho thiên kiếp vậy. Thiên kiếp giáng xuống, người phàm há có thể ngăn cản? Không thể nào. Trên chiến trường, kỵ binh thiên kiếp 18 đều là những người có thể so với đạn hạt nhân. Húa ổng hồ đối phó với những tên giang này này. Thậm chí còn hơi lãng phí nữa. 3.000 người quá ít. 30.000 người còn tạm được. 9 đội khác. Khi những đàn em của Viên Sơn Hà đánh nhau với đội ngũ của Long Giã, bọn họ đã nhận ra mình sai rồi. Đây là một đám điên. Đánh nhau quá giỏi. Húa mạnh nữa. Bọn họ lăn lộn trong giang hồ 20 năm, chưa bao giờ gặp nhóm người mạnh thế này. 9 đội nháy mắt tan tác, không đến 2 phút đồng hồ, tất cả thủ hạ của Viên Sơn Hà đều ngã trên mặt đất rồi kêu gào thảm thiết. 2 phút đồng hồ đã bị giải quyết hết. 13.000 người nháy mắt bị đánh tan. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Đây là điều mà không ai ngờ được. Trong mắt họ, Viên Sơn Hà tồn tại như một vị thần. Ở trước mặt cường giả chân chính, ngay cả 3 phút cũng không chống đỡ được. Giờ phút này, Viên Sơn Hà đã trợn tròn mắt. Đài Phong chết. 3.000 quân tinh anh đã bị đánh tan. Ông ta còn gì nữa chứ? Hết thật rồi. Tiên sinh, 9 đội còn lại truyền tin tới, bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Chúng ta tiêu rồi, tất cả đều tiêu tùng rồi. Thu lão đã khóc thành tiếng. Viên Sơn Hà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong rồi. Bọn họ chưa bao giờ ngờ được là bọn họ sẽ kết thúc nhanh như thế này. Chiếc quan tài kia đúng là chuẩn bị cho mình. Sai lầm lớn nhất của ông chính là có ý đồ với Tô Hàng, nếu không thì ông còn sống được tiếp. Giọng nói của Diệp Quân Lâm truyền tới, khiến cho cả người Viên Sơn Hà chấn động. Viên Sơn Hà mở mắt ra, nhìn vào Diệp Quân Lâm rồi hỏi, trước khi tôi chết, cậu có thể nói cho tôi biết thân phận của cậu không? Thu lão run lẩy bẩy nói, tiên sinh, tôi. Hình như tôi đã đoán được. Cái gì? Viên Sơn Hà hỏi. Tô Hàng a, Tô Hàng còn có người nào mà chúng ta không chọc vào được? Thu lão nhắc nhở. Viên Sơn Hà thình lình nhìn vào những người đang cưỡi sói gần đó, ông ta sợ hãi hô lên, chẳng nhẽ là kỵ binh thiên kiếp 18. Tướng quân Côn Luân, hít. Viên Sơn Hà hít sâu một hơi, nói ra cái tên tối cao. Đây là điều mà dù thế nào thì Viên Sơn Hà cũng không nghĩ tới. Chẳng trách ông chủ của tập đoàn Vân Đình có thân phận thần bí, cha thế nào cũng không ra. Cho dù là thông tin điều tra của mạng lưới ngầm thì cũng chỉ nói là anh không có bối cảnh gì. Anh cần gì bối cảnh chứ? Bản thân anh thôi đã là bối cảnh rồi. Bản thân anh chính là quyền thế rồi. Viên Sơn Hà hận. Hận Lý Nhị ra tại sao lại gọi ông ta rời núi. Cuối cùng, sự việc náo động toàn thành phố cứ thế yên lặng kết thúc. Không ai biết nguyên do là gì. Có rất nhiều thông tin đều nói đó chỉ là tin đồn, Viên Sơn Hà tập trung hơn 10.000 người là tin giả. Hoàn toàn không có chuyện này. Lời đồn đại truyền khắp phố. Nhưng có một chuyện là thật. Viên Sơn Hà đã mất rồi. Giới xã hội đen của tỉnh Giang Nam đều trở nên sạch sẽ, trong một đêm đã bị thanh trừ sạch. Chuyện mà làm mấy chục năm không xong, trong một đêm lại làm xong. Vô số người vỗ tay khen hay. Nói cho cùng thì bọn người Viên Sơn Hà, giống như châu chấu hút máu, từng giết hại rất nhiều người. Diệp Quân Lâm cho người điều tra tài sản của bè phái theo Viên Sơn Hà, thế mà có tận hàng trăm tỷ. Người dân sôi nổi vỗ tay tán thưởng. Việc tốt làm lợi cho người dân như thế này có thể làm tăng sự gắn kết của một thành phố. Hiện tại, tôn chỉ của tập đoàn Vân Đình cũng là như thế, xây dựng phát triển Tô Hàng, tiền đều tiêu vào cho người dân. Chu Ngọc Hằng hỏi Diệp Quân Lâm, có muốn đi tỉnh thành, phát triển cả tỉnh Giang Nam không? Diệp Quân Lâm từ chối. Anh vẫn muốn ở bên cạnh Lý Tử Nhiễm. Anh từng nói, anh muốn cho bà xã một tương lai. Nếu Lý Tử Nhiễm muốn đi tới các tỉnh thành thì anh mới đi. Sau khi trả qua trận này, các xí nghiệp gia tộc của tỉnh lỵ và thành phố đều im lặng. Biết Tô Hàng là cấm địa, không ai dám tự tiện xông vào. Muốn tới. Cũng phải là Tô Hàng phát triển thứ nhất, lợi nhuận là thứ hai. Tình hình Tô Hàng phát triển mạnh hơn. Một ngày này, Thanh Long tìm đến Diệp Quân Lâm. Tướng quân còn nhớ số tài sản hàng trăm tỷ của phe cánh Viên Sơn Hà không? Thanh Long hỏi. Tôi biết, sao thế, có người tham ô à?
Diệp Quân Lâm nhíu mày. Thanh Long lắc đầu, so với tham ô còn nghiêm trọng hơn. Có người đã bí mật thu mua công ty xí nghiệp của phe phái Viên Sơn Hà, bây giờ hơn 80 tỷ chuẩn bị đầu tư vào từ thiện, công ích, không cánh mà bay. Cái gì, lại còn có cả chuyện này sao? Có người lặng lẽ chuyển tiền đi hả? Diệp Quân Lâm ngạc nhiên tới nỗi suýt thì nhảy dựng lên. Anh đã đặc biệt lập một khoản tiền, thế mà lại xảy ra chuyện này. Đã điều tra ra chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Đại khái thì rõ rồi, đó là một công ty nước ngoài hàng đầu ở tỉnh Giang Nam, tập đoàn Tam Hưng tới từ Hàn Quốc. Bọn họ đã bí mật thu mua hết thảy, lấy đi hơn 80 tỷ rồi. Thanh Long nói. Thật là lố lăng, dưới mí mắt tôi mà dám làm việc này. Muốn chết à? Diệp Quân Lâm tức giận nói. Diệp Quân Lâm phát hiện, những người nước ngoài này đang được hưởng tắt nhiều đặc quyền ở Hoa Hạ. Đồng bào mình thì không có một tí đặc quyền nào. Chuyện này khó làm ạ, mỗi năm tập đoàn Tam Hưng chi nhánh tỉnh Giang Nam góp vào rất nhiều GDP và việc làm cho tỉnh Giang Nam. Có nhiều lúc, cho dù bọn họ độc tài, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí còn muốn công khai cho họ rất nhiều chính sách ưu đãi nữa. Thanh Long nói. Bên phía tỉnh nói thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Ý của tỉnh là không đáng truy cứu, đồng ý cho tập đoàn Tam Hưng làm như vậy. Bảo là sau khi tập đoàn Tam Hưng lấy được số tiền này, họ đồng ý làm nhiều việc công ích và từ thiện. Thanh Long thở dài. Giờ hoầm. Bỗng nhiên, Diệp Quân Lâm hung hăng vỗ xuống bàn. Làm gì có cái lý đó? Tôi đường đường là Hoa Hạ, há có thể để một xí nghiệp ngoại bang thao túng? Chúng ta làm việc còn phải nghe bọn họ sao? Tùy ý cho bọn càn quấy. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Thanh Long cũng bị dọa sợ. Diệp Quân Lâm đã tức giận thật rồi. Nói với phía tỉnh, nhanh chóng xử lý việc này đi. Diệp Quân Lâm nói. Vâng, hiểu rồi ạ. Diệp Quân Lâm biết, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Các gia tộc lớn như nhà họ Tô, nhà họ Lý, V.V. biết tình hình thực tế, cho nên không dám động vào. Nhưng tập đoàn Tam Hưng không biết tình hình, vào thế lực lớn là xí nghiệp nước ngoài, muốn làm gì thì làm. Vậy mà lại lấy giá thấp có vài tỷ thu mua xí nghiệp gần 100 tỷ. Yên lặng kiếm hơn 800 triệu. Có lẽ tỉnh thành đã quen với tật xấu của bọn họ. Nhưng Diệp Quân Lâm thì không. Số tiền này nhất định phải dùng vào việc có ích, ai muốn động vào số tiền này, anh sẽ động vào kẻ đó. Chuyện này Thanh Long để tỉnh đi giải quyết. Diệp Quân Lâm đi tới tập đoàn Đông Thiên tìm Lý Tử Nhiễm. Anh được báo là Lý Tử Nhiễm đang bàn hợp đồng. Bên ngoài phòng họp, Phó Quốc Thụy hưng phấn nói chuyện với Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, hiện tại mấy người Trịnh Tử Hàm, mà chúng tôi bồi dưỡng đã nổi tiếng rồi. Hôm nay, tập đoàn Tam Hưng của Hàn Quốc tới tìm chúng tôi hợp tác. Họ muốn để mấy người Trịnh Tử Hàm làm đại diện cho sản phẩm mới của bọn họ. Nghe nói phí đại diện là 1 triệu đấy. Đây mới chỉ là hợp tác giai đoạn đầu, phần sau còn có một loạt kế hoạch. Phó Quốc Thụy càng nói càng hăng. Diệp Quân Lâm vừa nghe tới tập đoàn Tam Hưng thì nhíu mày. Là tập đoàn Tam Hưng ở tỉnh phải không? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng thế, chính là bọn họ. Không lâu sau, bàn bạc hợp tác kết thúc. Giai đoạn đầu hợp tác đã đạt được thỏa thuận, tiếp theo chính là bàn bạc về giá cả giá hợp đồng. Gương mặt Lý Tử Nhiễn cũng tràn đầy ý cười. Từ khi hai bộ phim hot lên, các xí nghiệp tới tìm mấy người Trịnh Tử Hàm làm đại ngôn hoặc là tham gia hoạt động thương mại càng ngày càng nhiều. Hợp đồng lần này ký với tập đoàn Tam Hưng đã lên tới tiền triệu rồi. Trong giới giải trí, tập đoàn Đông Thiên coi như là đã mở ra một cánh cửa rồi, giá trị con người của mấy người Trịnh Tử Hàm từ từ tăng lên Lý Tổng, nếu không có vấn đề gì quá lớn thì ngày mai hợp đồng sẽ xong hợp đồng. Tôi vừa mới hỏi ý kiến của Boss rồi. Đại thể là anh ấy đồng ý với mấy yêu cầu mà các cô đưa ra. Nhân viên phụ trách đàm phán của tập đoàn Tam Hưng tên là Dư Huy, anh ta mỉm cười rồi nói. Được, không thành vấn đề. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Vào trong phòng làm việc. Diệp Quân Lâm hỏi, bọn họ ký người đại ngôn là vì để đại ngôn cho sản phẩm điện tử à? Ai ai cũng biết, sản phẩm điện tử của tập đoàn Tam Hưng vô địch. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Không phải, đại ngôn sản phẩm điện tử là kế hoạch sau này. Bây giờ bọn họ ký với máy. Người Trịnh Tử Hàm là vì một hoạt động từ thiện. Cái gì, hoạt động từ thiện á? Diệp Quân Lâm nhíu mày, anh cảm thấy một tia không ổn. Đúng thế mà,
gần đây tập đoàn Tam Hưng muốn tổ chức một hoạt từ thiện công ích ở tỉnh. Họ đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với nhân sĩ xã hội có tiếng. Hơn nữa chỉ cần mấy người Trịnh Tử Hàm đi tham dự, là có thể nhận được khoản phí ra sân xa xỉ. Lần này, tập đoàn Tam Hưng đúng là hào phóng, nghe nói là họ muốn xuất ra 10 tỷ làm từ thiện, thành thế rất lớn. Xí nghiệp có tâm như vậy không nhiều đâu. Lý Tử Nhiễm còn không nhịn được mà tán thưởng. Giở trò đê tiện. Thối tha không biết xấu hổ. Diệp Quân Lâm hiểu hết ngọn nguồn mọi chuyện nên phân nộ nói. Lý Tử Nhiễm bị dọa cho giật mình. Tập đoàn Tam Hưng thật là ghê tởm. Không công cầm đi số tiền 80 tỷ vốn để làm từ thiện, công ích, bây giờ chỉ bỏ ra 10 tỷ đi làm từ thiện, làm ra vẻ với tỉnh thành. Đáng giận nhất là vậy mà lại còn lấy danh nghĩa của tập đoàn Tam Hưng, còn mời các nhân vật nổi tiếng và ngôi sao tới phô trương thanh thế. Nói là từ thiện, chẳng bằng nói là tuyên truyền cho tập đoàn Tam Hưng đi. Cái báo cáo này còn lâu mới vượt qua 10 tỷ. Đúng là đáng giận. Ngày mai bà xã không được ký hợp đồng. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Lý Tử Nhiễm khó hiểu, hả? Tại sao? Bà xã à, em có biết vì sao tập đoàn Tam Hưng muốn làm từ thiện không? Diệp Quân Lâm hỏi. Chắc là muốn nâng cao danh tiếng xã hội, cũng được coi là lương tâm xí nghiệp. Lý Tử Nhiễm nói, C không phải. Bởi vì tập đoàn Tam Hưng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà phía tỉnh thành giao cho bọn họ. Trước đó, bọn họ đã cất lây được số quỹ gần 100 tỷ chuyên dùng để làm từ thiện công ích. Diệp Quân Lâm kể chuyện này cho Lý Tử Nhiễm. Thế tại sao không đòi lại? Lý Tử Nhiễm hỏi. Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ cười cười, thứ nhất, tập đoàn Tam Hưng tốc độ quá nhanh, cho dù số quỹ này đã được thiết lập số quỹ chuyên dùng để công ích, nhưng bọn họ đã bí mật thu mua. Thứ hai, tỉnh thành cũng mắt nhắm mắt mở cho bọn họ qua. Chỉ yêu cầu bọn họ phát triển cho thật tốt ở tỉnh thành. Đúng là đáng giận, không ngờ hút máu người không nói, ngoài mặt còn giả vờ ra vẻ xí nghiệp có lương tâm. Tất cả đều là lừa người, thực ra đều là quỷ hút máu. Bọn họ đã lấy đi biết bao nhiêu tiền mồ hôi xương máu của người nghèo. Khốn kiếp! Hợp đồng này em quyết không ký. Cái tiền thâm hiểm độc địa này em không cần. Lý Tử Nhiễm rất tức giận. Mặc dù cô đã yên lặng chấp nhận rất nhiều quy tắc trong thương nghiệp. Nhưng đối mặt với sai trái, cô tuyệt đối không nhượng bộ. Ừ, đây mới là bà xã của anh. Diệp Quân Lâm giơ ngón cái lên. Khi rời khỏi công ty, Diệp Quân Lâm có mấy người Trịnh Tử Hàm. Mấy người Trịnh Tử Hàm vẫn khách khách khí khí, họ nghĩ rằng Diệp Quân Lâm là đại ân nhân của họ. Không có Diệp Quân Lâm, bây giờ bọn họ đang cầm 2.000 tệ tiền lương, sống ở tầng hầm tối tăm. Nào có như bây giờ, công việc có thể ký được đại ngôn có chi phí hàng chục triệu. Nhưng mà, Lô Minh Giai lại như biến thành một người khác, cậu ta dặn dò Diệp Quân Lâm, Diệp Thiên Sinh, bây giờ anh cũng biết bốn người chúng tôi đã nổi tiếng rồi, tôi mong anh đấy. Đừng nói với bất kỳ ai chuyện chúng tôi từng đi tìm công việc bán hàng, đối với chúng tôi mà nói thì những cái đó đều là lịch sử đen tối. Trịnh Tử Hàm vội vàng đẩy cậu ta, nhưng Lô Minh Giai không quan tâm, cậu ta tiếp tục nói, tiền trả nước thì không thiếu được. Thế này đi, anh ra giá đi, tôi cho người đưa cho anh. Sau này chúng ta coi như là không quen biết, nếu anh mà nói ra chuyện này, tôi bảo đảm tôi sẽ không tha cho anh. Bây giờ toàn bộ công ty đều biết. Sau khi Lô Minh Giai nổi tiếng, cả người đều kiêu ngạo. Ai cũng không để vào mắt. Tiền trà nước đúng không? Được thôi, đưa trước cho tôi 1 tỷ đi. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lô Minh Giai khó tin nhìn về phía Diệp Quân Lâm, anh đúng là công phu sư tử ngoạm. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà quá đáng quá. Diệp Quân Lâm không hề quan tâm, lập tức rời đi. Sao người này có thể như thế cơ chứ? Lô Minh Giai rất tức giận. Trịnh Tử Hàm bực mình nói, Lô Minh Giai, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Diệp Thiên Sinh là ân nhân của chúng ta đấy. Hừ, đúng là anh ta có ơn với chúng ta. Nhưng tôi đã nổi tiếng rồi, đó là dựa vào thực lực và năng lực diễn xuất của tôi. Anh ta cũng chỉ có 10% công lao thôi, cho nên tôi cho anh ta ít tiền, coi như là đền đáp anh ta. Nhưng người này lại công phu sư tử ngoạm. Lô Minh Giai hừ lạnh nói. Trịnh Tử Hàm nhìn cậu ta một cái, thở phì phì xoay người rời đi. Trong thực tế, có rất nhiều người, một đêm thành danh, hoặc là một đêm phát nhanh. Rất khó giữ vững tâm tính, đại đa số là mọi người sẽ không kìm chế được,
đều sẽ kiêu căng. Sau khi Lô Minh Giai thành danh sau một đêm, tâm tính đã xảy ra thay đổi lớn. Đám bạn chơi cùng lúc trước, cậu ta đều không đếm xỉa đến nữa, người bạn gái theo cậu 7 năm cũng đã chia tay. Ở trong công ty cũng rất là ra vẻ ta đây, ngoại trừ mấy người Trịnh Tử Hàm ra thì không coi ai ra gì. Thậm chí cậu ta thường xuyên tự nhận hoạt động riêng để kiếm tiền. Nghe nói cuộc sống riêng tư cũng rất hỗn loạn. Lý Tử Nhiễm cũng đã biết chuyện này. Sao thế, không xử lý loại người này à? Diệp Quân Lâm hỏi. Trước mắt, hai bộ phim điện ảnh đang trong quá trình bán ra, chúng em cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm bất lực. Sau đó, cô chuyển đề tài rồi nói, nhưng mà nhá, cậu ta cũng hơi quá đáng. Hai bộ điện ảnh này cậu ta và Trịnh Tử Hàm lấy được mấy trăm ngàn tệ tiền thù lao, nhưng thấy bộ phim này hot như mặt trời ban trưa, Lô Minh Giai yêu cầu chia hoa hồng cho cậu ta, ít nhất là 10 triệu tệ. Lại còn bộ điện ảnh tiếp theo, thù lao ít nhất phải từ 20 triệu tệ. Nhưng mà nói thật thì, thằng nhóc này rất hot, đáng với số tiền này. Phải rồi, đám người Trịnh Tử Hàm thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Nhiễm mỉm cười nói, mấy người Trịnh Tử Hàm rất là biết ơn, mọi việc nghe theo sắp xếp của công ty, tâm tính chưa thay đổi nhiều. Thế thì tốt. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Ngày thứ hai, đại diện của tập đoàn Tam Hưng là Dư Huy tới bàn hợp đồng. Đám người Lô Minh Giai, Trịnh Tử Hàm cũng ở hết đây. Lô Minh Giai rất hưng phấn. Chỉ cần ký được hợp đồng này, cậu ta có thể lấy được phí đại ngôn hơn chục triệu tệ. Cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, cậu ta muốn mua một căn nhà ở khu nhà cao cấp và một chiếc xe hơi. Tất cả mọi người đều đợi ở phòng họp. Không lâu sau, Lý Tử Nhiễm đã tới. Nếu mà Lý Tổng cảm thấy không có vấn đề gì, thì ký hợp đồng thôi. Dư Huy mỉm cười nói. Nụ cười của Lý Tử Nhiễm rất thâm thúy, xin lỗi Dư tiên sinh, hợp đồng này không ký được. Quyết định của Lý Tử Nhiễm giống như sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người ở trong phòng họp kinh ngạc. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó tin. Hôm qua chẳng phải là bàn rất vui vẻ sao? Tập đoàn Tam Hưng cũng rất hào phóng, phí đại diện hơn triệu tệ đấy. Sao lại không ký nữa? Không đợi mấy người Phó Quốc Hằng nghi ngờ, Lô Minh Giai đã không ngồi được nữa. Tại sao thế Lý Tổng? Đi đâu mà tìm được hợp đồng như thế này cơ chứ? Gần đây có nhiều công ty tìm chúng ta đại diện. Những công ty đó có ra giá cao như tập như Tam Hưng không? Lô Minh Giai khó tin nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm ở bên cạnh hừ lạnh nói, lãnh đạo nói không ký là không ký, cậu đang nghi ngờ quyết định của lãnh đạo sao? Anh, tôi. Lô Minh Giai bị Diệp Quân Lâm nói một cậu mà á khẩu không trả lời được. Cậu ta có tự đắc ra sau thì vẫn biết, Lý Tử Nhiễm là cha mẹ cơm áo của cậu ta. Anh bớt nói lại. Lý Tổng tự có sắp xếp của cô ấy. Trịnh Tử Hàm và đồng bọn khẽ kéo Lô Minh Giai. Bây giờ Lô Minh Giai càng ngày càng láo xược, khi các lãnh đạo đang họp thì toàn nói leo vào. Lô Minh Giai kia tức giận, nhưng vẫn phải cứng rắn kìm nén lại. Các nhân viên cấp cao như Phó Quốc Thụy lập tức thăm dò hỏi, Lý Tổng à, có chuyện gì vậy? Chúng ta còn chưa họp hành thảo luận, sao đã từ chối ký hợp đồng rồi vậy? Các nhân viên cấp cao đều mang vẻ mặt không hiểu gì. Dư Huy cũng mỉm cười hỏi, Lý Tổng, tôi có thể hỏi một chút là có chuyện gì vậy? Chẳng phải hôm qua đã bàn bạc xong rồi sao? Hôm nay sao lại lật lọng? Lô Minh Giai không nhịn được xen mồm vào, đúng thế, Lý Tổng, việc mà ngài làm thuộc về vấn đề danh dự đấy. Không thể lấy ý muốn của cá nhân cô áp đặt tới tận công ty. Danh dự của những nghệ sĩ chúng tôi rất quan trọng, cho dù ngài là bà chủ. Cũng không thể đào hố chúng tôi chứ. Láo toét. Lý Tử Nhiễm bất ngờ tức giận quát lên một tiếng, mọi người ở đây sợ ngây người. Lãnh đạo công ty họp, có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Cậu càng ngày càng láo xược rồi đấy. Lý Tử Nhiễm không nhịn nữa. Diệp Quân Lâm ở bên cạnh âm thầm hô sảng khoái. Đừng thấy bà xã mình trông dịu dàng, lúc nóng nảy lên cũng kinh lắm đấy. Tôi xin lỗi, Lý Tổng. Lô Minh Giai nói một câu xin lỗi, sau đó cúi đầu, không nói năng gì nữa. Bị Lý Tử Nhiễm răn dậy và của mắng trước mặt nhiều người thế này, cậu ta mất hết mặt mũi rồi. Đây là thời khắc sỉ nhục nhất của cậu ta. Cực kỳ phẫn nộ. Lô Minh Giai nắm chặt hai nắm tay, trong lòng thầm nói, Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm, các người cứ đợi đấy. Tôi sẽ báo thù.
Lý Tử Nhiễm giải thích với Dư Huy, Dư tiên sinh, tối qua tôi đã kiểm tra một chút, tôi phát hiện quý công ty không đủ tiêu chuẩn. Đêm hội từ thiện của các anh chính là một câu chuyện cười. Soạt. Nghe vậy, sắc mặt Dư Huy đại biến. Thế mà Lý Tử Nhiễm lại biết chuyện này. Cho nên, tôi không làm loại chuyện lương tâm đen tối này. Tôi cũng không cho phép nhân viên của tôi làm. Hợp đồng này không ký cũng được. Bởi vì tôi sợ loại chuyện xấu xa này sẽ làm mất thể diện của tập đoàn Đông Thiên. Lý Tử Nhiễm cười lạnh nói. Dư Huy cũng cười lạnh đáp trả, được được được, không phải chỉ là mấy minh tinh thôi sao. Tôi không tìm được chắc, nực cười, sau này các cô đừng mơ hợp tác bất cứ cái gì với tập đoàn Tam Hưng chúng tôi. Nói xong, Dư Huy thở hồng hộc chuẩn bị rời đi. Tôi xin khuyên quý công ty một câu, ăn nhiều bánh hấp máu người, sẽ gặp báo ứng đấy. Huống chỉ là gần 100 tỷ, tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người đấy. Lý Tử Nhiễm khuyên bảo nói. Ngô Dư Huy càng thêm tức giận, đạp cửa mà đi. Trong phòng họp, yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Tử Nhiễm. Được rồi, mấy người phó tổng, các anh ở lại, những người khác đi ra đi. Lý Tử Nhiễm nói. Cô muốn giải thích với các quản lý cấp cao về nguyên nhân không ký hợp đồng. Dù sao thì liên quan tới chuyện cơ mật của tập đoàn Tam Hưng. Để quá nhiều người biết cũng không tốt. Có khi còn gặp nguy hiểm. Lô Minh Giai tức giận bắt Bình rời đi. Sau khi ra bên ngoài. Trịnh Tử Hàm dò giọng hỏi, các anh bảo vì sao Lý Tổng bất ngờ không ký hợp đồng nữa. Chắc chắn là Lý Tổng có lý do của cô ấy, tôi nghĩ không ký hợp đồng có khi là chuyện tốt. Có người nói, ha ha, tôi biết nguyên nhân mà Lý Tử Nhiễm không ký hợp đồng. Lô Minh Giai lên tiếng nói, nguyên nhân gì? Mọi người tò mò ào ào nhìn vào cậu ta. Là bởi vì tôi đã đắc tội chồng cô ta cố ý làm khó tôi, không thấy trên hội nghị hôm nay cô ta cứ nhằm vào tôi à? Cô ta tính toán không muốn để tôi ký với bất kỳ đại ngôn nào, nhận bất kỳ thông báo nào, cô ta muốn niêm phong tôi. Lô Minh Giai hung hăng nói. Minh Giai, anh đừng nghĩ nhiều, Lý Tổng không phải là loại người đó. Trịnh Tử Hàm nói. Hừ, tôi quá rõ ấy chứ. Cô ta nhằm vào tôi. Trong phòng hội nghị, sau khi Lý Tử Nhiễm giải thích xong, mọi người đều ngỏ lời tán thành. Loại xí nghiệp ăn bánh hấp máu người này, cầm tiền mồ hôi xương máu của người ta đi làm từ thiện, thật là đáng hận. Phải đấy, đúng thế. Nếu tập đoàn Thiên Đông chúng ta dính dáng vào, e rằng sau này sẽ bị đau cột sóng mắt. Mấy người phó quốc Thụy lòng đầy căm phẫn nói. Sợ là sợ tập đoàn Tam Hưng trả thù chúng ta thôi. Nếu mà bàn về tài lực và thực lực, tỉnh Giang Nam có công ty nào vượt qua được tập đoàn Tam Hưng không? Có người hỏi. Chắc chắn rồi, tập đoàn Tam Hưng chắc chắn là công ty có tài lực hùng hậu nhất, không ai địch được. Lý Tử Nhiễm mỉm cười, trả thù thì cứ tới đi, đừng quên, sau lưng chúng ta còn có tập đoàn Vân Đình đấy. Dư Huy vẫn chưa rời khỏi Tô Hàng, mà anh ta đi tìm một công ty giải trí khác. Dù sao thì Tô Hàng là mạnh nhất về giới giải trí trong số máy tỉnh quanh đây. Có học viện truyền thông giỏi, cũng có công ty giải trí tốt. Buổi tối, Dư Huy ở tại một khách sạn 5 sao cao cấp. Trước mặt anh ta có mây người. Lô Minh Giai, Trịnh Tử Hàm cùng với ngôi sao mới nổi gần đây của tập đoàn Đông Thiên. Dư Huy không muốn từ bỏ những người này. Suy cho sùng cũng bởi vì độ nổi tiếng của hai bộ điện ảnh gần đây. Trước mắt lưu lượng của mấy người Trịnh Tử Hàm rất lớn. Dư Huy hút một hơi xì gà, cười nói, chắc hẳn các cậu cũng biết mục đích tôi gọi các cậu tới đây, đúng không? Vẻ mặt mấy người Trịnh Tử Hàm bối rồi Lô Minh Giai lại lập tức nói, lẽ nào Dư tiên sinh muốn ký chúng tôi làm người đại diện? Ừ đấy, thông minh. Dư Huy cười nói. Trịnh Tử Hàm lập tức nói, không được đâu Dư tiên sinh, chuyện đại diện phải thông qua công ty. Hơn nữa sáng nay Lý Tổng đã từ chối anh rồi. Dư Huy hút một hơi xì gà, mỉm cười nói, tôi đã xem qua hợp đồng mà các cậu đã ký với tập đoàn Đông Thiên, bọn họ đúng là không bó buộc các cậu quá chặt. Điểm này, đám người Trịnh Tử Hàm biết. Lý Tử Nhiễm ưa chuộng tự do dân chủ, cô sẽ không dùng các quy định cứng nhắc để trói buộc bọn họ. Cho nên hợp đồng rất khoan dung, bọn họ có thể nhận hoạt động riêng. Không giống như những công ty giải trí khác. Hợp đồng sẽ kèm chặt cậu, ngang với ký kế ước bán thân. Ngay cả việc cậu muốn ăn gì, cũng do người ta định đoạt. Dư Huy nói tiếp,
Cho nên ấy, cho dù các cậu nhận một ít hoạt động riêng, bên phía công ty cũng không làm gì được. Dư Huy vẫy tay một cái, trợ lý bên cạnh lập tức lấy hợp đồng ra. Mỗi người 15 triệu tệ, kế tiếp sản phẩm điện tử của tập đoàn nhà tôi cũng có thể ký hợp đồng với các cậu, thu nhập mỗi năm của các cậu sẽ không thấp hơn 80 triệu tệ. Dư Huy nói. Nhất thời, trong mắt Lô Minh Giai sáng ngời, tiến lên nói, được, tôi ký. Tiền hay không tiền cũng không sao cả, miễn là có cơ hội hợp tác với xí nghiệp lớn như tập đoàn Tam Hưng. Tốt, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tôi rất xem trọng cậu. Dư Huy nói. Lô Minh Giai nhanh chóng ký hợp đồng trước mặt máy người Trịnh Tử Hàm. Tinh tinh. Không đến 10 phút, 15 triệu tệ đã vào trong tài khoản. Việc này đã làm cho Lô Minh Giai cực kỳ phấn khích. Ở tập đoàn Đông Thiên, quay hai bộ phim mệt nhoài mệt dã rời mới lấy được 500.000 tệ. Bây giờ chỉ làm đại ngôn cho một hội từ thiện, đã kiếm được 15 triệu tệ. Khu nhà cao cấp, xe sang, người đẹp. Muốn cái gì có cái đó. Những người khác rất hâm mộ, dù sao thì số tiền đó là 15 triệu tệ hàng thật giá thật đấy. Tử Hàm, mọi người còn thất thần làm cái gì? Ký đi, 15 triệu tệ đấy. Đừng cảm thấy có lỗi với công ty, hợp đồng của họ cũng đâu có giới hạn chúng ta không được nhận hoạt động đại ngôn riêng đâu. Lô Minh Giai thúc giục nói. Cho dù bọn họ biết thì có làm sao? Chúng ta làm thế này thì thế nào? Ít hầu Trịnh Tử Hàm trượt trượt, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Cô là đứa trẻ đến từ nông thôn. Cô cũng thích tiền. Dù sao thì số tiền đó cũng là 15 triệu tệ đấy. Giữ sự mê hoặc của tiền tài và đạo đức, khó khăn lựa chọn. Cảm ơn ý tốt của Dư tiên sinh, tôi không ký được. Trịnh Tử Hàm đã từ chối. Tôi cũng không ký. Hai người bạn khác theo Trịnh Tử Hàm cũng quyết định không ký. Chúng tôi ký. Ba người diễn vai phụ khác không chịu được cám dỗ, cũng ký hợp đồng. Trước khi ba người Trịnh Tử Hàm rời đi, Dư Huy cười lạnh nói, cô Dư, bây giờ cô đang ni tiếng như này, nhưng đường đi của cô đã hẹp lại rồi đó. Thế mà cô lại từ chối lời mời của tập đoàn Tam Hưng. Ha ha, Dư Huy đây là đang uy hiếp trắng trợn. Sau khi mấy người Trịnh Tử Hàm rời đi, Dư Huy vỗ vai Lô Minh Giai, cười nói, tiểu Lô à, tôi thấy Lý Tử Nhiễm không coi trọng cậu, muốn phong sát cậu. Lô Minh Giai kể cho anh ta chuyện của Diệp Quân Lâm. Ha ha, thì ra là cậu đã đắc tội chồng cô ta. Buồn cười thật đầy. Nói thêm nữa, chồng cô ta thì tính là ân nhân gì cơ chứ, chẳng qua anh ta chỉ giới thiệu cậu qua, trở thành người lao động giá rẻ. 500 ngàn là đã sai bảo được cậu. Cậu có biết trước mắt hai bộ phim này được chia bao nhiêu không? 6 tỷ đấy. Dư Huy liên tục cười lạnh. Bụp bụp bụp. Lô Minh Giai hung hăng đấm vào tường. Tức giận nói, Lý Tử Nhiễm, cô thật là xấu xa. Tôi đã kiếm cho cô 6 tỷ, cô chỉ cho tôi 500 ngàn hai. Cho nên, cậu có muốn xem xét sang chỗ tôi không, tôi bảo đảm sẽ làm cho cậu nổi tiếng hơn nữa. Năng lực của tập đoàn Tam Hưng cậu cũng biết mà. Dư Huy hỏi. Lô Minh Giai cười nói, Dư tiên sinh tôi đã suy nghĩ đến việc này từ lâu rồi. Tập đoàn Đông Thiên, tôi không ở lại nổi nữa. Được. Trước tiên cậu cứ ở tập đoàn Đông Thiên đi, đợi qua một thời gian nữa tôi sẽ ký cậu qua. Phải rồi, tôi nghe nói đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất của bọn họ đều rất giỏi, tôi cho cậu một nhiệm vụ, đào hết những người đó về đây cho tôi. Đào được một người, 1 triệu tệ. Dư Huy nham hiểm cười nói. Anh ta muốn đào rỗng phòng văn hóa và giải trí của tập đoàn Đông Thiên. Vừa nghe thấy việc đào người có tiền, Lô Minh Giai đồng ý ngay. Thậm chí Lô Minh Giai còn cười nói, nếu Dư tiên sinh có hứng thú với Lý Tử Nhiễm, tôi cũng muốn nghĩ cách đưa cô ta lên giường anh. Vừa nghĩ tới Lý Tử Nhiễm, Dư Huy cười hắc hắc nói, thế thì còn gì bằng. Lô Minh Giai cũng đang nghĩ tới Lý Tử Nhiễm, anh ta mỉm cười nói, đến lúc đó Dư tiên sinh phải chia cho tôi một chén canh đáy. Lý Tử Nhiễm, người phụ nữ này thật sự là quá có mùi vị. Ở công ty tôi không dám thể hiện ra ý tưởng, nếu cô ta mà có thân phận khác. Thì đã bị tôi tóm từ lâu rồi. Lúc này, Dư Huy đứng dậy cười nói, tiểu Lô à, tôi còn chuẩn bị cho cậu vài bất ngờ. Từ từ hưởng thụ đi. Dư Huy rời khỏi phòng. Có hai mỹ nữ từ bên ngoài vào. Ánh mắt Lô Minh Giai sáng bừng. Hai cô này có cô nào không hơn bạn gái mình chứ? Cô gái xấu xí đến từ nông thôn đó còn muốn trói mình cả đời ư?
Không thể nào. Lô Minh Giai thuần thục ôm hai người phụ nữ vào trong ngực. Sau đó cùng nhau vào phòng tắm. Nhưng cậu ta nào biết, một đống camera giọt nước đã được bật lên, camera 360 độ không góc chết quay đến từng góc một. Cả người Lô Minh Giai tương đương với vật trong suốt. Cậu ta làm cái gì đều đã bị quay lại. Hôm sau, Lô Minh Giai mệt mỏi đi tới công ty. Tiểu Lô à, nhanh chân lên, quảng trường Ngân Hải có một hoạt động thương mại muốn cậu tham gia. Nhân viên công tác lập tức nói. Cho bao nhiêu tiền? Lô Minh Giai hỏi. Phí lên sân khấu là 500 ngàn, xem như là khoản cao nhất gần đây rồi đấy. Nhân viên công tác nói. 500 ngàn, cho ăn mày à? Không đi. Lô Minh Giai vừa nói ra câu này, mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, Lô Minh Giai là một người đàn ông cực kỳ có lòng cầu tiến. Mấy ngày nay, cho dù là hoạt động thương mại năm moi, 100 ngàn tệ đều nhận. Làm sao mà nhoáng cái lại không nhận hoạt động thương mại 500 ngàn tiền phí nữa rồi? Tiểu Lô, phí của hoạt động thương mại này là 500 ngàn đấy, có phải cậu nghe thành 50 ngàn rồi không? Nhân viên công tác còn nhắc nhở một câu. Tôi không nghe nhầm, 500 ngàn nhiều lắm à? Coi Lô Minh Giai tôi là thằng ăn mày à? Lô Minh Giai bỗng nhiên cao giọng, dọa cho nhân viên công tác run lẫy bẩy. Các anh biết không, hai bộ phim điện ảnh mà tôi quay, hết hôm nay đã thành 7 tỷ rồi. Giá trị con người của Lô Minh Giai tôi ít nhất cũng phải hàng chục triệu chứ. 500 ngàn đã muốn để tôi đi tham gia hoạt động thương mại hả? Coi thường người khác hả? Bây giờ, Lô Minh Giai đang có 15 triệu tệ trong tay, đúng là coi thường 500 ngàn. Tiểu Lô cậu ảo tưởng hả? Nhân viên công tác không nhịn được nói. Cổ thực, hai bộ điện ảnh này đã kiếm tiền cho công ty, không sai. Nhưng khi đó các cậu là người mới, công ty không những cho các cậu cơ hội, còn cho các cậu 500 ngàn. Còn tốn tài nguyên làm cho cậu nổi tiếng, cái này đã đủ tận tình tận nghĩa rồi đúng không? Và lại lúc trước khi ký hợp đồng cũng là cậu tự nguyện đây. Những người khác cũng ào ào nói. Lô Minh Giai cười lạnh nói, nhưng sự thật là tôi đã kiếm cho các người 7 tỷ, các người lại chỉ cho tôi 500 ngàn. Có muốn nói ra không hả, để người trong nghề phân xử, có phải là bóc lột người mới hay không? Lô Minh Giai, anh đang làm gì vậy? Mau đi theo tôi. Trịnh Tử Hàm kéo Lô Minh Giai vào chỗ vắng vẻ. Lô Minh Giai, tôi nhớ việc chúng ta là bạn học nhiều năm, tôi khuyên anh bớt lại đi. Chúng ta làm người thì phải có lương tâm, nếu không cuối cùng anh sẽ thân bại danh liệt đầy. Trịnh Tử Hàm khuyên nhủ. Lô Minh Giai lấy ra một cái chìa khóa xe rồi lắc lắc, rõ ràng là chìa khóa của một chiếc xe thể thao Ferrari. Tôi thấy chẳng sao cả, bây giờ tôi lái xe sang, sống ở khu nhà cao cấp, nó không thơm sao? Sao phải ở chỗ này bị sỉ nhục? Tử Hàm, tôi khuyên cô mau đi tới chỗ Dư tiên sinh mà ký hợp đồng đi, tôi nhớ là ba mẹ cô bệnh nặng, sắp phải làm phẫu thuật mà đúng không? Em trai em gái cô còn phải đi học, sợ là đến cả học phí cũng chưa đóng được đấy chứ. Cô có muốn người nhà sống những ngày sung sướng không? Thực ra cái này chỉ là chuyện một câu nói của cô thôi, ba mẹ thoát khỏi sự dày vò của ốm đau, gia đình cô sống những ngày vui vẻ hạnh phúc, không tốt sao? Mấy câu nói của Lô Minh Giai làm cho Trịnh Tử Hàm á khẩu không trả lời được. Tử Hàm à, nghe tôi đi. Cô ký hợp đồng với tập đoàn Tam Hưng đi, một lần là có được hàng chục triệu, vận mệnh của gia đình cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Lô Minh Giai tiếp tục dụ dỗ. Trịnh Tử Hàm đấu tranh một lúc, cô vẫn nói, không. Tôi vẫn muốn đi theo Lý Tổng, cho dù kiếm được ít, chỉ ít tôi ngủ ngon. Nhìn theo bóng lưng chạy đi của Trịnh Tử Hàm, Lô Minh Giai mắng, đần độn. Ngu ngốc. Mấy ngày nay, Lô Minh Giai ở công ty rất ngang ngược. Hơi một tí là mắng chửi nhân viên công tác và người mới. Nhưng bởi vì bộ phim điện ảnh đang hot, mọi người đành phải nhẫn nhịn. Lý Tử Nhiễm phát hiện, dạo gần đây quần áo mà Lô Minh Giai mặc đều là quần áo mây trăm ngàn, đeo đồng hồ hơn một triệu, còn lái xe sang. Thực rõ ràng là không bình thường. Có mấy diễn viên mới nổi, rõ ràng không chuyên nghiệp như trước kia. Tất nhiều nhiệm vụ đều thẳng thừng từ chối, tới công ty như thể ông lớn tới công ty. Nhưng mà bọn họ không vi phạm gì cụ thể, Lý Tử Nhiễm cũng không tiện nói. Gần đây, tập đoàn Tam Hưng đã tổ chức một đêm hội từ thiện ở tỉnh, tiếng vang tất tốt, các tạp chí lớn và người dân đều khen ngợi tập đoàn Tam Hưng là xí nghiệp tốt.
mà tập đoàn Tam Hưng cũng chuẩn bị tổ chức một đêm hội từ thiện ở Tô Hàng. Tập đoàn Tam Hưng càng ngày càng lớn mạnh, tỉnh thành đã không làm thỏa mãn được họ nữa. Bọn họ chuẩn bị hướng tới thành phố có kinh tế mạnh nhất, tiền về phía Tô Hàng. Chẳng mấy chốc, danh sách khách quý của đêm hội từ thiện đã được in ra. Lý Tổng, cô mau xem danh sách khách quý đi. Mấy người phó quốc thụy vội vàng cầm danh sách tới. Lô Minh Giai, Bạch Khúc Vĩ, Thượng Thiếu Đình, Lý Tử Nhiễm đọc ra. Đầy đủ 10 người, đều là ngôi sao mới nổi tiếng gần đây của tập đoàn Đông Thiên. Bọn họ lại lén lút ký đại ngôn với tập đoàn Tam Hưng. Phía công ty không hề hay biết. Lý Tử Nhiễm rất tức giận. Không phải tôi đã nói là từ chối hợp tác với tập đoàn Tam Hưng sao? Sao lại vẫn có người ký đại ngôn vậy hả? Đi, lập tức tìm những người đó tới đây. Phó Quốc Hằng lại nói, Lý Tổng, cô bình tĩnh đã. Hợp đồng của chúng ta không có bất cứ hạn chế nào đối với bọn họ. Bọn họ làm như vậy không trái với pháp luật, cũng không làm trái với hợp đồng. Nếu chúng ta làm ầm ĩ lên với họ, thì cũng không có lợi cho chúng ta. Gần đây doanh số của hai bộ điện ảnh lại tăng nhẹ thêm một lần nữa, nếu mà bây giờ chúng ta xích mích với diễn viên chính thì bất luận là danh tiếng hay tổn thất về tiền là rất lớn. Vậy cứ nhịn như thế hả? Lý Tử Nhiễm tức giận nói. Tạm thời chỉ đành nhịn thôi, cứ coi như không biết. Phó Quốc Thụy nặng nề nói. Ông ta cũng ngờ mình sẽ nâng đỡ phải một thằng ăn cháo đá bát như vậy. Thằng này còn khó phục vụ hơn từ Chiết Ninh. Lý Tổng, anh Lô Minh Giai muốn tìm ngài. Lúc này, Lô Minh Giai bất ngờ tới. Sau khi Lô Minh Giai tới, cậu ta đặt một số giấy tờ lên bàn. Lý Tử Nhiễm, bộ phim đã lên tới 1 tỷ rồi. Lý Tử Nhiễm cầm giấy tờ lên nhìn một cái, đây chẳng phải là hóa đơn phụ của hai bộ phim sao? Cái này được coi là bảo mật tài chính rồi. Ngoại trừ các trang web video lớn và các công ty ra, gần như là không ai biết. Cậu lấy số giấy tờ này ở đâu vậy? Lý Tử Nhiễm hỏi. Lư Giai Minh ngồi lên ghế, cười lạnh nói, cô đừng lo việc cái này ở đâu ra, tôi chỉ hỏi cô, kiếm được 1 tỷ rồi, cô định cho tôi bao nhiêu tiền? Tiểu Lô đừng càn quấy, đây là Lý Tổng. Phó Quốc Thụy lập tức nói. Lô Minh Giai chế nhạo một tiếng, Lý Tổng thì sao nào? Cũng là người thôi, tôi tới hỏi một chút thì sao chứ? Lý Tử Nhiễm cười nói, 500 ngàn đấy, thủ lao của cậu ở hai bộ phim điện ảnh này là 500 ngàn. Lúc trước đã ký kết xong rồi, cho nên thủ lao của diễn viên cộng lại không quá 10 triệu, tiền chủ yếu dùng vào các phương diện như là kỹ xảo và kịch bản, v.v. Mọi người đều biết. Lô Minh Giai gật đầu, cái này tôi biết, nhưng bây giờ bộ phim đã kiếm ra tiền, lãi dòng 1 tỷ. Cô chuẩn bị 500 ngàn là sai được tôi rồi hả? Lý Tử Nhiễm nhét miệng cười, đúng thế. Bởi vì thù lao trên hợp đồng của cậu chỉ có 500 ngàn. Bộ phim kiếm được lãi không liên quan gì đến cậu. Ha ha ha, chẳng phải cô vẫn luôn nhắn mạnh Đông Thiên là xí nghiệp nhân văn sao, kết quả thì sao, kiếm tiền không có lương tâm. Bộ phim kiếm được 1 tỷ, diễn viên chính chỉ được 500 ngàn. Cô xấu xa quá rồi đấy nhỉ? Lô Minh Giai cười lạnh nói. Gương mặt Lý Tử Nhiễm không có biểu cảm gì, tôi nói tất cả mọi chuyện dựa vào nguyên tắc. Cái gì có trên hợp đồng thì sẽ không thiếu, cái gì không có thì sẽ không có. Được thôi, thế tôi sẽ đưa cái chuyện này ra ngoài, để mọi người phân xử xem ai đúng ai sai. Lô Minh Giai cũng là người thông minh. Cậu ta gây sự vào thời điểm quan trọng bộ phim đang bán ra. Đừng đừng đừng, Tiểu Lô hãy bình tĩnh nào. Mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Phó Quốc Thụy lập tức nói. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, không nói đến việc ai đúng ai sai, công ty sẽ thiệt hại rất lớn, bất kể là tài chính hay danh tiếng. Tiểu Lô à, cậu ra một cái giá đi. Phó Quốc Thụy hỏi. Một giá thôi, 300 triệu. Hít. Sau khi Lô Minh Giai ra cái giá này, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Công phu sư tử ngoạm. 300 triệu đầy. Lô Minh Giai cười cười, thế nào? Cảm thấy tôi muốn nhiều hả? Hai bộ phim này về sau có thể kiếm được trên dưới 1 tỷ 8. Cho dù cho tôi 300 triệu, các người vẫn lời 1 tỷ rưỡi, quan trọng nhất là có danh tiếng tốt rồi, sẽ mang về rất nhiều lợi ích. Cho nên 300 triệu cũng không nhiều. Lô Minh Giai làm ra vẻ đã nắm chắc mọi việc. Mấy người Phó Quốc Thụy đưa mắt nhìn nhau, họ đang suy nghĩ về lợi ích. Nếu Lô Minh Giai làm to chuyện ra,
thì tổn thất của công ty không chỉ là 300 triệu đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là danh dự bị hao tổn. Loại tổn thất này không thể bù đắp lại. Tiểu Lô à, chúng ta thương lượng một chút đi, thấp hơn một chút, đợi đến bộ phim tiếp theo sẽ nâng tiền thù lao lên cho cậu. Phó Quốc Hằng hỏi với giọng điệu thương lượng. Không được, 300 triệu không được thiều một đồng. Lô Minh Giai đã tính toán ký hợp đồng với tập đoàn Tam Hưng rồi, nào có quan tâm tới bộ phim tiếp theo. Mấy người Phó Quốc Thụy hết cách, chỉ đành nhìn về phía Lý Tử Nhiễm, chờ đợi quyết định của cô. Lý Tổng thấy thế nào? Bây giờ Lô Minh Giai đã không còn coi Lý Tử Nhiễm ra gì nữa rồi. Lý Tử Nhiễm nhìn cậu ta, cười lạnh nói, không có chuyện đó đâu. Một đồng tôi cũng không chia cho cậu, cậu đừng nằm mơ nữa. Cái này, má ấy người Phó Quốc Thụy sửng sốt. Họ tưởng là Lý Tử Nhiễm muốn thương lượng. Không ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Lô Minh Giai cũng sững sờ, Lý Tử Nhiễm còn không hề muốn thương lượng. Được, tốt lắm, bà chủ ác độc. Lô Minh Giai cười khẩy rồi rời khỏi. Lý Tổng, làm như này không tốt lắm đâu. Chuyện mà nháo lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Phó Quốc Thụy do dự nói. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm kiên quyết, nếu mà thỏa hiệp với cậu ta, thì sẽ còn lòi ra Lô Minh Giai thứ hai, Lô Minh Giai thứ ba. Buổi tối, trang viên Raphael ở Tô Hàng. Tập đoàn Tam Hưng tổ chức đêm hội từ thiện ở đây. Quy mô đêm hội rất lớn. Rất nhiều danh nhân ở Tô Hàng được mời tới, thậm chí đến cả loại đại ca như Phó Long Hành cũng đã được mời đến. Có rất nhiều nhân vật có uy vọng rất cao ở Tô Hàng, trải rộng khắp các ngành nghề. Minh tinh bên này tất nhiên là không cần nói. Ngay sau đó, đang nổi tiếng nhất là đám người Lô Minh Giai đều có mặt. Các tạp chí lớn tranh nhau phát trực tiếp. Độ chú ý cực kỳ cao. Thời điểm phát trực tiếp tốt nhất, số người xem vượt hơn 10 triệu. Dư Huy toàn quyền chủ trì đêm hội này. Tập đoàn Tam Hưng quyết định đóng góp cho công cuộc từ thiện công ích ở Tô Hàng một lần là 1 tỷ. Dùng để xây dựng viện dưỡng lão, cô nhi viện cùng với trường tiểu học Hy Vọng, vân vân. Cuối đêm hội, Dư Huy công bố quyết định này. Hơn nữa, ở ngay đêm hội lấy ra tấm chỉ phiếu 1 tỷ giao vào tay hội trưởng tổng hội từ thiện Tô Hàng là Tiết Trần. Vô số truyền thông quay lại hình ảnh này. Tập đoàn Tam Hưng đúng là xí nghiệp tốt bụng. Họ vừa mới quyên góp cho tỉnh thành 3 tỷ, bây giờ lại quyên góp cho Tô Hàng 1 tỷ. Đúng thế, mặc dù là xí nghiệp đến từ Hàn Quốc, nhưng đã làm ra rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tô Hàng. Tôi quyết định sau này tôi chỉ mua đồ điện tử của Tam Hưng. Sau khi phát sóng đêm hội từ thiện, trên mạng toàn là tiếng khen. Địa vị của tập đoàn Tam Hưng trong lòng dân chúng được nâng cao cực nhanh, vẻn vẹn mười mấy phút đồng hồ, đơn đặt hàng qua mạng của tập đoàn Tam Hưng chỉ nhánh Hoa Hạ đã tăng lên hàng trăm triệu. Rất nhiều sản phẩm điện tử đều đã bán hết sạch. Diệp Quân Lâm cũng đang xem đêm hội. Anh bị tức không nhẹ. Rõ ràng quý chuyên giúp đỡ tài chính là anh thành lập ra, bị tập đoàn Tam Hưng ăn mắt không nói, còn phải cầm ra tạo thế kiếm tiền. Lúc Thanh Long gửi tin tới nói rằng, bên phía tỉnh thành tỏ vẻ ân hận. Không ngờ móng vuốt của tập đoàn Tam Hưng đã duỗi tới địa bàn Tô Hàng rồi. Hừ, chạy tới diễu võ dương oai trước mặt tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Trong mắt Diệp Quân Lâm xoẹt qua một tia sắc bén. Lý Tử Nhiễm cũng tức đến run người, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đây đúng là thời đại của tư bản, thế lực lớn là có thể che đậy tất cả sự thật. Có thể biến tội ác trở nên quang minh thánh thiện như vậy. Đêm hội từ thiện vẫn đang phát trực tiếp. Tập đoàn Tam Hưng còn tìm 10 đứa trẻ nghèo tới, trước màn hình tỷ vi, Dư Huy nói, 10 đứa trẻ này sẽ được tập đoàn Tam Hưng nuôi toàn bộ đến khi tốt nghiệp đại học. Hay! Phía dưới đã có người vỗ tay khen hay. Bộp bộp bộp! Toàn trường vỗ tay như sám. Bầu không khí được đầy lên mức cao nhất. Tập đoàn Tam Hưng thu được cả danh và lợi. Xí nghiệp thực sự lương tâm. Các vị! Tiết mục tiếp theo có lẽ sẽ hơi không nhất quán với đêm hội. Nhưng tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để giải oan cho một số người. Dư Huy chuyển đề tài. Hả, còn có người muốn giải oan hả? Mọi người tỏ vẻ nghỉ hoặc, lại thêm mấy phần tò mò. Lúc này 10 người Lô Minh Giai, Bạch Khúc Vĩ và Thượng Thiếu Đình đi lên sân khấu. Tôi xin giới thiệu một chút, đây là Lô Minh Giai, diễn viên chính của hai bộ phim đang nổi tiếng nhất trong thời gian gần đây. Diễn viên nữ số 2 Thượng Thiếu Đình, diễn viên nam số 2 Bạch Khúc Vĩ.
Dư Huy giới thiệu. Thực ra với độ nổi tiếng của hai bộ phim này thì mọi người đều biết những người này. Thì sao, chẳng lẽ mấy người Lưu Minh Giai còn có oan khuất à? Mọi người rất là nghi hoặc. Dư Huy chỉa cho Lưu Minh Giai nói. Lưu Minh Giai nhìn mọi người một cái rồi nói, mọi người đều biết, tôi diễn chính trong hai bộ phim điện ảnh hot nhất mạng. Đến bây giờ, tập đoàn Đông Thiên đã thu về được hơn 1 tỷ 2. Nhưng mọi người có biết một mình tôi lấy được số tiền thù lao là bao nhiêu không? Mọi người hãy đoán thử xem. 50 triệu. Không đúng, thế thì nhiều quá, đoán thấp hơn đi. Lô Minh Giai nói. 10 triệu. Không đúng. Chắc không phải là không được đến 5 triệu đấy chứ. Bộ phim hot như thế cho 500 triệu cũng không nhiều đâu. Có người ngạc nhiên nói. Được rồi, tôi sẽ công bố đáp án. Mình tôi nhận được 500 ngàn tiền thù lao. Sau khi Lô Minh Giai nói ra đáp án, toàn trường chấn động. Ngôn Tình Sủng. Mọi người đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì, thù lao của nam chính đóng bộ phim kiếm được gần 2 tỷ chỉ có 500 ngàn. Chuyện này sao có thể chứ? Tập đoàn Đông Thiên xấu xa quá rồi đấy. Cúa là đáng sợ, chỉ có 500 ngàn thôi á. Loại ung nhọt như tập đoàn Đông Thiên phải phong sát đi. Đây là hành vi phá hoại thị trường đấy. Hiện trường sục sôi như một nồi lỗ, nhao nhao ầm ĩ. Lô Minh Giai rất hài lòng với hiệu quả này. Điều này không phải tôi nói bừa, tôi có bằng chứng, bao gồm cả biên lai tôi đều giữ lại. Lô Minh Giai nói sang đề tài khác, mọi người có muốn nghe về tiền thù lao của các bạn tôi không? Thượng Thiếu Đình cầm lấy mic rồi nói, một mình tôi nhận được 300 ngàn tiền thù lao. Bạch Khúc Vĩ cũng nói, tôi cũng chỉ có 300 ngàn. Tôi còn thấp hơn, 200 ngàn. Tôi cũng 200 ngàn. Thấp nhất là tôi, 100 ngàn. Sau khi các vai phụ nói ra tiền thù lao của mình. Hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Rất nhiều người tức giận đã mắng lên. Thật là nực cười, một bộ phim kiếm được 2 tỷ, tiền công của 10 người gồm diễn viên nam chính và các diễn viên phụ cộng lại không quá 3 triệu. Tập đoàn Đông Thiên thật quá xấu xa nhỉ. Đây là hành vi của con người ư hai. Thế mà Tô Hàng chúng ta lại có xí nghiệp xấu xa như thế này. Đáng ra phải bị xóa sổ khỏi ngành mới phải. Lúc này, tập đoàn Đông Thiên đã làm người tức giận. Không chỉ những người tham gia đêm hội, mà trên mạng, tiếng mắng chửi nổi lên khắp trốn, ùn ùn kéo đến. Mọi người nhao nhao muốn tẩy chay tập đoàn Đông Thiên. Thậm chí một số người còn phao tin muốn trả thù. Đổi trắng thay đen. Đúng là vô sỉ. Lý Tử Nhiễm xem xong, suýt nữa thì đập nát tivi. Dù rằng Lý Tử Nhiễm biết Lô Minh Giai sẽ trả thù. Cô không ngờ cậu ta sẽ bôi nhỏ tập đoàn Đông Thiên ở đêm hội từ thiện như thế này. Lúc này trên đêm hội, Dư Huy cầm lấy mic rồi nói, ở nơi này, tôi muốn tuyên bố một chuyện. 10 diễn viên bao gồm Lô Minh Giai được mời tới đêm hội với tư cách cá nhân, không liên quan tới tập đoàn Đông Thiên. Hả? Sao lại thế chứ? Có người thắc mắc. Dư Huy mỉm cười nói, đúng thế, chính là cá nhân. Trước đó địch thân tôi đã bàn bạc với tập đoàn Đông Thiên, mời mấy diễn viên tới đêm hội từ thiện. Nhưng đã bị bà chủ của tập đoàn Đông Thiên từ chối. Cô ấy nghi ngờ động cơ làm từ thiện của tôi, cô ấy nghĩ rằng tập đoàn Tam Hưng chúng tôi lấy danh nghĩa làm từ thiện để kiếm tiền đen tối, không muốn hợp tác với chúng tôi. 2. Tập đoàn Tam Hưng chúng tôi khổ quá mà. Không làm từ thiện thì bị người mắng, làm từ thiện vẫn bị người nghi ngờ. Điều này thật là làm đau lòng người mà. Cái gì, tập đoàn Đông Thiên đáng ghét như thế sao? Họ nghi ngờ động cơ của một người làm từ thiện. Đúng là không biết xấu hổ nhỉ. Tập đoàn Tam Hưng làm từ thiện thật, họ đã quyên góp cho tỉnh thành và Tô Hàng 2 tỷ rồi đấy. Làm thế này còn không phải làm từ thiện sao? Tập đoàn Đông Thiên đúng là kẻ tiểu nhan, loại xí nghiệp này nên đóng cửa đi. Chúng ta liên hợp lại chèn ép. Sau khi Dư Huy thêm mắm thêm Muji, khiến cho mọi người càng tức giận. Một đám lửa giận mọc thành cụm, hận không thể xé nát tập đoàn Đông Thiên ra. Cộng đồng mạng càng đáng sợ hơn. Trăm nghìn người dùng mạng cùng nói là tẩy chay tập đoàn Đông Thiên. Mọi người hô hào đi đánh giá kém cho hai bộ phim. Trong lúc nhất thời, hai bộ phim rất hot có đến hơn mấy chục ngàn bình đánh giá kém. Lượt bình chọn của bộ phim thiệt hại nghiêm trọng, bất kể là danh số hay danh tiếng. Tập đoàn Đông Thiên thiệt hại lớn rồi. Dư Huy nói tiếp,
ở đây tôi muốn chứng minh cho Lô Minh Giai và các diễn viên này một chút. Bọn họ muốn làm một ít việc cho dù là nhỏ bé đóng góp cho từ thiện. Bọn họ bất chấp quy định của công ty, bất chấp nguy cơ bị đuổi việc, chủ động liên lạc với tôi, muốn tham gia đêm hội từ thiện. Tôi kêu gọi mọi người hãy cho 10 thanh niên trẻ này một tràng vỗ tay. Tốt lắm. Sau này các cậu quay bộ phim gì, tôi sẽ đầu tư phim ấy. Đúng, tôi đề nghị để cho Lô Minh Giai trở thành đại sứ công ích của Tô Hàng. Một đám ông chủ nhao nhao đáp. Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay như thủy triều. Trên mạng đều khen ngợi 10 người Lô Minh Giai. Đắp nặn họ thành không sợ cường quyền, phải làm anh hùng của từ thiện công ích. Lô Minh Giai thấy thế, khóe miệng nhét lên. Thật không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Vừa được danh vừa được lợi. Cậu ta lại nghĩ tới Trịnh Tử Hàm. Cô là đồ ngu, giờ thì hay rồi, tập đoàn Đông Thiên xong đời rồi, tôi cũng toi rồi. Lô Minh Giai nói với mọi người ở đây, Lô Minh Giai tôi xấu hổ khi ở lại cái công ty dơ bẩn này. Tôi muốn hỏi ở đây có ông chủ nào sẵn lòng thu nhận tôi không? Còn chúng tôi nữa, chúng tôi không muốn tiếp tục ở lại tập đoàn Đông Thiên. Loại xí nghiệp rác rưởi này tôi không chịu nổi nữa rồi. Mấy người Bạch Khúc Vĩ ào ào tỏ thái độ. Tôi. Các ông chủ ở phía dưới đều sẵn lòng thu nhận đám người Lô Minh Giai. Dư Huy cười nói, nếu cậu Lư và các cậu đây không chê, tôi sẵn sàng cho các cậu một cơ hội. Chúng tôi đồng ý, tập đoàn tốt như tập đoàn Tam Hưng, chúng tôi mong còn không được. Đám người Lô Minh Giai lập tức đồng ý. Nhưng mà Lô Minh Giai lại nói, nhưng mà tôi vẫn còn đang ký hợp đồng với tập đoàn Đông Thiên, tôi sợ bọn họ sẽ không buông tay. Cậu Lư yên tâm đi. Chuyện này cậu cứ yên tâm, tất cả chúng tôi ở đây đều ủng hộ cho cậu. Mọi người bên dưới nói. Thế thì tôi yên tâm rồi, tôi đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn Tam Hưng. Đám người Lô Minh Giai nhanh chóng tỏ thái độ. Tất cả đều gia nhập vào tập đoàn Tam Hưng. Lý Tử Nhiễm ngồi trước màn hình tỷ vi tức giận đến run cả người. Cô sắp khóc rồi. Không ngờ Dư Huy và Lô Minh Giai sẽ chơi trò này. Thế này thì tập đoàn Đông Thiên đã biến thành kẻ thù chung rồi. Chỉ dư luận thôi đã có thể đè chết tập đoàn Đông Thiên rồi. Càng đừng nói đến sự chèn ép của các công ty lớn khác. Bà xã, em đừng tức giận nữa. Cứ để cho cậu ta đắc ý trước, anh sẽ làm cho cậu ta hiểu. Chúng ta có thể làm cho một người nổi tiếng một cách dễ dàng, vậy thì làm cho một người rơi xuống đáy vực cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Diệp Quân Lâm ôm Lý Tử Nhiễm vào lòng, an ủi nói. Ông xã, anh có cách không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Tạm thời thì chưa có, nhưng bà xã nhớ kỹ một câu này, người đang làm, trời đang nhìn. Diệp Qua Ân Lâm mỉm cười nói. Đêm hội từ thiện thành công tốt đẹp. Dư Huy đã đạt được hai mục đích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thứ nhất, tập đoàn Tam Hưng thu được cả danh và lợi. Thứ hai, làm cho tập đoàn Đông Hưng suy sụp. Ngày hôm sau, khi Lý Tử Nhiễm tới công ty, không khí trầm lặng. Đám người Phó Quốc Thụy cả đêm không chợp mắt, hai mắt sưng như gấu trúc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Tử Nhiễm với ánh mắt cần giúp đỡ. Rõ ràng là tình hình trước mắt đã ra ngoài phạm vi năng lực của bọn họ, cơ bản không có biện pháp giải quyết. Lý Tổng, đạo diễn Tiêu Dật Luân cùng với mấy biên kịch tới tìm ngài. Lúc này, trợ lý tới tìm Lý Tử Nhiễm và nói. Cho họ vào đi. Lý Tử Nhiễm đã cảm giác được điều gì đó. Tiêu Dật Luân dẫn hơn 30 người cùng đi vào phòng làm việc. Xin lỗi Lý Tổng, chúng tôi đến để từ chức. Với tình hình trước mắt, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn Đông Thiên nữa, chúng tôi chỉ có thể từ chức. Tiêu Dật Luân nói. Những người khác cúi mặt, họ cảm thấy khá là ngại ngùng. Lý Tử Nhiễm mỉm cười, không vấn đề gì, đi ở tự do. Tôi đồng ý cho các anh nghỉ việc. Đám người Tiêu Dật Luân ngây ngắn cả người. Không ngờ từ chức dễ dàng như vậy. Hơn 30 đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đều đã từ chức. Đây là những vị trí bên trong tập đoàn Đông Thiên. Trừ diễn viên ra thì bọn họ chính là những nhân vật quan trọng trong bộ máy sản xuất phim và chương trình truyền hình. Không sai. Đám người Tiêu Dật Luân là bị Lô Minh Giai cướp đi. Cướp được những tinh anh này, Dư Huy đã cho cậu ta 30 triệu. Trước khi đi, Tiêu Dật Luân còn tới phòng làm việc của tổ kỹ xảo. Lão Ngụy đi cùng chúng tôi đi, ở lại tập đoàn Đông Thiên thì không có thị trường đâu.
Tiêu Dật Luân còn muốn đào tổ kỹ xảo đi cùng. Người phụ trách tổ kỹ xảo Ngụy Trung Tường cười cười, không cần đâu, các ông đi đi. Đông Thiên có ơn trọng dụng tôi từng dốc sức làm việc ở rất nhiều công ty, chỉ có Đông Thiên là thật sự tôn trọng tổ kỹ xảo chúng tôi, còn trọng dụng chúng tôi. Bất kể nó có ra sao thì tôi cũng sẽ không rời đi. Tiêu Dật Luân tức giận nói, đồ bảo thủ không hiểu tình hình. Kết cục của ông sẽ rất thảm. Ông ta dẫn một đám người rời đi vù vù. Đi cùng chúng tôi đi Tử Hàm. Bây giờ cô nổi như này, không nên ở lại đây. Tiêu Dật Luân muốn đưa Trịnh Tử Hàm đi. Dư huy cho ông ta ít nhất là 3 triệu đó. Trịnh Tử Hàm từ chối, tôi không đi đâu. Tôi quyết đứng chung với Lý Tổng. Được, 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 các cô tự cho mình là thanh cao đúng không? Đã vào cái ngành này, còn như vậy, cuối cùng sẽ bị đói chết. Tiêu Dật Luân cười lạnh nói. Nhìn những người ở lại, Lý Tử Nhiễm rất cảm động. Tin tưởng tôi, cơn khủng hoảng lần này sẽ trôi qua nhanh thôi. Lý Tử Nhiễm nói. Bây giờ, cô tin tưởng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nói giải quyết được thì chính là giải quyết được. Bởi vì sau lưng Diệp Quân Lâm là ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình. Anh ta là tồn tại mà không gì có thể làm khó được. Đến cả những mối nguy như Viên Sơn Hà, Lý Nhị Gia ở tỉnh thành anh ta còn giải quyết nhẹ nhàng, chớ nói chỉ là một ít khủng hoảng nhỏ của tập đoàn Đông Thiên. Lô Minh Giai của hiện tại có thể nói là đường làm quan rộng mở. Càng ngày càng nổi tiếng, lưu lượng càng ngày càng cao. Tài sản trong tay cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay cậu ta và đám người Tiêu Dật Luân cùng nhau ký hợp đồng với tập đoàn Tam Hưng. Lô Minh Giai không thèm xem nội dung hợp đồng đã ký luôn. Những người khác cũng thế, lập tức ký hợp đồng. Bởi vì đã nhận được tiền và tiếng tăm ở tập đoàn Tam Hưng. Chỉ có đám người Tiêu Dật Luân vừa tới tập đoàn Tam Hưng đã nhận được tiền trợ cấp hàng trăm ngàn. Bọn họ cũng không xem ký hợp đồng, đã ào ào ký hợp đồng luôn. Dư Huy nhìn mấy chục người trước mặt, không nhịn được cười nói, các anh đã được coi là trụ cột của tập đoàn giải trí Tam Hưng. Đi theo tôi, các anh sẽ được phát triển. Dư Huy mỉm cười, sau đó rời đi. Lô Minh Giai ở cùng với mọi người để thảo luận về tương lai. Hợp đồng này không bình thường. Bỗng nhiên biên kịch Vương Thước đưa ra nghi ngờ. Sao thế? Mấy người Tiêu Dật Luân nghỉ hoặc hỏi. Mọi người mau nhìn xuống hợp đồng của mình đi, hình như có vấn đề. Vương Thước nhắc nhở nói. Mọi người dồn dập dở hợp đồng của mình ra để xem. Chẳng mấy chốc, mấy biên kịch cũng hoảng sợ hô lên, chúng ta bị lừa rồi. Hợp đồng này có vấn đề, hợp đồng mà chúng ta ký ngang với khế ước bán thân. Ngay cả quyền danh dự quyền tác giả toàn bộ đều thuộc về sở hữu của tập đoàn Tam Hưng. Nói trắng ra thì chúng ta chính là nô lệ của tập đoàn Tam Hưng. Ngoài ra về mặt tiền lương, thế mà của tôi lại là lương cố định, tôi chỉ được 3.000 đồng một tháng. Vương Thước suýt thì ngất xỉu. Hai bộ phim nổi tiếng là kịch bản của anh ta, Lý Tử Nhiễm trực tiếp đưa cho anh ta 5 triệu tiền nhuận bút. Nhưng ở tập đoàn Tam Hưng, một tháng chỉ được 3.000 tệ. Ai mà chịu nổi loại chênh lệch này chứ? Mẹ ơi, tôi cũng ký khế ước bán thân rồi, cướp đoạt mọi quyền lợi của tôi, biến tôi thành nô lệ. Một tháng tôi chỉ được 8.000 ư. Tiêu Dật Luân sắp tức điên rồi. Làm đạo diễn cho hai bộ phim điện ảnh, ông ta lấy được 8 triệu. Ở đây thì thành 8.000. Hợp đồng của các biên kịch và nhà sản xuất còn lại đều giống nhau, hợp đồng mà tất cả bọn họ ký là khế ước bán thân, họ đã trở thành nô lệ của tập đoàn Tam Hưng, còn là nô lệ suốt đời. Mau xem giúp tôi hợp đồng của tôi. Ngay cả Lô Minh Giai cũng sốt ruột rồi. Sau khi Vương Thước dở ra xem, thốt lên, cậu cũng không kém đâu, cũng ký khế ước bán thân. Tốt hơn chúng tôi một tí, ít nhất thì cậu còn được cầm một ít tiền. Nhưng mỗi bộ phim, tiền công mà cậu lấy được không được quá 100.000 tệ. Cái gì, 100.000? Lô Minh Giai muốn điên rồi. Một bộ phim chỉ được 100.000. Náo loạn hả? Sau khi tất cả mọi người ở đây dò hợp đồng ra xem, họ phát hiện tất cả đều đã bị hãm hại. Đầu tiên tập đoàn Tam Hưng cho họ lợi ích trước, để bọn họ không phòng bị mà ký hợp đồng, trở thành nô lệ. Chúng ta hủy hợp đồng đi, làm như thế được không? Lô Minh Giai tức đến nỗi run cả người. Hủy hợp đồng, được, tiền hủy hợp đồng của chúng tôi là 1 tỷ, còn cậu, tiền hủy hợp đồng là 10 tỷ. Vương Thước nói ra sự thật lạnh lẽo. Phích, Lô Minh Giai đặt mông ngã ngồi xuống đất.
10 tỷ. Bây giờ nhiều nhất thì mình cũng chỉ có mấy chục triệu, lấy đâu ra 10 tỷ chứ? Tiêu Dật Luân tức đến sắp phát điên rồi, mẹ nó, Lô Minh Giai, cậu là thằng chó, hồ chúng tôi làm cái gì hả? Chúng tôi đang yên ổn ở Đông Thiên, tôi làm đạo diễn thì Đông Thiên là nơi cho nhiều nhất. Vương Thước cũng nói theo, còn không phải sao, làm biên kịch VA một bộ không được quá 500 ngàn, Đông Thiên cho tôi 5 triệu. Hu hu hu, mọi người đều khóc nức nở. Hối hận, cô thật là hối hận muốn chết. Làm ở tập đoàn Đông Thiên không tốt sao? Sao cứ phải đến tập đoàn Tam Hưng? Giờ thì hay rồi, đời này đã bị hủy rồi. Cả đời này đều phải ở tập đoàn Tam Hưng làm việc như nô lệ. Trước đó bọn họ còn cười nhạo Lão Ngụy và Trịnh Tử Hàm bảo thủ, không hiểu thời cuộc, bây giờ nghĩ lại, bọn họ mới là những người sáng suốt. Tiêu Dật Luân vỗ đầu nói, tôi phải nghĩ ra sớm hơn chứ. Tập đoàn Tam Hưng là chúa ăn người không nhổ xương, mấy năm nay rất nhiều lịch sử đen tối đã được phơi bày. Ở trong tay bọn tư bản này, đừng mong kiếm được một đồng. Chúng ta đã quá ngây thơ. Máu chốt nhát là chúng ta không được nói chuyện này ra, dựa theo quy định của hợp đồng thì một khi phơi bày ra, chúng ta sẽ ngồi tù. Vương Thước lại tạt cho mọi người một chậu nước lạnh. Hít. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thằng tiểu nhân Dư Huy, quá đáng hận. Lô Minh Giai tức đến nỗi đá mạnh vào cửa, nước mắt vẫn rơi ào ào. Mở cửa ra. Dư Huy đi vào. Sau lưng anh ta là mười mấy bảo vệ cho anh ta. Mọi người đã đọc kỹ hợp đồng rồi chứ? Dư Huy cười nham hiểm rồi nói. Dư Huy tao liệu mạng với mày. Lô Minh Giai xông lên, nhưng bị bảo vệ đè xuống. Dư tiên sinh làm như này quá tà môn rồi đấy. Cái này đâu phải hợp đồng, rõ ràng là khế ước bán thân chứ nhỉ? Tiêu Dật Luân cười lạnh nói. Mặc dù tập đoàn Tam Hưng bá quyền hợp đồng. Nhưng trong điều kiện hợp đồng, việc bảo vệ quyền lợi vốn đã rất khó. Đi kiện phải kéo dài tháng này qua tháng khác, còn chưa chắc thắng được. Thậm chí đối mặt với tập đoàn Tam Hưng to lớn, căn bản là không có bất cứ phần thắng nào. Cảm thấy hợp đồng không ổn thì có thể không ký, tôi có bắt ép các anh ký không? Dư Huy hỏi ngược lại. Tôi. Mọi người tạm thời nghẹn lời. Từ đầu tới cuối, Dư Huy không hề bắt ép. Nhưng cậu phải biết là kiểu hợp đồng này, tôi sẽ không ký, cậu hồ người. Tiêu Dật Luân tức giận nói. Dư Huy cười cười, lẽ nào tôi không cho ông xem hợp đồng sao? Nếu mà ông cảm thấy hợp đồng không hợp, ông có thể không ký mà. Nhưng các ông có đọc kỹ hợp đồng không? Tôi đã cho các ông dư thời gian để đọc hợp đồng. Phóc! Tiêu Dật Luân đã tức đến hộc máu thật rồi. Chính vì tin tưởng tập đoàn Tam Hưng giàu có nhiều của cải, cho nên ông ta lật hợp đồng xem cho có, rồi ký luôn. Ai mà ngờ đây là một cái hố. Bây giờ rút khỏi cũng được thôi. Lấy tiền vi phạm hợp đồng ra đây, tôi bảo đảm là tôi sẽ không làm khó bất kỳ người nào. Dư Huy mỉm cười nói. Mọi người, lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Vẻ mặt Dư Huy đắc ý, nếu mà không có, vậy thì ngoan ngoãn nghe theo tôi, ngoan ngoãn cống hiến cho tập đoàn Tam Hưng đi. Lô Minh Giai tức lắm rồi, cậu ta phẫn nộ nói, anh coi chúng tôi là chó à? Chẳng nhẽ các cậu không phải là chó à? Nhớ cho kỹ đây, bây giờ các cậu chính là chó mà tập đoàn Tam Hưng nuôi. Dậy ngoan, có lẽ sau này ông chủ tâm trạng tốt sẽ cho. Những con chó là các cậu đây mấy cục xương mà ăn. Ha ha ha. Dư Huy rất vui vẻ. Tốn có mấy chục triệu đã kiếm được nhiều lao động miễn phí như này, tiền lãi thu về ít nhất cũng phải hàng tỷ. Gốc rễ của một công ty giải trí đã bị đào lên rồi. Phù phù. Sau khi Dư Huy rời đi, mọi người ào ào tê liệt ngồi xuống đất. Bây giờ phải làm thế nào đây? Lẽ nào chúng ta phải làm chó cho tập đoàn Tam Hưng cả đời sao? Vương Thước không cam lòng nói. Ở đây không một ai sẽ cam lòng. Nói thế nào thì sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, chẳng ai lại muốn làm chó. Đúng rồi. Lô Minh Giai kinh hô lên một tiếng. Mọi người đều nhìn sang cậu ta. Chúng ta có thể tới tìm tập đoàn Đông Thiên, để Lý Tử Nhiễm trả phí hủy hợp đồng cho chúng ta, rồi ký lại hợp. Đồng với chúng ta. Lô Minh Giai nói. Đúng, đây là một cách hay. Có lẽ Lý Tử Nhiễm sẽ đồng ý đấy, bởi vì chúng ta sẽ kiếm tiền, số tiền mà chúng ta mang về vượt xa số tiền bồi thường. Huống chỉ sau khi chúng ta rời đi, công ty đã gặp phải khủng hoảng.
Chúng ta đi tìm cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Dưới sự kêu gọi của Tiêu Dật Luân, cả đám người cùng đi về hướng tập đoàn Đông Thiên. Các nhân viên của tập đoàn Đông Thiên rất ngạc nhiên. Buổi chiều Tiêu Dật Luân dẫn mọi người hùng hổ rời đi, sao buổi chiều đã quay lại rồi? Lẽ nào là tới để giễu võ Dương Oai? Nhưng nhìn thì không giống. Sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, như thể đã xảy ra chuyện lớn vậy. Trợ lý lập tức báo cho Lý Tử Nhiễm biết, đám người Tiêu Dật Luân trở về. Ngăn lại, đừng cho họ vào. Lý Tử Nhiễm lạnh giọng nói. Vừa nãy Diệp Quân Lâm gửi tin nhắn cho cô, nói cho cô biết tất cả những chuyện mà đám người Lô Minh Giai gặp phải. Mấy chục người Tiêu Dật Luân bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn đi vào. Ông Trương, ông không nhận ra tôi à? Tiêu Dật Luân tức giận nói với bảo vệ. Đúng thế, một bảo vệ quèn có tư cách gì mà chặn chúng tôi? Lô Minh Giai phẫn nộ nói, cậu ta không quen gặp nhát là bảo vệ. Mấy bảo vệ tức giận nói, các anh không còn là nhân viên của tập đoàn Đông Thiên, không được tư tiện đi vào công. Tiêu Dật Luân ngây ngắn cả người. Buổi sáng vừa mới nộp đơn từ chức, đúng là ông ta không còn là nhân viên của tập đoàn Đông Thiên nữa rồi. Lô Minh Giai lại kiêu ngạo nói, mấy tên bảo vệ quèn này, tôi nói cho anh biết, tôi tìm Lâm Tổng là để bàn dự án mấy tỷ tệ, nếu mà để chậm trễ thì bảo vệ quèn như anh có chịu trách nhiệm nổi không? Đúng thế, mấy bảo vệ quèn các anh là cái thá gì? Cũng dám chặn chúng tôi hả? Mấy người Tiêu Dật Luân cũng tức giận. Dầu gì cũng là đạo diễn lớn nổi tiếng, bị mấy bảo vệ quèn chặn lại. Mấy bảo vệ kiên quyết không nhượng bộ, không được. Vừa nấy đích thân Lý Tử Nhiễm ra lệnh cho họ. Cho nên không sợ. Chẳng qua là muốn tiền hả? Cho các anh. Lô Minh Giai tức đến sắp phát điên, cậu ta lầy ra một sắp tiền, hung hăng ném vào mặt mấy bảo vệ. Mấy bảo vệ quèn, cả đời này các anh cũng chỉ xứng làm bảo vệ thôi. Lô Minh Giai phẫn nộ nói. Mấy người bảo vệ bị tiền làm nhục, dám giận không dám nói. Bị người ta mắng chỉ xứng làm bảo vệ đã không phải một hai lần. Trong cảm nhận của những tinh anh, thành phần trí thức này, bảo vệ làm người hạ đẳng. Bọn họ chỉ có thể tức giận, lại không làm được gì. Có thể nói là đã quen rồi. Bảo vệ thì sao? Lúc này, một giọng nói vang lên. Chính là Diệp Quân Lâm. Anh Diệp. Các bảo vệ nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ánh mắt sáng ngời. Tìm thấy người đáng tin rồi. Diệp Quân Lâm không chỉ lăn lộn chơi với bảo vệ của tập đoàn Vân Đình. Anh còn lăn lộn chơi với các bảo vệ của tập đoàn Đông Thiên. Kỳ thị bảo vệ hả? Bảo vệ thì làm sao? Thì thấp kém hơn cậu à? Diệp Quân Lâm nhìn vào đám người Tiêu Dật Luân rồi lạnh lùng nói. Tỏi đám người Tiêu Dật Luân không nói được gì. Bọn họ biết Diệp Quân Lâm là một nhân vật lợi hại, lại là chồng của Lý Tử Nhiễm, cho nên không dám chọc. Ngay cả Lô Minh Giai cũng phải nhịn. Còn phải tìm Lý Tử Nhiễm bàn chuyện, chọc vào anh ta thì không hay. Xin lỗi. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Đám người Lô Minh Giai, Tiêu Dật Luân đưa mắt nhìn nhau. Có nhầm không vậy? Nói xin lỗi với máy bảo vệ quèn ư. Bọn họ có thân phận gì chứ? Tôi nói lại một lần nữa, xin lỗi, nếu không tất cả cút hết đi. Diệp Quân Lâm nói. Nhịn. Tiêu Dật Luân cắn răng, cúi đầu nói, xin lỗi. Xin lỗi. Đám người Vương Thước cũng xin lỗi. Lô Minh Giai cũng xin lỗi, tôi không nên không tôn trọng các anh. Mấy bảo vệ có cảm giác, thụ sủng nhược kinh. Những minh tinh, đạo diễn lớn này lại xin lỗi họ. Không sao không sao, mấy người vội vàng xua tay. Diệp Quân Lâm nhìn ông Trương bảo vệ, nói, đi, tát cậu ta một cái. Hả? Ông Trương bảo vệ ngây ngắn cả người. Vừa nãy cậu ta cầm tiền đập vào ông tát cậu ta một cái không quá đáng chứ? Diệp Quân Lâm nói. Lô Minh Giai phẫn nộ nói, Diệp Quân Lâm, anh đừng có mà khinh người quá đáng. Đi, tát cậu ta một cái. Diệp Quân Lâm chợt cao giọng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ông Trương bảo vệ đi về phía Lô Minh Giai? Lô Minh Giai rất là phẫn nộ. Nếu mà bị bảo vệ bạt tai, cậu ta còn lăn lộn thế nào được nữa? Tiêu Dật Luân và Vương Thạc giữ chặt Lô Minh Giai, nháy mắt với cậu ta, ý bảo cậu ta đừng cử động. Đánh. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Quân Lâm, ông Trường bảo vệ hung hăng tát một cái vào mặt Lô Minh Giai. Nhất thời, đầu óc Lô Minh Giai quay cuồng, trước mắt toàn là sao,
nửa bên mặt hoàn toàn tê tái, mát cảm giác ngay sau đó, chính là một cơn đau giống như kim đâm ùa vào. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Đại Minh tỉnh Lô Minh Giai bị một bảo vệ tát. Lô Minh Giai nhìn chòng chọc vào ông Trương bảo vệ và Diệp Quân Lâm, ánh mắt như ăn thịt người. Nhục nhất cúa là nhục nhã. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói, cậu có phục không? Tôi phục, tôi cầm tiềm ném vào ông ấy tát tôi một cái, rất công bằng. Lô Minh Giai nghiền răng nghiền lợi, mỗi mỗi chữ đều bật ra từ trong kẽ răng. Tốt, các cậu có việc gì? Không phải đã từ chức rồi sao? Còn chạy tới đây làm gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Tiêu Dật Luân lập tức nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi có chuyện muốn thương lượng với Lý Tổng, xin anh hãy tạo điều kiện. Chuyện gì thế? Diệp Quân Lâm hỏi. Chuyện này gặp Lý Tổng chúng tôi mới nói. Chuyện này có lợi cho tập đoàn Đông Thiên. Tiêu Dật Luân mỉm cười. Diệp Quân Lâm cười nói, các anh cũng biết, Lý Tổng rất bận, không phải chó chó mèo mèo gì cũng gặp được. Quay về đi. Diệp Quân Lâm, anh có ý gì hả? Vừa mới đánh tôi xong liền muốn đuổi chúng tôi đi. Anh là cái thá gì? Lô Minh Giai đã không nhịn được nữa rồi. Đúng, Diệp tiên sinh, anh nói chuyện có lý chút đi. Chúng tôi không so đo với mấy bảo vệ này là bởi nể mặt anh. Anh cũng phải nể mặt chúng tôi chứ? Tiêu Dật Luân hỏi, vừa nãy bọn họ xin lỗi, không phải là họ đã thật sự biết sai, mà là họ nể mặt Diệp Quân Lâm thôi. Mẹ nó chứ anh là cái thá gì? Tôi phải nể mặt anh ư? Diệp Quân Lâm tức giận nói. Lô Minh Giai đã gấp lắm rồi, Diệp Quân Lâm, tôi nói cho anh biết, nếu không phải là nể mặt Lý Tổng, thì anh là cái thá gì? Bốp! Diệp Quân Lâm hung hăng tát cho Lô Minh Giai một cái bạt tai, hai cái răng bay ra ngoài. Dấu ngón tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt. Lô Minh Giai ngu người. Cái tát này quả thực là đã lấy đi nửa cái mạng của cậu ta. Diệp Quân Lâm, anh dám đánh tôi? Lô Minh Giai có suy nghĩ muốn giết người rồi. Đánh cậu thì sao, miệng tiện không nên đánh sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh thử động vào tôi một lần nữa xem L. Lô Minh Giai gào lên. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Các anh em, còn có người chủ động xin ăn đánh kìa. Ha ha ha. Các bảo vệ đều cười. Vừa rút lời, Diệp Quân Lâm lại tát một cái nữa lên mặt Lô Minh Giai. Nửa mặt bên trái nhanh chóng sưng lên, dấu năm ngón tay cực kỳ rõ ràng. Lúc này, Lô Minh Giai đã hoàn toàn ngu người rồi. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Chính cậu mời tôi đánh, tôi thỏa mãn yêu cầu của cậu rồi đây. Diệp Quân Lâm cười nói. Đánh người rồi, có người đánh nhau với Đại Minh Tinh Lô Minh Giai, mau tới xem đi. Mọi người mau tới xem, Đại Minh Tinh Lô Minh Giai bị người ta đánh. Không ai ra can giúp à, Đại Minh Tỉnh Lô Minh Giai bị người ta đánh rồi. Bỗng nhiên mấy người Thượng Thiếu Đình và Bạch Khúc Vĩ hét to. Người đi đường bên cạnh vừa nghe thấy là Đại Minh Tinh Lô Minh Giai, tất cả đều đến. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Thế mà lại đánh người. Người bị đánh còn là thần tượng của tôi, mau báo cảnh sát bắt anh ta lại. Trong nháy mắt, xung quanh đây đã có hơn 100 người tập trung lại. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lô Minh Giai, họ nghĩ ngay rằng cậu ta đã chịu thiệt. Mọi người nhao nhao chỉ trích Diệp Quân Lâm. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Lúc này, nhóm người Lý Tử Nhiễm đi tới. Mấy người Tiêu Dật Luân lập tức đi lên nói, Lý Tổng, chúng tôi muốn tìm cô bàn chút việc. Nhưng chồng cô vô cớ ngăn trở, còn đánh Lô Minh Giai. Cả bảo vệ cũng tát Lô Minh Giai một cái. Kẻ xấu cáo trạng trước. Lý Tử Nhiễm cười cười. Sau đó thì sao? Lý Tổng cũng nhìn thấy rồi đó, nếu bây giờ mà tung chuyện này ra, chồng cô sẽ rất khổ. Cái này là đánh Đại Minh Tinh đấy, làm không ổn chồng cô phải đi tù đấy. Tiêu Dật Luân nói. Cho nên phải làm thế nào đây? Lý Tử Nhiễm hỏi. Lý Tổng à, nói không gạt cô chứ chúng tôi bị tập đoàn Tam Hưng hãm hại, họ cho chúng tôi ký bản hợp đồng như khế ước bán thân. Chúng tôi đều muốn thoát ra, nhưng phí hủy hợp đồng khổng lồ. Tiêu Dật Luân muốn nói lại thôi. Lý Tử Nhiễm bật cười, cho nên nói các ông muốn để tôi trả tiền hủy hợp đồng, chuộc thân cho các ông. Tiêu Dật Luân, Vương Thước, một đám người gật đầu ngay lập tức, đúng đúng đúng. Lý Tổng, chúng tôi đã tính rồi, cộng tổng số tiền hủy hợp đồng lại thì vừa vặn là 2 tỷ, thực ra không đắt. Cô nghĩ xem, có một nhóm giỏi như
chúng tôi cùng với diễn viên xuất sắc Lô Minh Giai ở đây, kiếm 2 tỷ chẳng phải rất nhanh sao? Đúng thế, không sai, tôi tin rằng một năm kiếm về 2 tỷ không phải mơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.